Thôi Hướng sau khi trải qua một loạt những sự việc đã trở nên thông minh hơn. Bây giờ ông ta ngày càng thân với Diệp Thạch Sinh, không phải việc gì cũng chống đối với y, mà việc nhỏ thì hợp tác, việc lớn thì chỉ dẫn, tìm mọi cách để thuyết phục Diệp Thạch Sinh, lợi dụng tính cách dễ mềm lòng của y thừa cơ hội khiến Diệp Thạch Sinh thay đổi ý nghĩ, cuối cùng đạt được mục đích là tán thành ý kiến của ông ta. Có thể nói chiến lược của Thôi Hướng đã có kết quả tốt đẹp, mối quan hệ của Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng phát triển theo chiều hướng tốt. Ông ta cảm thấy rất hài lòng vì Thôi Hướng phối hợp rất tốt trong công việc và luôn nghĩ cho mình. Vì sự xa lạ của Phạm Duệ Hằng đối với ông ta, và mối quan hệ với một vài vị phó chủ tịch tỉnh trong bộ máy chính phủ cũng bình thường. Diệp Thạch Sinh cảm thấy mình cần phải nhất trí với Thôi Hướng cũng để ở hội nghị thường vụ mình có thêm một tiếng nói mạnh. Diệp Thạch Sinh tuy là nhân vật số một nhưng ông ta cảm thấy trong hội nghị thường vụ không mấy ai nhất trí với mình, trong tỉnh ủy cũng hơi lẻ loi. Trong bộ máy chính phủ Phạm Duệ Hằng đối với y cũng thờ ơ, Mã Vạn Chính thì dường như tỏ ra có ý muốn dựa hơi. Trong tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an Lý Bính Văn cùng y cũng ít khi trao đổi, ngoài công việc ra thì rất ít khi qua lại. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài và Tống Triều Độ có mối quan hệ mật thiết, chủ tịch mặt trận thống nhất Trương Sán Dương là mẫu người hiền lành gặp ai cũng đều hợp ý, nói cách khác thì ông ta không đắc tội ai cả. Diệp Thạch Sinh tự biết mình không thể điều khiển được trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình và sẽ không cùng hắn một lòng. Những người còn lại, bí thư thành ủy Trần Phong, trưởng ban tuyên giáo mới Mã Tiêu cũng chỉ quen biết hời hợt với ông ta, không có nhiều tiếng nói chung. Ngoài trưởng ban thư ký Tiền Cẩm Tùng khá thân với ông ta thì trước mắt chỉ có Thôi Hướng là người hợp tính với ông ta. Cứ nghĩ như vậy thì thấy được sự quan trọng của Thôi Hướng, và lại gần đây Thôi Hướng làm việc gì cũng xin chỉ thị và báo cáo. Rất tôn trọng quyền uy của ông ta, Diệp Thạch Sinh rất có thiện cảm đối với Thôi Hướng. Lời nói của Thôi Hướng khiến cho Diệp Thạch Sinh khó mà quyết định, ông ta liền nói. Thành phố thí điểm là một sự việc mới, thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động đề xuất xin là muốn san sẻ gánh nặng với tỉnh, đáng lý ra phải được tỉnh ủng hộ chính sách và tài chính. Nếu không duyệt thì sẽ làm mất đi uy tín của tỉnh ủy. Ha ha, bí thư Diệp quá nặng lời rồi. Duyệt. Là tỉnh giúp đỡ cho thành phố Đan Thành, không duyệt là do tỉnh phải xem xét tổng thể, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Sự thành công của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo cũng khiến cho Thôi Hướng hết sức kinh ngạc. Ông ta không nghĩ Hạ Tưởng có năng lực đến vậy, đạt được thành tích trong khoảng thời gian ngắn. Thật ra ông ta khuyên Diệp Thạch Sinh không phê duyệt không phải cố ý chống đối với thành phố Đan Thành, mà là muốn nhân cơ hội gây khó dễ với Hạ Tưởng để y đừng quá suôn sẻ, để Hạ Tưởng biết được sự tồn tại của ông ta. Đồng thời ông ta cũng có ý chờ thời cơ chín muồi rồi đem việc này ra mặc cả với Hạ Tưởng. Vì Thôi Hướng ý thức được không lâu sau danh sách thành phố thí điểm thứ hai sẽ xuất hiện, đến lúc đó tổ lãnh đạo sẽ không đủ nhân lực, cần phải tăng thêm người, dự tính sẽ có thêm phòng tổng hợp 3, ông ta muốn thừa cơ hội cho người của mình chen chân vào. Để trong đợt sóng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sắp tới, trước tiên sẽ là chiếm một vị trí nhỏ để có thể được chia một phần. Ý kiến của tôi là duyệt thì duyệt nhưng không phải bây giờ, phải kéo một thời gian rồi mới nói, nếu vừa xin là được duyệt thì sẽ khiến người ta nghĩ sai, cảm thấy tiền của tỉnh rất dễ lấy, và cũng khiến những thành phố khác cảm thấy xin làm thành phố thí điểm sẽ có thể tùy ý xòe tay xin tiền của tỉnh. Như vậy tôi tin rằng rất nhanh sẽ có rất nhiều thành phố xin vào nhóm thành phố thí điểm thứ hai. Khi đó sẽ là một chuyện phiền toái. Thôi Hướng tỏ vẻ rất lo lắng. Diệp Thạch Sinh bị Thôi Hướng thuyết phục, nghĩ một hồi rồi nói. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã bước đầu thành công, bây giờ thì còn quá sớm để kết luận việc điều chỉnh kết sản nghiệp có hiệu quả hay không. Phải chờ trên 3 doanh nghiệp lớn cải cách thành công thì mới xem như điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đạt được thành tích, bây giờ mà đề xuất nhóm thành phố thí điểm thứ hai thì tôi thấy không thích hợp. Thôi Hướng lắc đầu cười nói. Bí thư Diệp, ông e rè quá, nếu Phó Thủ tướng Hà đã quan tâm đến việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến thì cũng phải báo tin mừng cho Phó Thủ tướng Hà mới được, mới chứng tỏ được đây là sự quyết định sáng suốt của Phó Thủ tướng Hà. Tôi nghĩ chúng ta không những đưa ra danh sách nhóm thành phố thí điểm thứ hai, mà còn phải tăng thêm thành viên trong tổ lãnh đạo. Bây giờ chỉ có 2 phòng ban thì không thể đáp ứng đủ chức năng của tổ lãnh đạo, phải thành lập phòng tổng hợp 3, đồng thời tăng cường quyền phát ngôn của tỉnh ủy trong tổ lãnh đạo. Chương 422, tìm đường đột phá. Diệp Thạch Sinh hiểu ý của Thôi Hướng là muốn qua đó hái trái ngọt, ông ta quơ tay nói. Không ổn, không ổn, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là chuyện của chính phủ, lại được Phó Thủ tướng Hà đặc biệt quan tâm,
chúng ta không nên ôm đồn quá nhiều nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Lúc đầu khi Phó Thủ tướng Hạ đề xuất tôi tỏ thái độ không mấy tích cực, bây giờ thấy có chút thành tích thì vội đưa tay đi lấy, như vậy rất khó coi. Thành lập phòng tổng hợp 3 cũng được, nhưng bên tỉnh ủy không được nhúng tay vào, ít nhất không được cho tổ phó vào đó. Vậy có cần phải báo cáo thành tích cho Phó Thủ tướng Hà biết không? Thôi Hướng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn làm rối tình thế để mượn gió bẻ măng. Không cần đâu. Tuy bây giờ Diệp Thạch Sinh có ấn tượng tốt với Thôi Hướng, nhưng tính bảo thủ vốn đã ăn sâu vào trong người nhất thời khó có thể thay đổi được. Làm việc gì cũng không nên quá nóng vội, càng không thể tùy tiện. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo vừa có được chút thành tích, bây giờ mà báo lên trên nếu chẳng may những đợt điều chỉnh tiếp theo gặp thất bại thảm hại thì phải làm sao? Chẳng phải trở thành trò cười sao? Thôi Hướng thấy Diệp Thạch Sinh đã quyết tâm nên cũng không miễn cưỡng. Hắn biết sự việc không thể hấp tấp, chỉ có thể từ từ bày mưu. Ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thạch Sinh, Thôi Hướng bỗng cảm thấy tác phong làm việc của ông ta ngày càng giống Hạ Tưởng. Hắn lắc đầu cười. Bản thân là một phó bí thư tỉnh ủy mà còn phải học tập cách đối nhân xử thế của một tên cấp cục như Hạ Tưởng đúng là mất mặt. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần đạt được mục đích thì học từ thủ đoạn của ai cũng được. Mục đích mới là chính, thủ đoạn chỉ là đường đi, đi theo cách của ai cũng là đi. Chỉ cần đạt được mục đích của mình là được. Không ngờ muốn áp chế Hạ Tưởng thì lại bị hắn mượn danh nghĩa của tổ lãnh đạo để chạy thoát. May là mình cũng học được rất nhiều điều từ thủ đoạn của hắn, cũng là gặt hái ngoài ý muốn. Nghĩ lại, nếu thành lập phòng tổng hợp 3 thì nên phái ai đi? Nhất định phải sắp xếp người của mình vào, một công đôi chuyện, vừa kiềm chế được Hạ Tưởng vừa có thể kiếm hời. Sau khi báo cáo xin cấp vốn của thành phố Đan Thành bị trì hoãn, Hạ Tưởng biết nhất định là do Thôi Hướng gây rối từ bên trong. Gần đây quan hệ của Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh chẳng những dịu đi mà còn có chiều hướng ngày càng thân thiết, khiến Hạ Tưởng cũng đoán được ý của Thôi Hướng. Sau vài lần đụng độ, Thôi Hướng cũng hiểu Diệp Thạch Sinh tuy có tính cách mềm yếu nhưng cũng có giới hạn. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật đứng đầu, nếu muốn gây chuyện thì ai cũng phải nhượng bộ. Và lại cũng có vài việc do Thôi Hướng xử lý hơi khinh suất, chẳng những không được lòng người mà còn khiến người khác có cảm giác chuyên quyền độc đoán. Có lẽ Thôi Hướng cũng đã cảm thấy ở trong hội nghị thường vụ không có mấy ai chung tiếng nói với hắn. Nên hắn lui để tiến chuyển sang thân thiết với Diệp Thạch Sinh để từ từ có được sự tin tưởng của ông ta, rồi từ từ ảnh hưởng đến quyết định của ông ta. Phải thừa nhận Thôi Hướng rất thông minh, để đạt được thì trước tiên phải cho đi. Đối với việc Thôi Hướng tiếp cận với nhà họ Phó, lại lôi kéo, chia rẽ các ủy viên thường vụ, và chiến lược từng bước tiến gần Diệp Thạch Sinh, thì Hạ Tưởng càng cảnh giác hơn đối với Thôi Hướng. Bất cứ một nhân vật chính trị nào nắm vị trí cao nếu nhìn thấy được sự rắc rối phức tạp trong các mối quan hệ thì sẽ có lợi, từ đó biến những cái lợi đó thành điểm tựa cho mình thì có thể giữ thế chủ động đạt tới mục đích. Trước mắt trong tỉnh ủy người có thể lợi dụng nhất là Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh tính nhu nhược, dễ siêu lòng, nếu cứng rắn thì có thể chạm đến giới hạn chịu đựng của ông ta, nhưng nếu dùng chiến lược phu hồi, trước là tiếp cận, làm việc gì cũng nghe theo, từ từ sẽ có được sự tin tưởng của ông ta. Sau đó dựa vào trí thông minh và thủ đoạn của Thôi Hướng từng bước dùng sự giả dối để mê hoặc Diệp Thạch Sinh, dùng lời ngon ngọt để xỏ mũi ông ta mà dắt đi, cuối cùng Diệp Thạch Sinh trở thành loa truyền thanh của Thôi Hướng mà ông ta hoàn toàn không biết. Nếu chính phó bí thư nói cùng một tiếng nói thì sẽ có quyền uy rất lớn. Điểm làm Hạ Tưởng đau đầu là các ủy viên thường vụ khác trong tỉnh ủy ngoài Tiền Cẩm Tùng ra thì những người khác đều xa cách với Diệp Thạch Sinh, ngoài mặt thì có tỏ ra kính nể nhưng quan hệ riêng tư thì bình thường. Cũng không biết con người của Diệp Thạch Sinh có phải không thích có quan hệ riêng tư hay không, hay là vì khi ông ta đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh bị Cao Thành Tùng chèn ép quá nên bị các ủy viên thường vụ khác xem thường, không ai xem ông ta ra gì. Như bây giờ lại tốt, Diệp Thạch Sinh đã trở thành nhân vật số một, khi các ủy viên thường vụ khác còn chưa kịp phản ứng thì Thôi Hướng đã hoàn toàn lợi dụng khuyết điểm trong tính cách của Diệp Thạch Sinh cùng ông ta đứng cùng một chiến tuyến. Làm cách nào để Tiền Cẩm Tùng chen chân vào sự liên minh của Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng để có thể chia rẽ mối quan hệ của họ? Hạ Tưởng trầm ngâm suy ngẫm, cảm thấy trong đám mây mù trước mắt dần dần lộ ra một tia sáng. Có thể hợp tác với Diệp Thạch Sinh thành đồng minh, con người cũng tốt, lại không có dã tâm quá lớn, chỉ là bị Thôi Hướng nhanh một bước chiếm thế thượng phong. Cho dù Tiền Cẩm Tùng và Diệp Thạch Sinh có trở nên mật thiết vẫn tốt hơn là Thôi Hướng. Thôi Hướng có dã tâm rất lớn.
hắn là ứng cử viên sáng giá để tranh chức chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ sau của Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ, không có khả năng hợp tác. Hạ Tưởng biết rõ, nếu Thôi Hướng lên làm chủ tịch tỉnh, thì những kế hoạch mà mình dày công chuẩn bị ở tỉnh Yến như dự án huyện An, dự án thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, thậm chí sự phát triển của tập đoàn Viễn Cảnh ở thành phố Yến và tỉnh Yến đều trở thành mục tiêu của Thôi Hướng. Hái trái ngọt trong chính trị là chuyện nhỏ, không chừng lại có thủ đoạn khác đem các dự án chuyển đến tay y, chính trị và kinh tế đều có gặt hái lớn. Tháng 6 ở thành phố Yến, thời tiết chuyển nóng, cùng với khí nóng thổi vào thành phố Yến còn có thêm một mạch nước ngầm. Khi sự việc của Thôi Hướng còn chưa giải quyết, Hạ Tưởng cuối cùng cũng phát hiện di chứng trong sự việc của Cố Tăng lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Khi tổ lãnh đạo vừa mới thành lập, đài truyền hình tỉnh Yến, nhật báo tỉnh Yến cũng đều chú trọng đưa tin và tuyên truyền. Còn việc ký kết hiệp nghị du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành thì giới truyền thông toàn tỉnh đều im lặng, thì Hạ Tưởng biết đây nhất định là do Mã Tiêu. Nhà máy ô tô Vạn Lý của thành phố Bảo và doanh nghiệp Ngọc Linh ký kết hiệp nghị hợp tác. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tống Triều Độ cũng đích thân đến thành phố Bảo tham dự cắt băng khánh thành. Giới truyền thông toàn thành phố Bảo đều đến thay nhau đưa tin, liên tục phát sóng. Đồng hành cùng việc Tống Triều Độ đến tham dự có đài truyền hình và các tòa soạn trong tỉnh, băng hình đã được biên tập xong, bản thảo cũng đã hoàn chỉnh, nhưng khi đưa lên tổng bộ thì lại không được phát sóng, giống như ném đá xuống đáy biển. Đường Đường là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Dự án góp vốn lớn được Phó Chủ tịch tỉnh tham dự làm chấn động cả tỉnh Yến, đài truyền hình và các tờ báo tin tức của tỉnh lại không đồng bộ chú trọng đưa tin, thật không bình thường chút nào, có lẽ dân chúng không cảm thấy gì nhưng những người trong tỉnh ủy thì rất rõ tin tức và chính trị có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu hoạt động của các nhân vật quan trọng lại không được nhắc tới trong tin tức, không hiện diện trên đài truyền hình thì rõ ràng đã xuất hiện vấn đề lớn, nói không chừng cuộc sống chính trị của người này rất có thể sẽ kết thúc. Từ việc này Hạ Tưởng nghĩ ngay đến việc cách đây không lâu Cố Tăng bị điều khỏi báo Triều tỉnh Yến. Mã Tiêu vừa nhậm chức đã bắt lấy một việc nhỏ không tha, chuyện bé xé ra to để loại bỏ chủ nhiệm, thay đổi tổng biên tập. Bây giờ xem ra sự việc lúc đó chỉ là một cái cớ, mục đích của Mã Tiêu rất rõ ràng là muốn nắm giữ cả giới tuyên truyền trong tay. Thời gian Hạ Tưởng vào làm trong trụ sở tỉnh ủy không ngắn, nhưng vẫn chưa từng vào phòng làm việc của Tống Triều Độ. Hôm nay là lần đầu tiên vào phòng làm việc của Tống Triều Độ để bàn luận công việc. Phòng làm việc của Tống Triều Độ bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn vào rất trật tự, không có nhiều thứ linh tinh. Hạ Tưởng ngồi xuống ghế sofa, thấy Tống Triều Độ hơi nhíu mày đang hút từng hơi thuốc. Khói thuốc bay ra ngoài theo hướng cửa sổ, dưới ánh nắng của tháng 6, cây bạch dương bên ngoài đã hồi phục sức sống, cành lá sum suê, gió thổi qua tiếng lá xào xạc. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, lá cây bạch dương khi bị gió thổi qua có âm thanh rất êm tai. Tống Triều Độ không có lòng nào để thưởng thức âm thanh tuyệt vời của lá cây, trong lòng ông ta đang bất mãn, tức giận và khuất mắc. Qua nhiều nguồn tin ông ta cũng đã rõ nội tình, theo chỉ thị nội bộ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, những tin tức về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố thí điểm đều phải đưa lên cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy xét duyệt, các đơn vị truyền thông đều không được tự ý phát sóng. Nếu không được Ban tuyên giáo tỉnh ủy phê chuẩn mà tự ý phát sóng sẽ bị truy cứu trách nhiệm chính trị. Truy cứu trách nhiệm chính trị là có thể dọa được rất nhiều người. Cho dù là trưởng ban đài truyền hình tỉnh hay là trưởng ban tòa soạn của báo tỉnh đều là những nhân vật chính trị có độ nhạy cảm về chính trị rất cao. Họ không phải là người trong giới truyền thông mà là cán bộ đảng, nắm giữ chức vụ có tiếng nói quan trọng trong đảng, ai cũng không dám đem tiền đồ chính trị của mình ra làm trò đùa. Làm việc trong ban tuyên giáo, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị phá hủy tương lai, văn chương có thể nhào nặn một người vô danh thành một anh hùng, và cũng có thể khiến một người nổi tiếng bị chê bai thậm tệ, giết người không cần vũ khí. Sau khi nhận được thông báo, giới truyền thông cấp tỉnh có đem tin tức Tống Triều Độ đến thành phố Bảo đưa cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy chờ phê duyệt, không ngờ sau khi đưa lên lại không thấy trả lời, bắt đầu có người hối thúc, tin tức thì phải phát sóng kịp thời thì mới có giá trị, nếu không thì thành tin tức cũ, cuối cùng Ban tuyên giáo trả lời là: lãnh đạo đang thẩm duyệt, khi nào xong sẽ trả lời, có hối thúc cũng vô ích. Kết quả kéo dài cả một tuần. Thời gian một tuần, cái gì cũng nguội lạnh, người làm trong giới truyền thông ai cũng có đầu óc chính trị, liền hiểu rõ một chuyện là bên trong tỉnh ủy có mâu thuẫn nội bộ, ban tuyên giáo tỉnh ủy cố tình gây khó dễ một ai đó. Một ai đó, đương nhiên là chỉ Tống Triều Độ. Tống Triều Độ không rõ thực tâm của Mã Tiêu rốt cuộc là chĩa mũi nhọn vào mình hay là thành phố thí điểm.
Rốt cuộc là ý của mình Mã Tiêu hay còn có Diệp Thạch Sinh bày mưu tính kế? Trong lúc ông ta đang suy nghĩ mà vẫn chưa có câu trả lời thì Hạ Tưởng gọi điện nói là đến báo cáo công việc, ông ta biết được Hạ Tưởng cũng đã cảm thấy ở ban tuyên giáo có vấn đề. Trước kia khi Lục Uyên Nguyên còn đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thì không cảm thấy sự quan trọng của phương diện tuyên truyền, bây giờ đổi tên Mã Tiêu lập tức có một tên dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết người, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Hạ Tưởng cũng không đoán được ý đồ thật sự của Mã Tiêu. Tuy nói Mã Tiêu là người nhà họ Phó nhưng việc tuyên truyền kề dao vào cổ của thành phố thí điểm và Tống Triều Độ chưa chắc là ý của Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong cũng sẽ không làm việc dỗi hơi như vậy. Nếu có nguyên nhân khác thì trước tiên nên tìm hiểu Tống Triều Độ, dù sao ông ta cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Hạ Tưởng nghĩ một chút rồi nói. Trưởng ban Mã từ một tỉnh ở Đông Bắc điều đến, không biết có phải vì ông ta có tính cách quá bảo thủ hay không? Cảm thấy giai đoạn này tuyên truyền về sự thành công của thành phố thí điểm không mấy thích hợp, chờ đạt được thành tích cao hơn mới tuyên truyền cũng không muộn. Nhưng dù thế nào thì ông ta cũng nên báo trước chứ không phải trực tiếp đè ép xuống. Tống Triều Độ hơi có chút tức giận, dùng tay gõ nhẹ lên bàn nói. Mã Tiêu thật chẳng biết làm việc, việc này phải tìm Bí Thư Diệp nói chuyện. Tuyên truyền theo không kịp thì cũng như không được tỉnh ủy tán thành, sẽ khiến người khác nghi ngờ có nên để tổ lãnh đạo tồn tại hay không. Tống Triều Độ nhìn nhận vấn đề nặng hơn Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng cảm thấy ông ta hơi quan trọng hóa vấn đề, có lẽ Tống Triều Độ cảm thấy bị mất mặt, không được đối đãi đúng mức, có thể hiểu được tâm tư của ông ta. Bây giờ Tống Triều Độ đang nóng lòng chứng tỏ bản thân, vốn là kiêm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo đã là một mạo hiểm chính trị, để chia bớt gánh nặng cho tỉnh ủy, bây giờ bị tên Mã Tiêu dùng lời nói bâng quơ để giết chết những chiến tích của ông ta thì không giận mới là lạ. Tìm Bí Thư Diệp để nói chuyện thì không có vấn đề, nhưng tôi đoán là không có kết quả. Tôi dám nói Bí Thư Diệp nhất định biết chuyện này, và cũng đã biết phải làm gì. Nếu không thì tên Mã Tiêu vừa đến tỉnh Yến cũng không dám to gan tự làm theo ý mình. Dù Bí Thư Diệp không gật đầu thì cũng có thái độ ngầm chấp nhận, đồng thời cũng có thể khẳng định rằng Phó Bí Thư thôi đã gật đầu. Sau khi nghe lời nói của Tống Triều Độ, Hạ Tưởng như đã nắm bắt được một điều gì đó. Suy cho cùng vẫn có liên quan đến Thôi Hướng, có liên quan đến việc Thôi Hướng tiếp cận Diệp Thạch Sinh. Xem ra ở trong tỉnh ủy Thôi Hướng ngày càng có vai vế, rất có thể trở thành người cầm quyền giấu mặt. Hạ Tưởng nghĩ Thôi Hướng không ngốc đến nỗi tìm cách chèn ép tổ lãnh đạo, vì nếu hắn và Mã Tiêu cùng hợp tác thì nhất định muốn nhân cơ hội đưa ra điều kiện để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Hạ Tưởng quả thật đã đoán đúng, sau khi Tống Triều Độ tìm được Diệp Thạch Sinh, ông ta giải thích rằng ông ta cũng biết việc này. Mã Tiêu đã báo cáo cho ông ta biết. Vì phải xét đến tình hình của các doanh nghiệp nhà nước lớn của thành phố Yến và các thành phố khác, đồng thời cũng là để cẩn thận, tạm thời không nên trọng điểm tuyên truyền thành tích của tổ lãnh đạo và lại thành tích bây giờ đạt được vẫn chưa đủ, cũng để tránh những ý nghĩ buông thả của những thành viên trong tổ lãnh đạo. Ngoại trừ việc sau này lại đạt được thành tích lớn hơn, nếu không thì tin tức về điều chỉnh kết cấu kinh tế của thành phố thí điểm sẽ được khiêm tốn xử lý. Diệp Thạch Sinh nói với giọng điệu chân thật đáng tin, hơn nữa nói cũng có lý, rõ ràng là đã nắm chắc quan điểm của mình. Tống Triều Độ cũng không có cách nào khác đành phải tỏ ra chấp nhận quyết định của tỉnh ủy, hình thái ý thức vốn là do đảng ủy kiểm soát, ông ta là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nên chỉ có thể phục tùng. Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi. Hắn xem xét thời thế và cho rằng thời gian sau con đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành sẽ đưa lên chương trình hội nghị. Sau đó là dự án phim nhựa Đạt Phú và giao ngâm Mậu Thịnh của thành phố bảo nếu được thông qua và tiến hành đầu tư thì về cơ bản thành tích của tổ lãnh đạo sẽ có cơ sở vững chắc. Nếu tiến hành đúng đắn thì cho dù ban tuyên giáo của tỉnh ủy có giấu giếm thì hắn tin là sẽ kinh động đến Phó Thủ tướng Hạ. Một khi đã đến tai Phó Thủ tướng Hạ, giới truyền thông quốc gia sẽ đưa tin chính thức thì ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ có phản ứng, nếu không thì sẽ là không làm tròn bổn phận. Chỉ là phim nhựa Đạt Phú và giao ngâm Mậu Thịnh vẫn chưa tìm được doanh nghiệp đầu tư. Tuy nói việc thu hút đầu tư không phải là trách nhiệm của tổ lãnh đạo nhưng Hạ Tưởng nghĩ rằng hắn đã khuyên được thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động trở thành thành phố thí điểm thì hắn phải có trách nhiệm làm một khởi đầu tốt cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, giúp họ mở đường. Vạn sự khởi đầu nan, một khi giai đoạn đầu tạo được tấm gương thành công thì sau này mọi việc cũng dễ làm hơn. Cuối tuần, Hạ Tưởng hẹn Nghiêm Tiểu Thì. Muốn cùng cô ấy bàn việc đầu tư thành phố Đan Thành. Đương nhiên là hắn có ý nghĩ sâu hơn, phải thông qua Nghiêm Tiểu Thì để thực hiện. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê Hảo Sự. Thời tiết ấm dần,
Hạ Tưởng cảm thấy mặc quần áo có tay vẫn còn có cảm giác hơi lạnh thì trên đường các cô gái như trăm hoa đua sắc, tranh nhau mặc những chiếc váy đầy màu sắc, để lộ ra cánh tay và đùi trắng nõn. Nghiêm Tiểu thì cũng không ngoại lệ, cũng mặc một chiếc đầm trắng tinh, thướt tha như váy cưới, bồng bềnh như mây khói. Không hiểu sao chiếc váy trắng của Nghiêm Tiểu thì khiến Hạ Tưởng thoáng nhớ đến Liên Nhược Hạm, nghĩ đến lúc hắn và Liên Nhược Hạm mới đến thành phố Yến, khi Liên Nhược Hạm và hắn cùng nhau ở tòa cao ốc quốc tế cũng là mặc một chiếc đầm trắng tinh, đẹp như một đóa hoa sen trắng tinh khôi. Mà bây giờ Liên Nhược Hạm đã sắp đến ngày sinh, Hạ Tưởng đang bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch bay đi Mỹ. Khi Liên Nhược Hạm sinh, hắn nhất định phải ở bên cạnh cô ấy. Hắn cũng hy vọng khi đứa nhỏ lớn một chút Liên Nhược Hạm có thể về nước. Hắn muốn có hắn ở bên cạnh cô để có thể đối xử với cô ấy công bằng một chút. Ngồi ở một chỗ bị vây quanh hết một nửa, Nghiêm Tiểu thì thấy tinh thần Hạ Tưởng hơi hoảng hốt, liền cười hắn. Nhất định là đang nghĩ đến người phụ nữ nào đó phải không? Xem ra chỉ có phụ nữ mới khiến trong lòng anh không yên, việc chính trị và kinh tế anh đều có thể giải quyết dễ dàng. Hạ Tưởng cười đau khổ, đây là lời khen hay châm chọc. Hạ Tưởng không trả lời Nghiêm Tiểu thì nhìn thoáng qua cô ấy rồi nói. Vẻ đẹp của Tiểu thì ngày càng có vẻ tự nhiên ngây thơ, chúc mừng cô từ người đẹp nhìn thoáng qua trở thành người đẹp nhìn mãi mà không chán, nguyên nhân chắc là vì ảnh hưởng của văn hóa. Sai, sai lầm. Nghiêm Tiểu thì được Hạ Tưởng khen cũng rất vui nhưng đôi mày hơi nhíu lại, tinh nghịch nói. Vẻ đẹp của phụ nữ, nhìn lần đầu là do bề ngoài, nhìn lần thứ hai là do trí tính, nhìn lần thứ ba là do có tình cảm, còn nhìn trăm lần không chán thì là tình yêu. Vô số các nữ diễn viên trên truyền hình có ai khiến cho anh nhìn mãi không chán không? Anh nói nhìn em mãi không chán có phải có ý ám chỉ gì không? Hạ Tưởng đưa tay lên lau mồ hôi. Quán cà phê cũng keo kiệt quá, trời nóng vậy mà sao không mở máy điều hòa? Nghiêm Tiểu thì cười ha hả không ngừng. Giả tạo quá, Hạ Tưởng anh cũng có lúc mất tự nhiên trước phụ nữ sao? Thật ra cà phê uống không ngon mà có rất nhiều người uống, tám phần là muốn chạy theo mốt, đúng không? Hạ Tưởng nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt cười ngượng ngạo. Tiểu thì, em đúng là cô gái đẹp rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông, nhưng đối với anh vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, em biết vì sao không? Nghiêm Tiểu thì thay đổi sắc mặt. Là cái gì, anh đừng nói lung tung. Nếu không em sẽ giận đó. Chương 423, lý luận giấy trắng của Chủ tịch tỉnh Phạm. Đàn ông thích những phụ nữ thanh cao, vì quá trình chinh phục rất thích thú. Đàn ông cũng thích người phụ nữ giống người con gái gần nhà vì khiến họ có cảm giác thân thiết dễ gần. Nhưng đàn ông thích nhất những người phụ nữ kiêu ngạo và gợi cảm vì sẽ khiến họ mơ tưởng viễn vông, vừa có khoái cảm chinh phục vừa có sức mê hoặc. Nhưng đàn ông không thích một loại phụ nữ vừa đẹp lại thánh thiện giống như nữ thần. Đối với đàn ông chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể đến gần. Hạ Tưởng cười tủm tỉm mà nhìn Nghiêm Tiểu thì, trong ánh mắt toát lên vẻ di dỏm. Đàn ông đều theo chủ nghĩa thực dụng, nếu một người phụ nữ không thể tiếp cận thì họ sẽ kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Nghiêm Tiểu thì ngạc nhiên há hốc miệng, miệng của cô ấy không lớn, vẻ mặt ngạc nhiên rất hấp dẫn, đôi môi gợi cảm và kiều diễm như một vòng tròn để lộ ra hàm răng rất đều cùng với chiếc lưỡi hồng hương non. Cô ấy chớp mắt rồi tỏ ra bất bình nói. Hạ Tưởng, anh thật đáng ghét, lời nói của anh đúng là sỉ nhục phụ nữ, chẳng lẽ đàn ông đối với phụ nữ ngoài việc muốn chiếm hữu ra thì không còn ý nghĩ khác sao? Đương nhiên là có. Hạ Tưởng cười đắc chí. Giống như anh đối với em vậy, tuy là nhìn mãi không chán nhưng trong lòng lại không có ý nghĩ đen tối, cảm thấy em như một đóa hoa chỉ có thể nhìn và ngửi hương từ xa, giữa chúng ta còn ngăn cách giữa núi, giữa nước, ngăn giữa. Hạ Tưởng cầm ly cà phê lên và nói. Ngăn giữa ly cà phê. Nghiêm Tiểu thì lúc đầu nghe Hạ Tưởng nói giống như ám chỉ giữa hắn và cô ấy có một khoảng cách không thể vượt qua. Tuy biết rằng Hạ Tưởng chỉ nói đùa nhưng cô ấy cũng biết giữa hai người chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể xích lại gần nhau, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn có chút đau buồn trên mặt tỏ vẻ cô đơn. Đến khi nghe được câu nói cuối cùng của Hạ Tưởng thì lại như trời quang mây tạnh, cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, cười khịt một tiếng. Đáng ghét, bây giờ anh ngày càng giỏi dùng lời ngon ngọt để dụ con gái đó, nếu để Thù Lê nhà anh biết được thì sẽ như thế nào đây? Hạ Tưởng cảm thấy không khí trò chuyện sắp được như mình mong muốn, liền đổi đề tài. Sao rồi, vay vốn chưa? Nguyên bản Nghiêm Tiểu thì không đủ vốn, phải xin vay vốn của tỉnh và thành phố Đan Thành. Thành phố Đan Thành thì có thể chậm một chút,
chờ giai đoạn đầu của công trình xây xong rồi xin cũng được. Nhưng vay vốn của tỉnh thì phải chuẩn bị từ sớm vì một khi di chỉ Hoàng cung Triệu Vương mà động thổ khởi công thì số vốn cần lúc đầu là rất lớn, chỉ dựa vào vài chục triệu tệ của Nghiêm Tiểu thì cộng thêm số vốn cô ấy kiếm được tổng cộng 100 triệu tệ vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Nghiêm Tiểu thì vốn đang chìm đắm trong cuộc bàn luận về tình cảm nam nữ với Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng lại thay đổi nhanh như vậy thoát cái lại đề cập đến việc tài chính khiến cô ấy rất không hài lòng. Giữa phụ nữ và đàn ông có sự khác biệt rất lớn, phụ nữ không nóng vội như đàn ông, nhưng một khi đã động cảm rồi thì lại lâu hơn đàn ông. Đây cũng chính là tại sao khi đàn ông theo đuổi phụ nữ chưa theo đuổi được thì cái gì cũng được nhưng khi đã có được rồi lại từ từ mất đi cảm xúc mãnh liệt là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng nghĩ lại Hạ Tưởng cũng xấu thật, hắn hoàn toàn nắm thế chủ động khiến tâm trạng cô ấy lúc vui lúc buồn hoàn toàn do hắn điều khiển. Cô nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt hờn trách rồi nói. Anh thay đổi đề tài nhanh vậy, không cho người ta có thời gian nghỉ một chút sao? Lại cười cười nói. Việc vay vốn của tỉnh về cơ bản đã chắc chắn, đã vay hết 80 triệu tệ, là do dượng của em đứng ra giải quyết giúp. 80 triệu tệ tuy không nhiều, nhưng đã giải quyết được trong lúc khẩn cấp. Số vốn lúc đầu đã có được 200 triệu tệ, tính theo hướng lạc quan thì có thể xây được chừng một nửa công trình di chỉ Hoàng cung Triệu Vương, số vốn còn lại thì vay thành phố Đan Thành, việc này dễ dàng hơn nhiều. Phạm Duệ Hằng có thể giúp Nghiêm Tiểu thì giải quyết vấn đề vay vốn cho thấy ông ta có lòng tin vào tương lai của thành phố thí điểm. Hạ Tưởng tuy không dám nói hiểu rõ con người Phạm Duệ Hằng được bao nhiêu, nhưng hắn đã chú ý đến Phạm Duệ Hằng không chỉ ngày một ngày hai mà là đã mấy năm. Từ thời Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng đã là người làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, sau khi lên làm chủ tịch tỉnh thì càng khiêm tốn không chịu phấn đấu, nhất là trong vấn đề kinh tế ông ta lại càng cẩn thận hơn, sợ bị người khác nắm lấy điểm yếu. Phạm Duệ Hằng đứng ra với vai trò chủ tịch tỉnh, đừng nói là 80 triệu tệ, ngay cả 800 triệu tệ cũng có thể vay, nhưng rõ ràng là xem xét từ góc độ dè dặt, chỉ giúp Nghiêm Tiểu thì vay 80 triệu tệ. Cho dù việc đầu tư của Nghiêm Tiểu thì cuối cùng có thất bại thì 80 triệu tệ đối với tỉnh là không đáng kể, rất dễ lấp vào, trên cơ bản sẽ không khiến ai chú ý. Hạ Tưởng vốn nghĩ là Phạm Duệ Hằng có thể sẽ không đứng ra giúp Nghiêm Tiểu thì giải quyết vấn đề vay vốn, cho dù có đồng ý thì cũng sẽ gây một ít khó khăn, không ngờ Nghiêm Tiểu thì lại dễ dàng được Phạm Duệ Hằng giúp đỡ. Hạ Tưởng không tin đây hoàn toàn là do có quan hệ tình thân. Rất có khả năng là Phạm Duệ Hằng nóng lòng hy vọng việc thay đổi chế độ xã hội của thành phố thí điểm sớm thành công, để trong giai đoạn ông ta làm chủ tịch tỉnh có thể thêm nhiều điểm thành tích. Hơn nữa những thành phố trong nhóm thành phố thí điểm sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, nếu tiếp theo sau có thêm 5-7 thành phố xin làm thành phố thí điểm mà đạt được thành công thì có thể khẳng định là chức vụ chủ tịch tỉnh của Phạm Duệ Hằng có thể ngồi vững mà rất có thể được đảm nhiệm chức bí thư trong nhiệm kỳ sau. Từ đó có thể thấy, Phạm Duệ Hằng rất kỳ vọng vào thành công của thành phố thí điểm. Là việc tốt và cũng là tin tốt, Nghiêm Tiểu thì vay được vốn khiến Hạ Tưởng mừng thầm và nói ra suy nghĩ trong lòng. Tốt, rất tốt, tiếp theo là em có thể phát thảo bản đồ quy hoạch của riêng mình trên đống hoang tàn của lịch sử. Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp. Hôm nay ngày cuối tuần, Chủ tịch tỉnh Phạm có rảnh rỗi không? Anh muốn mời ông ấy cùng ăn một bữa cơm có được không? Đương nhiên là mời cả em nữa. Có Nghiêm Tiểu thì đi cùng rõ ràng là có tính chất cá nhân và lại Hạ Tưởng còn có dự tính khác. Nghiêm Tiểu thì cúi đầu xuống suy nghĩ. Em thử gọi điện xem sao, nói trước em chỉ chịu trách nhiệm gọi thử thôi chứ không nói giúp đâu. Thật ra trong thời gian làm việc, Hạ Tưởng có thể mượn lý do là báo cáo công việc trực tiếp tìm gặp Phạm Duệ Hằng, ông ta sẽ rất sẵn lòng gặp hắn. Lần trước sau sự việc hộp gấm, hắn vẫn giữ sự im lặng. Vẫn không cho Phạm Duệ Hằng một câu trả lời là vì không tìm thấy lợi ích chung. Bây giờ thì tốt, cơ hội đã đến, qua việc ông ta đứng ra vay vốn cho Nghiêm Tiểu thì Hạ Tưởng càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Nghiêm Tiểu thì cũng không tránh né Hạ Tưởng, gọi điện cho Phạm Duệ Hằng ngay trước mặt hắn. Dượng, cháu là Tiểu thì có một việc cháu muốn nói với Dượng là Hạ Tưởng đang đi cùng với cháu, anh ta muốn gặp Dượng không biết có tiện không. Nghiêm Tiểu thì vừa gọi điện vừa nhìn về phía Hạ Tưởng. Lúc đầu chỉ là nhìn bình thường, cũng không biết Phạm Duệ Hằng nói gì với cô ấy, ánh mắt của cô ấy bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc và khó hiểu, sau cùng trở nên tò mò. Đặt điện thoại xuống, Nghiêm Tiểu thì đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ 11 giờ rồi, Dượng nói là 11 giờ rưỡi đến nhà đón ông ấy. Hạ Tưởng vốn nghĩ là Phạm Duệ Hằng sẽ do dự một chút, sớm nhất là tối nay, trễ nhất là sáng mai mới gặp hắn.
không ngờ vừa gọi điện thì ông ta liền muốn gặp mặt vào buổi trưa, cũng khiến hắn rất ngạc nhiên. Nghĩ lại sẽ hiểu được rằng có lẽ chủ tịch tỉnh Phạm chờ hắn chủ động tiếp cận đã rất lâu rồi. Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì đi hai chiếc xe, cuối cùng hai người thỏa thuận quyết định để lại chiếc xe của Nghiêm Tiểu thì chỉ dùng xe của Hạ Tưởng đi đón Phạm Duệ Hằng và cũng để cùng nhau trò chuyện trên đường. Trên đường đi Nghiêm Tiểu thì nói đến việc hợp tác với thành phố Đan Thành, về cơ bản mọi việc cũng thuận lợi, mọi người đối xử với nhau rất vui vẻ, Đan Sĩ Kỳ cũng có lúc rất hài hước dí dỏm, Vương Thiếu Mẫn làm việc cẩn thận, nghiêm túc không biết nói đùa, đối nhân xử thế rất có nguyên tắc, cũng rất lịch sự. Nói chung bí thư và thị trưởng cũng rất dễ tiếp xúc, cũng chính là đặt nền tảng bước đầu. Hạ An là em trai của anh Hà. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên nhớ đến thư ký Hạ Thường đi theo Vương Thiếu Mẫn có nét hơi giống Hạ Tưởng. Dáng vẻ cũng hơi giống, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Đúng, Hạ An rất hiền lành, là người chân thành. Hạ Tưởng trả lời. Hạ An không chỉ hiền lành mà còn thật thà hơn anh nhiều, vừa nhìn là biết anh ta là một người tốt cần cù chỉ biết vùi đầu vào công việc, không như anh vừa nhìn thì biết là một người xấu thông minh hơn người. Nghiêm Tiểu thì mỉm cười liếc mắt nhìn Hạ Tưởng. Nói anh thông minh thì anh nhận, nói anh là người xấu thì có hơi quá lời rồi. Hạ Tưởng tỏ ra không vừa lòng. Cái gì là người xấu thông minh hơn người? Cách nói của em không đúng, người xấu không thể dùng thông minh để hình dung, phải nói là gian trá. Chủ yếu anh là người xấu, nhưng một là không tham tiền, hai không háo sắc, ba không làm trái pháp luật, dùng trí thông minh vào những việc tốt, cho nên không thể dùng gian trá để hình dung. Nghiêm Tiểu thì cười ha hà tỏ vẻ đắc chí trêu đùa Hạ Tưởng. Khi Nghiêm Tiểu thì trêu chọc Hạ Tưởng, vẻ nghịch ngợm của cô ấy cũng làm sao xuyến lòng người, rất đáng yêu. Và lại còn khiến người khác có ý nghĩ muốn đến cắn một miếng, may là Hạ Tưởng tập trung lái xe không để ý nhìn đôi gò má ửng hồng của cô ấy, nếu không nói không chừng cũng có chút xao động. Nhưng kích động không phải việc tốt, nếu nói kích động là ác quỷ thì xao động sẽ là ma nữ. Đã đến khu phố tỉnh ủy mà Phạm Duệ Hằng đang ở, Hạ Tưởng dừng xe lại, Nghiêm Tiểu thì liền gọi điện thoại, một lúc sau Phạm Duệ Hằng thong thả từ bên trong đi ra, Hạ Tưởng không dám chậm trễ liền xuống xe, kính cẩn đứng trước mặt Phạm Duệ Hằng nói. Chào Chủ tịch tỉnh Phạm. Chào cậu Tiểu Hạ. Phạm Duệ Hằng như có chuyện gì vui, tâm trạng phấn khởi cua tay nói. Khoan hãy nói, lên xe tìm chỗ nào dùng bữa vừa ăn vừa nói. Hiếm khi gặp Phạm Duệ Hằng lại hăng hái như vậy, Hạ Tưởng liền mở cửa xe mời ông ta ngồi vào hàng ghế sau, Nghiêm Tiểu thì ngồi ở chỗ lái phụ, chờ Hạ Tưởng lên xe thì cười hi hi nói. Tài xế, chạy đi. Hạ Tưởng nhìn cô ấy một cái rồi nổ máy, hỏi ý kiến của Phạm Duệ Hằng. Chủ tịch tỉnh Phạm muốn đến đâu dùng bữa? Phạm Duệ Hằng hơi trầm ngâm. Nghe nói ăn ở Sâm Lâm cư cũng không tệ cứ đến thử xem. Vào mùa này công viên rừng rậm muôn hoa rực rỡ, vừa ăn vừa ngắm cảnh một công đôi chuyện. Ba người đã đến Sâm Lâm cư, Hạ Tưởng là khách quen lại là khách quý mà Sở Tử Cao đã cố tình dặn dò, không cần nói là quản lý đại sảnh ngay cả nhân viên phục vụ cũng quen biết hắn. Chỉ cần Hạ Tưởng dắt khách vào đều sẽ được sắp xếp vào phòng tốt nhất, và ăn những món ngon nhất mà không cần phải nói nhiều lời. Sau khi lên phòng trên lầu được để dành sẵn, Hạ Tưởng mời Phạm Duệ Hằng ngồi ở vị trí chủ tọa lại mời ông ta chọn món. Phạm Duệ Hằng cũng không từ chối và chọn 7-8 món, còn gọi một chai rượu tốt, sau đó ném thực đơn xuống rồi nói với Hạ Tưởng. Tôi thay cậu và Tiểu thì làm chủ, hai người cũng đừng chọn món nữa hôm nay cứ theo khẩu vị của tôi. Dùng bữa với chủ tịch tỉnh, ăn không phải là cơm mà là thưởng thức, Hạ Tưởng cười nói. Tôi không sao. Chỉ không biết Tiểu thì là người phương Nam có quen với khẩu vị phương Bắc không? À, quên là Sâm Lâm cư thiên về khẩu vị phương Nam đúng là hợp ý của Tiểu thì. Nghiêm Tiểu thì lắc đầu nói. Ừ, bây giờ em sống ở phương Bắc lâu rồi cũng đã quen với khẩu vị phương Bắc, bây giờ em đã hòa nhập cho dù là món miền Nam hay món miền Bắc em đều ăn cả. Hạ Tưởng nhìn thấy khi Phạm Duệ Hằng nhìn Nghiêm Tiểu thì trong ánh mắt lộ vẻ trìu mến thì biết giữa hai người có quan hệ tình thân, liền cười nói. Đối với món ăn thì em có thể hòa nhập không chia Nam Bắc, nhưng khi chọn bạn trai thì có thể em sẽ thích người phương Nam hơn phải không? Đôi mắt của Nghiêm Tiểu thì vừa to vừa tròn, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một lúc. Muốn kiếm chuyện phải không? Em nhớ từ đầu em đã nói với anh rồi, bây giờ em cảm thấy không những thích cuộc sống ở phương Bắc, thích món ăn phương Bắc mà còn thích cả đàn ông phương Bắc nữa. Câu nói khiến Phạm Duệ Hằng cười ha hả.
ba mẹ của cháu đã quá cố chấp, muốn đến một thành phố nhỏ ở phương Nam, nói là tìm một thị trấn Giang Nam hợp với ý mình, muốn tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn. Thị trấn Giang Nam tốt thì tốt, tiếc là cuộc sống quá an nhàn làm hao mòn ý chí phấn đấu. Muốn làm chính trị, muốn lập một phen sự nghiệp thì phải đến những tỉnh mạnh về kinh tế như tỉnh Lĩnh Nam, hoặc là mấy tỉnh ở phương Bắc gần với thủ đô mới dễ làm lãnh đạo. Hạ Tưởng nghe xong đưa ngón tay cái lên cho Nghiêm Tiểu Thì. Một câu nói đàn ông phương Bắc khiến người ta suy nghĩ rất xa xôi, nghĩ là Nghiêm Tiểu Thì cũng không cảm thấy có gì đó không ổn. Nghiêm Tiểu Thì làm mặt xấu với Hạ Tưởng, hai tay bắt chéo trước ngực dùng tay ra giấu, Hạ Tưởng đã hiểu Nghiêm Tiểu Thì muốn nói với hắn, thật ra Phạm Duệ Hằng rất dễ tiếp xúc, khi không có người ngoài ông ta nói chuyện cũng hơi tùy tiện. Không lâu sau món ăn đã bày lên đủ, Phạm Duệ Hằng cầm đũa lên thử vài miếng sau đó gật đầu khen. Không tồi, không tồi, mùi vị rất đặc sắc, nào hai người cũng đừng có ngồi nhìn không thôi, ăn đi, trời đánh tránh bữa ăn, ăn no bụng trước đã rồi mới nói. Phạm Duệ Hằng cũng hay thật, khi ăn là cắm đầu vào ăn không nói lời nào. Chủ tịch tỉnh Phạm đang thực hiện lời dặn ăn không nên nói chuyện của người xưa, Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì cũng im lặng cúi đầu vào ăn. Cả bữa cơm ăn hết mười mấy phút cả ba người đều không nói lời nào. Cho đến khi Phạm Duệ Hằng ăn xong buông đũa xuống nói. Thật quý hóa được hai cô cậu bé này cùng tôi ăn cơm, và còn kiên nhẫn không nói lời nào. Nói thật, bà Lý ở nhà cũng rất phiền cái quy tắc này của tôi, một khi ăn cơm là không muốn nói chuyện, vì việc này đã đấu tranh hết rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng thắng. Đàn ông đối với phụ nữ phải dịu dàng, cũng phải có nguyên tắc, càng phải có kiên nhẫn. Phải tin tưởng thời gian luôn đứng ở bên chúng ta. Lời nói của Phạm Duệ Hằng có hàm ý khác, Hạ Tưởng cũng hiểu liền trả lời. Những đạo lý mà Chủ tịch tỉnh Phạm tổng kết được trong cuộc sống nhất định là rất sâu sắc. Sự hiểu biết có từ thực tiễn, lý luận luôn luôn phục vụ cho thực tiễn, chỉ có những lý luận đã trải qua thử thách trong thực tiễn thì mới là lý luận có ích. Phạm Duệ Hằng gật đầu cười, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng thật thông minh nói một hiểu mười, lại nói tiếp. Tổ lãnh đạo đã bước đầu đạt được thành tích đáng mừng, và cũng gắn liền với năng lực của cá nhân cậu. Hạ Tưởng liền tỏ ra khiêm tốn nói. Chủ yếu là do sự lãnh đạo đúng đắn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, do sự quan tâm thân thiết của Chủ tịch tỉnh Phạm, do chỉ đạo cụ thể của Phó Chủ tịch tỉnh Tống, và do sự cố gắng của toàn thể đồng chí trong tổ lãnh đạo nên mới có được một chút thành tích. Đương nhiên cũng do sự phối hợp mạnh mẽ của thành ủy và ủy ban thành phố của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Năng lực của tôi cũng có hạn, chỉ là làm tốt phần việc của mình thôi. Phạm Duệ Hằng vẫn chưa nói, Nghiêm Tiểu Thì đã cười nhạo nói. Ôi, anh càng ngày càng không có óc sáng tạo, cứ nói mãi một kiểu, quá quan liêu rồi. Anh nói mình là một cán bộ cấp cục trẻ tuổi mà lại tỏ ra giống như một người đã lăn lộn trong quan trường mười mấy năm vậy, em thật sự cảm thấy thất vọng cho anh. Phạm Duệ Hằng cũng tỏ ra hớn hở nói. Tiểu Thì cháu cũng không nên trách Hạ Tưởng nói những lời khách sáo của người làm quan. Cùng người nhà nói chuyện thì có thể tùy tiện một chút nhưng ở trước mặt cấp trên phải có thái độ cần phải có. Làm như vậy có thể người khác sẽ cảm thấy mình làm ra vẻ. Nhưng nếu không người khác sẽ cảm thấy mình tự cao tự đại, trong quan trường thà là làm ra vẻ chứ không tự cao tự đại, có đúng không Tiểu Hạ? Hôm nay Phạm Duệ Hằng đối với mình hết sức vui vẻ hòa nhã, trong lời nói đều có ý chỉ bảo. Hạ Tưởng đoán là Chủ tịch tỉnh Phạm không phải chỉ vì mình chủ động mời ông ta ăn cơm nên mới vui như vậy, chắc chắn là còn vì việc khác. Quả nhiên Phạm Duệ Hằng lại nói tiếp. Tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu kinh tế đối với tỉnh Yến là một việc mới, giống như một tờ giấy trắng có thể tùy ý vẽ bản phác thảo, nhưng cũng vì là một trang giấy trắng nên đáp án cuối cùng đưa lên có thể được điểm cao cũng có thể là điểm thấp. Phạm Duệ Hằng nhắc đến giấy trắng, trong lòng Hạ Tưởng có chút kinh hãi. Biết là ông ta đang ám chỉ việc hộp gấm, đắn đo một chút rồi nói. Đúng vậy, càng là giấy trắng càng khó hạ bút, không biết nên bắt đầu từ đâu cũng không biết nét đầu tiên có tốt hay không, và cũng không biết chỗ nào nên để trống, chỗ nào nên vẽ, cho nên phải rất cẩn thận. Đối với tổ lãnh đạo, hy vọng ngài cho thêm chút thời gian. Tôi tin là dưới sự lãnh đạo đúng đắn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự cố gắng của toàn thể thành viên trong tổ lãnh đạo nhất định sẽ nộp một bài làm vừa ý. Có thể nói Hạ Tưởng đã không trả lời vấn đề mà Phạm Duệ Hằng quan tâm nhất chính là hộp gấm và giấy trắng, Hạ Tưởng sẽ viết như thế nào. Phạm Duệ Hằng có chút thất vọng, ông ta cứ nghĩ Hạ Tưởng muốn chủ động tiếp cận ông ta, không ngờ Hạ Tưởng tránh né trả lời vấn đề khiến ông ta có chút không vừa lòng,
nghĩ một hồi vẫn không bỏ cuộc lại hỏi. Tiểu Hạ, trong ngày vui của cậu, tôi có việc không thể đến chúc mừng, nào bây giờ kính cậu một ly coi như là lời chúc phúc muộn màng. Đã nói đến nước này thì Hạ Tưởng không thể không tỏ thái độ, hắn vội vàng đứng lên hai tay cầm ly rượu chạm vào nơi thấp hơn ly rượu của Phạm Duệ Hằng một chút rồi uống cạn. Cảm ơn tấm thịnh tình của Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi rất cảm kích món quà cưới rất có ý nghĩa của ngài, tôi vẫn cất giữ ở nhà. Tôi hy vọng chờ một cơ hội thích hợp có thể vẽ một bản kế hoạch mà tôi dày công thiết kế lên món quà mà ngài đã tặng cho. Hạ Tưởng đã hứa một lời hứa hẹn lâu dài, Phạm Duệ Hằng vốn không mấy vừa ý, nhưng nghĩ đến mình có việc phải nhờ Hạ Tưởng và nghĩ đến tình thế trong tỉnh ngày càng phức tạp nên lại tự tin mỉm cười. Không vội, không vội, ngày tháng còn dài, sau này sẽ có cơ hội, ngồi xuống nói chuyện, ở đây không phải trụ sở tỉnh ủy, không cần phải gò bó. Chương 424, có qua có lại mới toại lòng nhau. Thái độ của Phạm Duệ Hằng càng dễ dãi thì Hạ Tưởng biết ông ta chắc chắn còn có việc khác phải nói. Quả nhiên, Phạm Duệ Hằng đã hỏi Nghiêm Tiểu Thì vài câu về tình hình tiến hành du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, sau đó liền đổi đề tài hỏi Hạ Tưởng. Dự án góp vốn vào ô tô Vạn Lý ở thành phố Bảo là lần thu hút đầu tư thành công nhất, tôi nghe nói thành phố Bảo có 3 dự án rất triển vọng, ngoài ô tô Vạn Lý ra thì còn 2 dự án nào nữa? Phim nhựa Đạt Phú và rau ngâm Mậu Thịnh. Hạ Tưởng thấy Phạm Duệ Hằng có hứng thú nói đến dự án của thành phố Bảo cũng có chút động lòng liền nói. Ô tô Vạn Lý cần một số vốn đầu tư rất lớn, tuy là doanh thu có triển vọng rất tốt nhưng vì phải đầu tư số vốn rất lớn và trong thời gian dài, nếu đem so sánh 3 dự án thì rau ngâm Mậu Thịnh là dự án dễ thấy hiệu quả nhất. Còn phim nhựa Đạt Phú nếu muốn giành trước thời cơ thì vốn đầu tư vào cũng không kém ô tô Vạn Lý, và lại phải trên 3 năm mới thấy được hiệu quả. Nhưng một khi thấy được hiệu quả thì công sức được đền đáp sẽ rất kinh ngạc. Ồ, Phạm Duệ Hằng càng thêm hứng thú, lại chú trọng hỏi về rau ngâm Mậu Thịnh. Một xưởng rau ngâm nhỏ bé thì có thị trường lớn bao nhiêu? Hạ Tưởng tự tin cười. Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài có muốn gặp Sở Tử Cao ông chủ của Sâm Lâm Cư này không? Anh ta có 4 năm quán ăn, tuy chủ yếu bán những món miền Nam nhưng có vài quán bán cả điểm tâm, đã bán điểm tâm thì phải cung cấp dưa muối cho khách. Phạm Duệ Hằng gật đầu. Nếu tiện thì gọi anh ta đến nói chuyện. Hạ Tưởng gọi một cú điện thoại là Sở Tử Cao liền từ Sở Phong Lầu chạy đến, nghe nói có chủ tịch tỉnh Phạm tìm hắn nên không kìm chế được sự kích động đã phóng xe như bay và vượt vài chốt đèn đỏ. Sở Tử Cao cứ tưởng Hạ Tưởng cố tình gọi đến do chủ tịch tỉnh Phạm có việc gì quan trọng muốn hỏi mình, không ngờ khi chủ tịch tỉnh Phạm gặp hắn liền không khách, sáo bắt tay rồi hỏi. Tổng Giám đốc Sở, cả mấy quán ăn của anh cộng lại một tháng có thể tiêu thụ bao nhiêu dưa muối? Đường đường là một chủ tịch tỉnh mở miệng ra không hỏi về doanh thu, không hỏi tổng tài sản, mở miệng ra là hỏi dưa muối ít nhiều cũng khiến hắn có chút ngỡ ngàng, nhưng chủ tịch tỉnh đã hỏi thì không thể không trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng nói. Số lượng cụ thể vẫn chưa thống kê, nhưng tổng cộng cũng trên 10.000 tệ. Quán cơm của tôi chủ yếu bán các món miền Nam, dưa muối chỉ dùng ít. Nếu là các quán ăn có khẩu vị miền Bắc bán cháo và các món chính khác thì tiêu thụ dưa muối càng nhiều. Phạm Duệ Hằng đã biết phải làm thế nào, lại hỏi. Dưa muối chẳng phải cho miễn phí sao? Sở Tử Cao cười nói. Dưa muối của chúng tôi phải bỏ tiền ra mua, tất nhiên là phải đem chi phí này chuyển vào cho thực khách, thương gia nào cũng đều làm như vậy. Hạ Tưởng chen vào nói một câu. Tử Cao, các anh thường dùng dưa muối gì? Sở Tử Cao không biết Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng đang bàn về việc gì nên thành thật trả lời. Mấy quán cơm của tôi có cao cấp có bình dân, cao cấp thì dùng của Lục Tất Cư, bình dân thì dùng của Mậu Thịnh, cả hai đều là thương hiệu lâu năm, Lục Tất Cư có vị ngon hơn, giá cả cũng mắc hơn một tí. Phạm Duệ Hằng nhẩm tính sơ cũng thấy giật mình, không tính thì không biết rau ngâm lại có thị trường lớn như vậy, đúng là không ở trong nghề thì không biết, 4 quán cơm mỗi tháng tiêu thụ hơn 10.000 tệ dưa muối. Thành phố Yến đâu chỉ có 400 quán ăn, ở tỉnh Yến cũng có 4.000 quán ăn, huống chi ở những quán có khẩu vị miền Bắc, sức tiêu thụ có lẽ không chỉ gấp đôi. Lời nói của Hạ Tưởng càng khiến Phạm Duệ Hằng thêm tin tưởng. Chủ tịch tỉnh Phạm, thật ra mức tiêu thụ ở các quán ăn chỉ chiếm chưa đến 1/3 trong tổng sản lượng tiêu thụ, sức mua của các gia đình bình thường cũng rất đáng kinh ngạc, nếu đóng gói vào bao hoặc hũ rồi đưa vào siêu thị mức tiêu thụ có thể tăng gấp đôi. Phạm Duệ Hằng kiềm chế xúc động. Sở Tử Cao cũng biết điều xin cáo từ, Phạm Duệ Hằng cũng không giữ hắn lại. Chờ sau khi Sở Tử Cao rời khỏi,
Phạm Duệ Hằng lại ngồi xuống thay đổi giọng điệu ung dung nói. Tiểu Hạ, Phạm Tranh học nghiên cứu sinh ở thủ đô bây giờ đã tốt nghiệp và muốn trở về thành phố Yến. Thật ra tôi rất muốn cho nó ra nước ngoài, ở trong nước cho dù làm kinh doanh hoặc chính trị đều không thích hợp với tính cách của nó, nhưng nó lại chẳng muốn đi mà muốn ở lại thành phố Yến phát triển, thật là đau đầu. Trước đây cậu và nó cũng khá thân, nó cũng thường hay hỏi tôi về cậu, hay là cậu hãy thay tôi khuyên nhủ nó. Chủ tịch tỉnh Phạm đúng là làm việc rất ổn thỏa, nói chuyện rất cẩn thận. Muốn gì thì không nói rõ, anh có thể hiểu được nghĩa là anh có tính lĩnh ngộ, nếu không lĩnh ngộ được thì xin lỗi anh không phải là một cán bộ tốt có thể hiểu được ý của cấp trên. Hạ tưởng là người như thế nào mà không thể hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Phạm Duệ Hằng. Nghĩ lại việc trước đây tìm cách ép Phạm Tranh đi cũng thấy buồn cười. Không ngờ đời người có vô số cuộc gặp gỡ, đi một vòng lại phải hợp tác với Phạm Tranh mà không thể tránh né được. Cũng tốt. Phạm Duệ Hằng làm việc gì từ trước đến giờ thà không làm chứ không để người khác nắm được điểm yếu. Ông ta cho Phạm Tranh qua lại với mình cũng là vì hoàn toàn tin tưởng vào mình. Có lẽ Phạm Duệ Hằng đoán được mình có tác động đến việc Cao Thành Tùng bị lật đổ và việc Cao Kiến Viễn bị bắt cũng có can hệ đến mình. Ông ta vẫn để cho Phạm Tranh qua lại với mình, tin tưởng là một chuyện, mặt khác Phạm Duệ Hằng tỏ ra rất tự tin vì ông ta tin rằng ông ta không có vấn đề gì quan trọng bị người khác công kích. Chỉ cần bản thân ông ta đứng ngay, tốt xấu gì cũng có thể che chở cho Phạm Tranh kiếm tiền. Hạ tưởng đoán đúng một nửa, Phạm Duệ Hằng đúng là nghĩ rằng ông ta không làm việc trái pháp luật cũng không có vấn đề tài chính. Ông ta cho Phạm Tranh tiếp cận Hạ tưởng là vì ông ta cảm thấy trong tình hình hiện tại thôi hướng ngày càng tiếp cận Diệp Thạch Sinh, Hạ tưởng là thành viên trong tổ lãnh đạo lại là người mà Tống Triều Độ tin tưởng nhất. Đối mặt với việc thôi hướng gây áp lực và tính bảo thủ của Diệp Thạch Sinh thì giữa ông ta và Hạ tưởng ngày càng có nhiều lợi ích chung. Điều quan trọng nhất là Hạ tưởng có đầu óc kinh doanh, hắn kiếm tiền không phải dùng thủ đoạn quyền thế để giao dịch, không phải tham ô nhận hối lộ, mà là lấy tiền từ thị trường là việc kiếm tiền hoàn toàn hợp pháp, điểm này khiến Phạm Duệ Hằng rất yên tâm. Đương nhiên là có sự chiếu cố của chính sách thỏa đáng thì không có vấn đề, một số dự án công trình đang gặp phải việc chọn lựa cho ai. Nhưng trong phạm vi hợp lý những dự án qua tay Hạ tưởng hay các công trình hắn thu hút đầu tư thì không có cái nào mà không giữ vai trò dẫn đầu thị trường, kiếm được nhiều tiền. Được sự giúp đỡ của Hạ tưởng có thể để Phạm Tranh kiếm tiền hợp pháp, Phạm Duệ Hằng tin vào con mắt của mình. Chỉ cần Hạ tưởng làm được thì thật đáng quý, Phạm Tranh cũng rất tin tưởng vào Hạ tưởng. Đồng thời Phạm Duệ Hằng cũng có lý do để tin rằng Hạ tưởng rất có óc chính trị. Hắn có thể xem xét thời thế không những nhìn thấy rõ bây giờ nên tiếp cận ai mà còn biết cách nhìn xa trông rộng, tương lai trong vòng 2-3 năm nếu không có gì thay đổi ai sẽ là bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ sau. Phạm Duệ Hằng có lý do để tin rằng Hạ tưởng sẽ có lựa chọn sáng suốt, đồng thời cũng nghĩ là mình có thể nắm giữ Hạ tưởng trong tay. Ấn tượng của Hạ tưởng đối với Phạm Tranh cũng bình thường, nhưng cũng biết là nếu đem so với Cao Kiến Viễn thì Phạm Tranh đơn giản hơn nhiều không có ý nghĩ phức tạp. Tuy có hơi ăn chơi trác táng nhưng không to gan đến mức muốn làm gì thì làm. So với Cao Chí Viễn thì dễ khống chế hơn, trong phạm vi hợp lý giúp Phạm Tranh kiếm một ít tiền cũng không có vấn đề, hắn nói. Được, chờ sau khi Phạm Tranh về tôi sẽ cùng cậu ấy ôn lại kỷ niệm, vài năm không gặp cũng có hơi nhớ cậu ấy. Hạ tưởng cũng chỉ nói đến đây, không nói thêm gì nữa. Phạm Duệ Hằng gật đầu cười mãn nguyện. Cậu cùng Phạm Tranh và Tiểu thì có quan hệ cũng không tồi có thể phát triển trở thành bạn tốt. Tiểu thì không cần phải nói, khiến người khác rất yên tâm. Phạm Tranh bây giờ đã học thêm 2 năm đèn sách đã chín chắn hơn trước, nhưng vẫn còn chút nóng nảy, nếu nó có chỗ nào làm không đúng cậu và Tiểu thì cứ phê bình. Nó còn trẻ, trải nghiệm ít hơn cậu, càng không có đầu óc kinh doanh như cậu, cậu nói nó cũng là vì tốt cho nó. Trên cơ bản sự việc đã rõ ràng. Hạ tưởng đã biết phải làm gì chỉ cười và nói vài câu khách sáo, rồi lại hỏi nghiêm Tiểu Thì. Dự án du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, nhà nước cũng phải góp một số vốn, nghe nói tài chính của họ có một số vấn đề phải không? Nghiêm Tiểu Thì biết Hạ tưởng muốn hỏi cái gì nên buồn bã nói. Đúng, thành phố Đan Thành có đưa đơn xin cấp vốn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, vốn là khi vừa mới thành lập tổ lãnh đạo thì tỉnh có quyết định dành 200 triệu tệ làm vốn chuyên dụng để giải quyết tình hình thiếu vốn trong điều chỉnh kết cấu kinh tế của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo bất cứ lúc nào. Bây giờ thành phố Đan Thành đã đưa đơn xin nhưng lại không được giải quyết, thật là làm người ta nản lòng. Việc này thật không có lợi cho công tác phát triển của tổ lãnh đạo, và cũng đánh vào tính tích cực của thành phố Bảo trong bước điều chỉnh kết cấu kinh tế tiếp theo.
Tôi nghe Phó Thị trưởng Khâu nói, thành phố bảo cũng có rất nhiều lỗ hổng tài chính, cũng chuẩn bị đệ đơn xin. Thật ra tỉnh cấp vốn cũng là chính sách bồi thường cho thành phố Đan Thành và thành phố bảo đã chủ động đứng ra làm thành phố thí điểm, bây giờ sao lại thay đổi ý định? Nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến tính tích cực của thành phố thí điểm là một chuyện, nó cũng sẽ làm giảm tiếng tăm của tổ lãnh đạo. Hạ Tường nói mà không chút lo âu, lại nhìn Phạm Duệ Hằng một cái. Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài nên đứng ra giải quyết chuyện này, ngài đã là chủ tịch tỉnh và cũng là người ủng hộ vững chắc cho điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Phạm Duệ Hằng nói với vẻ mặt nặng trĩu. Bí thư Diệp không giải quyết tôi cũng có nghe nói, tôi cũng phải tìm ông ta nói chuyện, không thể nói mà không giữ lời sẽ khiến các thành phố bên dưới nghi ngờ sự tin tưởng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đó ông ta lại cười nói. Có việc gì khó khăn cứ trực tiếp đến tìm tôi, về công về tư tôi đều sẽ đứng ra giải quyết, có đúng không? Một câu về công về tư chứng tỏ Phạm Duệ Hằng có hai thái độ, về công thì ủng hộ tổ lãnh đạo. Về tư thì ủng hộ Hạ Tường, Hạ Tường cũng hiểu rõ nhã ý và cười ha hả. Vậy tôi xin thay mặt Phó Thị trưởng Khâu cảm ơn ngài. Hạ Tường không nói là thay mặt cho thành phố Đan Thành hay thành phố Bảo mà chỉ nói Khâu Tự Phong, trong lòng Phạm Duệ Hằng hiểu rõ Hạ Tường đã hiểu hàm ý của ông ấy. Khâu Tự Phong bây giờ là người chỉ đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Bảo và cũng là bạn tốt của Hạ Tường. Hạ Tường sẽ cùng Khâu Tự Phong bàn bạc phương án hợp tác trong việc thay đổi chế độ của Giao Ngâm Mậu Thịnh. Cuối cùng Hạ Tường và Nghiêm Tiểu thì đưa Phạm Duệ Hằng về nhà. Trên đường về Hạ Tường đã báo cáo cho Phạm Duệ Hằng biết công tác trọng điểm tiếp theo của tổ lãnh đạo, đồng thời cũng đề cập đến vấn đề hùn vốn của phim Nhựa Đạt Phú. Hiện giờ phim Nhựa Đạt Phú đang cùng tập đoàn Kodak của Mỹ đàm phán việc hùn vốn nhưng vẫn chưa có bước tiến triển nào. Bước tiếp theo Hạ Tường đề nghị có sự nhượng bộ trong tỷ lệ cổ phần. Phải giữ thương hiệu phim Nhựa Đạt Phú cố gắng thu hút đầu tư từ bên ngoài, đồng thời cố thuyết phục bên đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD. Phạm Duệ Hằng nghe xong gật đầu liên tục, càng ấn tượng hơn về con mắt nhạy bén của Hạ Tường, càng chắc chắn Hạ Tường là người đáng tin cậy. Sau đó hai người lại nói đến rất nhiều chuyện. Đến cổng khu phố tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng sau khi xuống xe đi được vài bước như sực nhớ ra chuyện gì đó quay lại nói với Hạ Tường. Đúng rồi Hạ Tường, tôi vừa mới nhớ ra khi Phạm Tranh học nghiên cứu sinh cũng có quan hệ khá tốt với giáo sư Cốc Nho cũng là bạn lâu năm của tôi, bây giờ cậu chỉ có bằng cử nhân không có lợi thế, để tôi tìm cơ hội nói với Cốc Nho để cậu làm nghiên cứu sinh của ông ta, vừa đúng ông ta là chuyên gia về kinh tế học, chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng nhận cậu làm học trò. Hạ Tường mừng rỡ. Tiếng tăm của Cốc Nho ở trong nước tuy không thuộc hàng đầu nhưng tuyệt đối là một trong những nhà nghiên cứu kinh tế học chân chính hiếm hoi. Trong khi phần đông các nhà kinh tế học đều nương nhờ vào các tập đoàn có lợi ích lớn ở trong nước, vì tiền mà ca tụng công đức cho các tập đoàn đem lại lợi ích cho họ hoặc nói những lời lẽ ác ý trở thành những giáo sư giả tạo, Cốc Nho vẫn giữ vững chủ định, không rung động trước lợi ích chỉ phát biểu những lời chân thật, khách quan, cho nên Hạ Tường tương đối kính trọng ông ta. Mặc dù Hạ Tường không có xuất thân chuyên về kinh tế, nhưng bây giờ lại có niềm yêu thích với kinh tế học, có thể làm nghiên cứu sinh của Cốc Nho tuyệt đối là một cơ hội hiếm có. Hắn trịnh trọng nói. Cảm ơn, rất cảm ơn Chủ tịch tỉnh Phạm, nếu được làm học trò của giáo sư Cốc là niềm vinh hạnh của tôi. Trước những thành tích của cậu trong thực tế, tôi tin là Cốc Nho cũng rất sẵn lòng nhận một học trò thiên tài như cậu. Phạm Duệ Hằng cười ha hả. Bộ dạng của ông ta không giống như lúc nãy khi nghĩ đến sự việc của Cốc Nho. Hạ Tường cũng rất rõ sự việc của Cốc Nho là giới hạn của Phạm Duệ Hằng, ông ta chịu đứng ra là chứng minh cuộc gặp mặt hôm nay đã đạt được kết quả như ông ta mong muốn. Nhưng cuối cùng có thành công hay không thì phải xem sự hợp tác giữa hắn và Phạm Tranh có vui vẻ hay không. Bây giờ mới chỉ là vẽ ra một cái bánh mà thôi. Nghiêm Tiểu thì đột nhiên xuống xe, ôm lấy cánh tay của Phạm Duệ Hằng lắc hai cái rồi nói. Dượng thiên vị quá, lúc trước cháu muốn trở thành học trò của giáo sư Cốc mà Dượng nói cháu không đủ tư cách nhất định không cho. Bây giờ Dượng lại chủ động làm người trung gian cho Hạ Tường, cháu sẽ tìm gì để tố cáo. Sau đó cô lén lút nháy mắt với Hạ Tường. Cháu cũng muốn trở thành học trò của giáo sư Cốc, cháu muốn trở thành bạn học của Hạ Tường. Hạ Tường biết Nghiêm Tiểu thì muốn hắn nói giúp. Chỉ là hắn không biết quan hệ của Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Duệ Hằng thân đến mức nào nên cũng không dám nhiều lời chỉ cười nói. Tiểu Thì cũng có hứng thú với kinh tế học sao? Thật ra em cũng có tài trong việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền số 1,
có thể kiếm tiền là đã chứng minh có cơ bản trong việc áp dụng lý luận vào thực tế. Phạm Duệ Hằng nhìn Hạ Tưởng một cái rồi lại nhìn Nghiêm Tiểu thì bất đắc dĩ cười nói. Để ta thử xem, để thuyết phục Cốc Nho nhận Hạ Tưởng làm học trò ta vẫn có chút lòng tin, bây giờ thêm cháu nữa không biết mặt mũi của ta có lớn đến vậy không. Ta chỉ nói giúp cháu thôi không chắc chắn là sẽ thành công. Trên đường đưa Nghiêm Tiểu thì đến quán cà phê để lấy xe, Nghiêm Tiểu thì nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Tưởng và nói. Anh còn đáng sợ hơn gấp vài lần so với tưởng tượng của em. Hạ Tưởng không hiểu. Sao lại nói vậy, anh thấy anh cũng rất tốt, trung thực đáng tin, lại thích giúp người, có gì mà đáng sợ. Em đừng có phá hủy sự trong sạch của người khác. Nghiêm Tiểu thì nhất thời nghẹn lời, muốn nói gì đó rồi lại cua tay lắc đầu nói. Quên đi. Xem như em chưa nói, em dùng sai từ rồi, vốn là muốn khen anh quá giỏi thôi. Khi Hạ Tưởng tạm biệt Nghiêm Tiểu thì, cô ấy bỗng nhiên hỏi nhỏ một câu. Em hỏi anh, có phải anh không muốn em trở thành bạn học của anh không? Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của Nghiêm Tiểu thì chỉ vẫy tay chào tạm biệt, để Nghiêm Tiểu thì đứng trước xe sửng sốt một lúc rồi tự mình lầm bầm một câu. Càng ngày càng thú vị. Cũng không biết cô ấy muốn chỉ cái gì. Thứ hai đi làm. Hạ Tưởng vừa đến phòng làm việc là nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Gần đây tâm trạng của Khâu Tự Phong rất hứng khởi, như tràn đầy sinh lực, giọng nói trước đây chậm rãi bây giờ trở nên hơi nhanh. Tiểu Hạ đã bước đầu đạt được thỏa hiệp với tập đoàn Kodak rồi, định là sắp tới sẽ đến Mỹ thương thảo, thành phố bảo do tôi đại diện, còn tổ lãnh đạo thì có cậu đi cùng là được rồi. Ngày thương thảo cụ thể thì do cậu sắp xếp, dù sao trước sau không hơn mười mấy ngày, quan trọng là cậu hỏi rõ ngày cụ thể. Nếu không để lỡ ngày thì đừng trách tôi không suy nghĩ chu đáo giúp cậu. Hạ Tưởng giả khờ. Anh nói sâu sắc quá, tôi nghe không hiểu cho lắm. Được rồi, đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa, biết cậu sắp được làm cha rồi, đã là anh cả thì không tạo cơ hội cho cậu đi Mỹ thì không thể chứng tỏ được tình bạn giữa chúng ta đúng không? Cậu cũng đừng lo, thư ký Tào không ở bên tôi, cậu cứ tự nhiên mà nói chuyện. Khâu Tự Phong cười ha hả không ngớt. Rõ ràng hắn biết việc Liên Nhược Hạ mang thai. Hạ Tưởng đành thừa nhận. Tìm cơ hội mời anh ăn cơm để đền đáp, còn về chuyện xấu của anh tôi sẽ không nói cho Phó Đoá Đoá biết. Khâu Tự Phong khẩn trương nói. Cậu đừng ăn nói lung tung, tôi có chuyện xấu gì. Trong quan hệ nam nữ tôi luôn trong sạch, cho dù có thì lúc đó tôi vẫn chưa quen biết cậu thì cậu biết được cái gì. Hạ Tưởng không nói lời nào chỉ cười ha hả không ngừng. Khâu Tự Phong đã bị lừa, liền nói. Chắc chắn là Mai Hiểu Lâm nói với cậu, nếu không thì là Mai Thái Bình. Chúng ta đã nói trước là làm bạn tốt thì phải giữ bí mật, chúng ta phải chung một phe. Đặt điện thoại xuống Hạ Tưởng vẫn cười không ngớt, không phải là Khâu Tự Phong dễ tin người, mà do mình quen biết rất nhiều người cho nên y nghĩ mình biết được chuyện xấu của y. Thật ra mình cũng không biết trước đây Khâu Tự Phong có chuyện gì không nói được. Cổ Ngọc bị tiếng cười của Hạ Tưởng làm cho giật cả mình liền hỏi. Trưởng phòng Hạ có việc gì mà vui vậy? Có phải vợ của anh đã mang thai không? Hạ Tưởng vốn định đứng lên, nhưng bị Cổ Ngọc vô tình hỏi một câu thấy giật cả mình rồi lại ngồi xuống, tim đập thình thịch thầm cảm thấy lạ, trực giác của phụ nữ lại chính xác đến vậy sao? May là Cổ Ngọc chỉ thuận miệng hỏi một câu và lại nói. Nghe nói hôm nay mở hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề mở rộng tổ lãnh đạo. Lúc đầu ai cũng đều không muốn đến, bây giờ lại tốt vừa mới có chút thành tích thì muốn vào chia phần. Chính trị thật đúng là lợi ích trơ trụi. Hạ Tưởng không để ý đến sự bất bình của Cổ Ngọc, lòng hắn đang nghĩ đến hội nghị thường vụ, không biết trong hội nghị thường vụ có hình thành sự đụng độ của hai thế lực hay không. Chương 425, bắt đầu ngoài dự đoán của mọi người. Quả thật là Hạ Tưởng đã đoán chúng. Mấy ủy viên thường vụ vốn không phát biểu những quan điểm bất đồng thì hiện tại tất cả đều có những phát biểu rất hùng hồn. Diệp Thạch Sinh đề nghị triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ, các vấn đề cần thảo luận là, thảo luận về việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, về việc tổ lãnh đạo xin bổ sung thêm phòng tổng hợp 3, về việc thành phố Đan Thành đệ trình việc xây dựng tuyến đường sắt nối ra biển lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tổng cộng là sẽ có 3 vấn đề cần phải thảo luận. Trong đó có hai việc liên quan đến thành phố Đan Thành. Lần đầu tiên trên hội nghị thường vụ, thành phố Đan Thành lại trở thành tiêu điểm. Sau khi Diệp Thạch Sinh đưa ra 3 vấn đề cần phải thảo luận, hội trường lập tức có những tiếng xì xào. Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng nhìn nhau cười, cảm giác ý muốn của mình đã đạt được hiệu quả.
ông ta chính là muốn đưa ra vấn đề thảo luận khiến mọi người kinh ngạc một chút, từ đó có thể cho thấy ông ta là nhân vật số một nắm trong tay tất cả quyền uy và sự tự tin, đương nhiên, cái này cũng là chủ ý của Thôi Hướng vì ông ta mà nghĩ ra. Diệp Thạch Sinh ban đầu cũng biết chiều hướng trên hội nghị thường vụ, nên trước khi họp cũng đã hội ý nghiên cứu một chút, khi Thôi Hướng lại liệt kê ra ba lý do đã khiến Diệp Thạch Sinh thay đổi chủ ý. Thứ nhất, ba vấn đề đưa ra thảo luận thì hai vấn đề liên quan đến thành phố Đan Thành. Trong đó việc tuyến đường sắt nối ra biển thì tất cả các ủy viên thường vụ đều đã tiếp xúc qua một số tài liệu, không cần thiết phải mở lại cuộc họp hội ý nghiên cứu, thật lãng phí thời gian. Thứ hai, tổ lãnh đạo bổ sung thêm phòng tổng hợp 3 chính là muốn tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tỉnh ủy đối với tổ lãnh đạo, mở cuộc họp cũng là muốn thảo luận với Phạm Duệ Hằng, người được tỉnh ủy trao cho quyền về nhân sự. Việc bổ sung thêm phòng tổng hợp 3 thì không nhất thiết phải liên tục mở đến 2 hội nghị để nghiên cứu, chỉ cần trực tiếp đề nghị lên hội nghị thường vụ là được. Thứ ba, thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí cũng không phải là việc đại sự gì, có thể trên hội nghị thường vụ tranh thủ một chút thời gian đề cập tới, chắc không ai có ý kiến phản đối. Diệp Thạch Sinh cũng nghĩ rằng, mặc dù cùng một lúc mà thảo luận tới 3 vấn đề cũng không phải ít, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn lắm, hẳn là có thể thông qua ở hội nghị thường vụ. Vừa lúc đó lại chợt nghe lời nói của Thôi Hướng, không có báo cáo hay hội ý trước với Phạm Duệ Hằng về việc mở cuộc họp, chỉ chính thức mời ông ta tới dự họp ở hội nghị thường vụ, sau đó ông ta và Phạm Duệ Hằng gặp gỡ ở hành lang, chỉ nói mấy câu về vấn đề hôm nay sẽ thảo luận mà thôi. Phạm Duệ Hằng nghe xong chỉ gật gật đầu, không tỏ vẻ gì, Diệp Thạch Sinh liền nghĩ rằng Phạm Duệ Hằng có thái độ ngầm thừa nhận nên cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi Diệp Thạch Sinh thông báo về vấn đề cần thảo luận, liền nhìn quanh chỗ các vị ủy viên thường vụ đang ngồi nói. Mời các vị ủy viên thường vụ thoải mái phát biểu, hãy phát biểu quan điểm của mình về ba vấn đề cần phải thảo luận trên. Thôi Hướng có dáng vẻ như một lão vọng buông cần, quan sát mỗi ủy viên thường vụ đang ngồi từng chút một. Giống như trước đây, Mã Vạn Chính cúi đầu không nói, Tống Chiêu Độ có chút trầm tư suy nghĩ, Trần Phong có rất nhiều tâm sự, Hình Đoan Đài mặt cười nhạt, Mai Thái Bình chỉ ngẩng đầu nhìn Trần Nhà. Dường như Trần Nhà giống với vườn hoa tươi, hơn nữa ông ta còn nhìn vô cùng say mê, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình xung quanh. Trong lòng Thôi Hướng liền cười lạnh, thế càng tốt, càng làm theo ý mình càng tốt, càng chia bè phái lại càng có thể khiến hắn chứng tỏ được sức ảnh hưởng. Giai đoạn hiện nay hắn chính là đang muốn lợi dụng sự bảo thủ và nhượng bộ của Phạm Duệ Hằng, lại lợi dụng sự chia năm xẻ bảy của các ủy viên thường vụ, họ không còn là đồng minh với nhau nữa, thật là có lợi cho tình hình. Trước tiên khiến Diệp Thạch Sinh chậm rãi nắm giữ đại cục, sau đó chỉ cần hắn đứng ở sau lưng Diệp Thạch Sinh thúc đẩy mọi việc phát triển an toàn thì về cơ bản Diệp Thạch Sinh và hắn sẽ kết thành đồng minh, không gì phá vỡ được. Lại bởi vì thực chất Diệp Thạch Sinh khó có thể thay đổi tính cách nhu nhược đã có từ lâu, Thôi Hướng còn nắm chắc tới 10 phần khiến Diệp Thạch Sinh mọi chuyện đều nghe theo đề nghị của hắn. Đến lúc đó, một người ở ngoài mạnh mẽ, cứng rắn, còn mọi chuyện sẽ âm thầm nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hắn sẽ khiến bí thư tỉnh ủy đứng thẳng lên. Ngay cả các ủy viên thường vụ cũng không có ai dám khiêu chiến với quyền lực của bí thư. Thôi Hướng tràn đầy sự tin tưởng mà liếc mắt nhìn Mã Tiêu một cái. Mã Tiêu đã phối hợp với hắn hành động để áp chế tin tức Tống Chiêu Độ đi thị sát, hắn thật hết sức vừa lòng. Quả nhiên là đông người thì sức mạnh, bởi vậy, hắn và Phó Gia hợp tác với nhau thật là quyết định anh minh vô cùng. Nếu không chỉ với sức mạnh của hắn còn không thể chỉ huy được ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Điều khiến Thôi Hướng thật không ngờ chính là, người luôn luôn khiêm tốn, thích phát biểu cuối cùng như Phạm Duệ Hằng hôm nay không ngờ lại lên tiếng đầu tiên, hơn nữa ông ta lên tiếng với âm thanh vang vọng đanh thép. Phạm Duệ Hằng bình thường vẻ mặt luôn bình tĩnh, hôm nay cũng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Việc tuyến đường sắt nối ra biển tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quan trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể trực tiếp báo cáo Bộ Giao thông là xong. Đan Cương, nhà máy thép Đan Thành, là cơ sở sản xuất sắt thép quan trọng của cả nước, không chỉ là vấn đề của một mình thành phố Đan Thành, mà là vấn đề của toàn bộ tỉnh Yên chúng ta, đó cũng là vấn đề của quốc gia, Bộ Giao thông chắc chắn sẽ xử lý cẩn thận, có thể còn báo cáo lên tận Quốc vụ viện. Ông ta hướng ánh mắt bắt đầu từ Thôi Hướng, nhất nhất đảo qua từng người ở đây. Chủ tịch tỉnh không để lỡ dịp này để bộc lộ quyền lực của mình. Cũng là làm cho mọi người cảm thấy chấn động trong lòng, đều không hẹn mà cùng hiểu được rằng, Chủ tịch tỉnh Phạm là phó bí thư thứ nhất của tỉnh ủy, là Chủ tịch tỉnh, là nhân vật danh chính ngôn thuận thứ hai ở tỉnh.
Thôi Hướng thấy Phạm Duệ Hằng tự tin, mắt uy nghiêm đảo qua, từ trong suy nghĩ thấy kinh ngạc, nghĩ thầm rằng sao lại thế này, Phạm Duệ Hằng luôn luôn khiêm tốn chẳng lẽ hôm nay mới thể hiện rõ lập trường đối lập với Diệp Thạch Sinh. Phạm Duệ Hằng không làm Thôi Hướng thất vọng, ông ta tiếp tục nói. Nếu thành phố Đan Thành đưa ra đề nghị xin cấp thêm kinh phí, nên lập tức chuyển thêm kinh phí, không thể khiến mọi người chê cười thành phố Đan Thành, rồi lại cho rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh nói mà không làm. Khi thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động đề xuất trở thành phố thí điểm, tỉnh chẳng những không khen ngợi, còn cố ý đề xuất phải thành lập được nguồn vốn riêng để đối phó với tình hình tài chính thiếu hụt của hai thành phố này. Hiện tại cũng đã nhìn thấy thành phố Đan Thành có một chút thành tích, đúng là cần được tỉnh cổ vũ và ủng hộ, tỉnh lại không biểu dương còn không cho thêm tài chính, thử hỏi, uy tín của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ở đâu, ở chỗ nào? Các địa phương khác nhìn thấy sẽ nghĩ rằng thành phố Đan Thành đang nhảy xuống hố, ở thời điểm cần tỉnh nhất thì lại bị chối bỏ. Cho dù họ không chê cười thì cũng nghĩ rằng lời nói của tỉnh ủy là không có uy tín và chỉ là trò cười. Từ trước tới nay Phạm Duệ Hằng chưa từng có khí thế như vậy, lời nói dõng dạc, tiếng nói oang oang, giống như một khối đá lớn ném xuống ao, bùm, một tiếng nổ qua đi, bắn tung lên rất nhiều sóng nước. Mã Vạn Chính vẻ mặt vẫn buồn ngủ, lập tức tỉnh lại, hai mắt hơi hơi trợn to, toát ra vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin nổi. Tống Chiêu Độ cũng hơi hơi nhếch miệng cười, vẻ mặt trấn tĩnh mà nhìn Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng. Trần Phong vẫn dáng vẻ cũ, vẻ mặt không có chút thay đổi, chẳng qua bút ở trong tay theo bản năng mà ghi gì đó trên giấy, ánh mặt lại không tự chủ được cũng nhìn về phía Diệp Thạch Sinh. Các ủy viên thường vụ khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, có người khe khẽ nói nhỏ, có người vẻ mặt phẫn nộ, cũng có người khép hờ hai mắt, ngồi chờ Diệp Thạch Sinh phản kích lại. Diệp Thạch Sinh có chút kích động, ông ta cũng thật không ngờ Phạm Duệ Hằng vốn luôn đi theo con đường ổn thỏa, thà rằng nhượng bộ chứ không muốn ra mặt bỗng nhiên hăng hái, nói những câu nói thẳng vài việc tỉnh ủy đã nhúng tay vào một số công việc hành chính, hơn nữa còn đưa vấn đề lên cao độ, rằng tỉnh ủy nói không giữ lời, khiến mọi người chê cười. Ông ta suýt chút nữa đã đập bàn đứng lên. Nhưng mà Phạm Duệ Hằng lại dường như cũng không e ngại việc ông ta phẫn nộ, tiếp tục nói. Tôi cho rằng, thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, nếu không có vấn đề gì thì lập tức cấp. Về phần tổ lãnh đạo muốn bổ sung thêm phòng tổng hợp 3, tôi xem trước mắt thì không cần. Trước mắt chỉ có 2 đô thị làm thí điểm, cơ cấu sản xuất còn mới phải điều chỉnh mới có hiệu quả. Bước tiếp theo có thể phát triển hơn nữa nhưng cũng có thể thất bại, điều đó khó có thể nói trước được. Không cần nói điều gì khác, riêng tại thành phố Đan Thành thời điểm này đang rất cần sự giúp đỡ, tỉnh chẳng những không có trợ giúp, lại đè ép tài chính. Đáng ra ở trong lúc này tỉnh cần phải biểu dương, nhưng tỉnh lại không biểu dương, khen ngợi. Các đồng chí, chúng ta đang muốn nâng đỡ chính sách cho bọn họ hay là cố ý cản trở? Với tình hình như vậy, tôi cảm thấy không cần bổ sung thêm phòng tổng hợp 3. Nếu bổ sung sẽ chỉ làm cơ cấu lãnh đạo càng cồng kềnh, càng phức tạp. Mà hơn nữa cũng sẽ không giúp được gì cho công việc hiện tại. Lời nói của Phạm Duệ Hằng không thể sắc bén hơn, phản bác như nói trúng tim đen, Diệp Thạch Sinh sắc mặt xanh mét, vẻ mặt Thôi Hướng cũng đỏ bừng lên. Y vạn lần không ngờ, người đầu tiên nhảy ra phản đối không ngờ lại là chủ tịch tỉnh Phạm, hơn nữa lời nói của Phạm Duệ Hằng không nể mặt chút nào, câu nào cũng đánh vào tâm người ta. Thật là khinh người quá đáng. Thôi Hướng giận không thể át được, cố gắng bình tĩnh một chút không thể để tâm trí bị kích động, cố gắng hết sức chậm rãi nói. Chủ tịch tỉnh Phạm không cần kích động, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Lời nói vừa ra khỏi miệng Thôi Hướng liền hối hận, bởi vì đột nhiên y ý thức được, Phạm Duệ Hằng đột nhiên mạnh mẽ, cứng rắn, y mới nói những câu có ý yếu thế, có ý nhượng bộ như vậy. Tuy nhiên lại tưởng tượng ra, Phạm Duệ Hằng dù sao cũng chỉ là nhân vật số 2, luận về xếp hạng, về quyền hành y không bằng ông ta, lại kém nhiều lắm, nhượng bộ là cách hợp lý nhất, vì thế mới có thể tốt cho sự phát triển. Thôi Hướng tự an ủi mình xong, mới nói thêm. Chuyện thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, và bổ sung thêm phòng tổng hợp 3, trước khi diễn ra hội nghị thường vụ, Bí Thư Diệp và tôi cũng tiến hành trao đổi. Thật ra ý Bí Thư Diệp cũng không phải là muốn khống chế không phê duyệt việc cấp thêm kinh phí cho thành phố Đan Thành, mà tỉnh cũng không mất gì khi thiếu chút tiền ấy. Bí Thư Diệp cũng đứng trên toàn cục mà suy xét, chính là muốn đầu tiên là muốn khống chế một chút, sau đó sẽ phê duyệt. Bởi vì nếu mà ở dưới cứ xin, mà tỉnh đã lập tức phê duyệt, sẽ tạo tiền lệ xấu cho các thành phố khác, sẽ cho rằng chỉ cần xin tỉnh sẽ chi.
như vậy tỉnh sẽ không còn cái uy của mình nữa. Phòng tổng hợp 3 cần được bổ sung thêm là chuyện hợp tình hợp lý, mà tổ lãnh đạo đang muốn đi sâu mở rộng thêm công việc, chỉ có mười mấy người ở tổ lãnh đạo, hiển nhiên là không đủ người. Hơn nữa ý kiến của Bí Thư Diệp và tôi là, nhóm đô thị làm thí điểm thứ hai hẳn là sẽ lên chương trình rất nhanh chóng, nên mọi việc mới cần chuẩn bị sớm như vậy. Cho nên việc thành lập phòng tổng hợp 3 là hết sức cần thiết. Thôi Hướng giải thích chẳng những không tỏ ra mạnh hay yếu, ngược lại còn mơ hồ để lộ ra rằng ý của y và Diệp Thạch Sinh đều giống nhau. Tương đương với việc nâng ra quyền uy của nhân vật số 1 để muốn khống chế Phạm Duệ Hằng một chút. Tất cả mọi người chờ xem Phạm Duệ Hằng phản bác như thế nào. Nhưng Phạm Duệ Hằng không có nói gì, Tống Chiêu Độ lại nhẹ nhàng cười, nói. Phó Bí Thư Thôi nói tỉnh không thiếu tiền, tôi thân là Phó Chủ tịch tỉnh, thế nào mà lại cảm thấy ở khắp nơi vấn đề tài chính đều có lỗ hổng. Dường như cho tới bây giờ nguồn vốn tài chính của bộ máy chính quyền cũng không quá dư dật. Tống Chiêu Độ vừa nói đã tạo ra một trận cười khẽ. Mã Vạn Chính cũng cười. Nếu thực sự không thiếu tiền thì tốt rồi. Thành phố Vĩnh Hằng xin tiền bảo trì, cải tạo di tích lịch sử đề nghị với tỉnh đã hơn 2 năm mà vẫn không phê duyệt, chính là do nguồn tài chính không đủ. Không biết theo như lời Phó Bí Thư Thôi nói là không thiếu tiền, liệu có căn cứ gì không? Ba thành viên trong bộ máy chính quyền của tỉnh, thay nhau chất vấn Thôi Hướng lại trấn tĩnh, ung dung. Vẫn là vẻ mặt đỏ bừng nói ra một câu. Tôi chỉ ví dụ như vậy mà thôi. Phó Bí Thư Thôi thuận miệng mà nói vậy thôi, chứ ai chẳng biết là tiền luôn luôn không đủ. Mọi người chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà không thể bỏ qua sao. Mã Tiêu nhảy ra vì Thôi Hướng giải vây. Năm nay Mã Tiêu đã 46 tuổi, là người Đông Bắc, thường ngày dáng người khôi ngô, mặt chữ điền, mày rậm, khi nói chuyện thanh âm tràn đầy 10 phần chí khí, vang lên. Nếu Chủ tịch tỉnh Phạm vừa rồi có nhắc tới vấn đề về phương diện biểu dương khen ngợi, tôi sẽ giải thích một chút. Tỉnh Yến từ trước đến nay luôn nổi tiếng với việc bước từng bước vững chắc. Tuy rằng khi nói đến việc thành phố Bảo Liên Doanh đã đạt được một chút thành tích, nhưng hiện tại nếu cứ biểu dương khen ngợi hàng loạt như vậy, sẽ tạo ra áp lực không cần thiết cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Bảo, cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không thể lường trước được đối với nhà máy ô tô Vạn Lý. Vì sao phải nói như vậy? Bởi vì việc hùn vốn chỉ là bước đầu tiên, sau khi hùn vốn vấn đề doanh thu và mở rộng thị trường sẽ phải định mức được, cái đó mới là thành công quan trọng nhất. Mới là chuyện đặc biệt nổi bật cần được tuyên truyền. Biểu dương, khen ngợi sẽ mang đến những ảnh hưởng tiêu cực sao? Trưởng ban Mã nói không quá chứ? Tiền Cẩm Tùng cười tủm tỉm nói, vẻ mặt như không có ác ý gì cười tươi. Tôi sẽ không nói tới việc tỉnh Yến như trước kia chỉ cần đưa vào được một chút tiền liền biểu dương. Khen ngợi khắp nơi. Chỉ nói đến việc trước kia tôi làm ở các bộ và ủy ban trung ương ở Bắc Kinh, chỉ cần có bất cứ hoạt động quan trọng gì là sẽ đều được tuyên truyền rầm rộ. Không cần phải là hoạt động thành công rực rỡ mới cần tuyên truyền mạnh mẽ mà yêu cầu cần thiết là đưa tin tức đúng lúc đúng chỗ. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì các bộ và ủy ban trung ương đều hiểu rõ rằng, giới truyền thông tới nhiều hay không, có biểu dương khen ngợi rồi đưa tin khắp nơi hay. Thì người đại diện sẽ trực tiếp báo cáo với cấp trên. Lãnh đạo cấp trên đồng ý, giới truyền thông sẽ đưa tin che trời phủ đất. Còn lãnh đạo cấp trên không đồng ý, chắc chắn sẽ không biểu dương rồi khen ngợi. Trưởng ban Mã trước kia luôn công tác ở ban tuyên giáo, nói như vậy chắc là cũng hiểu hết sức rõ ràng là sự biểu dương, khen ngợi đã thay đổi theo một chiều hướng khác. Không nói gạt ông, tôi trước kia đã công tác được một thời gian ở ban tuyên giáo trung ương. Mã Tiêu bỗng nhiên cảm thấy Tiền Cẩm Tùng nhìn thì như chỉ cười tủm tỉm, nhưng lại cất giấu một tia nhìn lạnh thấu xương, hôm nay xem như mình có thêm kiến thức, hiểu được thế nào là khẩu Phật tâm xà. Diệp Thạch Sinh lại càng kinh ngạc, ông ta luôn cho rằng Tiền Cẩm Tùng và mình có quan hệ rất gần gũi, hơn nữa cho tới nay ở tỉnh Yến nói năng vừa nhu lại vừa cương, sao lại ngấm ngầm hại người mà chỉ thẳng vào Mã Tiêu như vậy. Sau khi Tiền Cẩm Tùng nói xong, ra vẻ cười, còn nói. Việc biểu dương, khen ngợi không phải là vấn đề thảo luận của hôm nay, cũng không nên nhắc lại nữa. Về việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, cứ căn cứ vào công văn, theo nguyên tắc hẳn là nên phê duyệt. Còn chuyện tổ lãnh đạo muốn bổ sung thêm phòng tổng hợp 3, nếu như trưởng ban Mã nói, hiện nay thành phố Bảo và thành phố Đan Thành thành tích còn chưa toàn diện đến mức phải biểu dương, khen ngợi, như vậy cũng đủ để chứng minh công việc của tổ lãnh đạo không phải rất nặng nề, nhân viên cũng đủ dùng. Cũng không đến mức cần phải bổ sung thêm một phòng ban mới,
lại vừa lúc tỉnh cũng đang thiếu tiền, nên tiết kiệm chút nào hay chút đó, có đúng hay không? Cho tới bây giờ Tiền Cẩm Tùng nói chuyện không vội vàng, không hấp tấp, hơn nữa vẫn tươi cười, làm cho người ta có cảm giác rất thản nhiên, hiền hòa. Nhưng lời nói của Tiền Cẩm Tùng đọng lại ở trong tai Thôi Hướng và Mã Tiêu, hai người cảm giác như bị người khác giáp mặt đánh cho một bạt tai, chẳng những hết sức vang vọng, còn thấy nóng rát mà đau. Thôi Hướng đang nổi trận lôi đình, nhưng rồi lại bị lời nói của Tiền Cẩm Tùng làm cho á khẩu, không trả lời được, nghĩ không ra phải nói thế nào để phản bác lại Tiền Cẩm Tùng. Bởi vì quả thật Tiền Cẩm Tùng nói rất có lý, trực tiếp công kích những điểm mâu thuẫn trong lời nói của y. Thôi Hướng tính toán là y muốn mượn cơ hội lần này trên hội nghị thường vụ, tạo dựng quyền uy cho Diệp Thạch Sinh, đồng thời cũng là để mình thể hiện một chút sức mạnh của mình và đồng minh, để mọi người cùng đồng ý với y sẽ bổ sung thêm phòng tổng hợp 3, với mục đích xếp người cùng một nhà vào đó. Chủ ý của y là mượn việc biểu dương, khen ngợi trở thành lợi thế để đổi lấy việc xin cấp thêm kinh phí cho những hạng mục riêng của thành phố Đan Thành. Về sau có thể bớt hạn chế việc biểu dương khen ngợi, nhưng đúng là hiện tại chưa thể duyệt tài chính cho thành phố Đan Thành, phải đợi sau khi người của y vào được tổ lãnh đạo trước đã mới tính chuyện duyệt tài chính. Như vậy mới biểu hiện được quyền uy của y đối với tổ lãnh đạo, từng bước tiến tới đạt được quyền lực chính. Thôi Hướng thậm chí còn nghĩ, nếu thấy Phạm Duệ Hằng có ý kiến phản đối không mạnh mẽ lắm, y còn muốn sẽ lại có thêm một người làm phó tổ trưởng thường trực, cũng muốn xếp người của mình vào vị trí đó, như vậy cũng sẽ gia tăng thêm sức mạnh của y đối với tổ lãnh đạo. Y tin tưởng rằng dựa vào trí tuệ chính trị của mình, thể hiện ở bên ngoài là thái độ nhượng bộ sẽ đổi lấy được ích lợi thực tế, có thể chắc chắn rằng với sự chia 5 xẻ 7 ở hội nghị, ý tưởng của y sẽ được thông qua. Hơn nữa Bí Thư Diệp cũng lên tiếng, ai còn dám có ý kiến phản đối. Chỉ cần Phạm Duệ Hằng không phản đối lộ liễu, chỉ cần nhân vật số 2 không gây chiến với quyền uy của nhân vật số 1, các ủy viên thường vụ khác thấy cũng phải nhượng bộ bí thư 3 phần. Chỉ có điều khiến y thật không ngờ đó là, y tính toán từng tí như vậy mà lại bị sự phản đối mạnh mẽ. Đúng là vì Phạm Duệ Hằng bất ngờ lớn tiếng phát ra sự hoài nghi, mới khiến Thôi Hướng lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Chương 426, kết cục có ý nghĩa sâu xa. Nếu nói rằng ở trong tỉnh ủy chỉ có một người dám công khai nói khác với Diệp Thạch Sinh, cũng chỉ có Phạm Duệ Hằng mà thôi. Phạm Duệ Hằng là nhân vật số 1 ở bộ máy chính quyền, ý kiến của ông ta cũng chính là thái độ đại biểu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, có thể nói có sức nặng rất lớn. Diệp Thạch Sinh cho dù là nhân vật số 1, nhưng lại có mối bất hòa với nhân vật số 2. Ông ta cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp hóa giải mâu thuẫn mà không phải là đối kháng. Chính trị là kết quả của sự thỏa hiệp. Nhất là nếu giữa hai nhân vật số 1 có mâu thuẫn, thì phải xem ai là người được ủng hộ nhiều nhất. Bí thư chính là nhân vật số 1 không sai, nhưng nếu hơn nửa ủy viên thường vụ đều ủng hộ chủ tịch tỉnh, bí thư cũng đành khoanh tay bó gối, công việc cũng khó có thể triển khai. Thời đại bí thư nói một là một, hai là hai đã đi qua rồi. Hơn nữa theo trình tự ở cấp tỉnh, không có thủ đoạn nào là cân bằng về chính trị cả, không ai có thể nắm trong tay toàn bộ đại cục được. Sau lưng các ủy viên thường vụ đều có người ở tầng cao nhất ủng hộ, quyền lực của bí thư cũng bị trói buộc rất nhiều, không có khả năng độc đoán. Năm đó tính cách của Cao Thành Tùng mạnh mẽ, cứng rắn như thế, hơn nữa lại có người đỡ đầu ở Bắc Kinh cũng rất khá, ở tỉnh Yến, bên ngoài xem như một tay che trời, nhưng thực ra ông ta cũng không hoàn toàn nắm hội nghị thường vụ ở trong tay, mà đều là phải dựa vào sự mạnh mẽ, cứng rắn, cưỡng ép, khống chế nên không có những âm thanh có ý phản đối ông ta. Vấn đề hiện tại là, căn bản Diệp Thạch Sinh không phải là người có tính cách cứng rắn, mạnh mẽ, ông ấy cũng không giống Cao Thành Tùng là có người đứng sau cứng rắn, mạnh mẽ. Càng làm cho Thôi Hướng lo lắng chính là, ủy viên thường vụ vốn tự làm theo ý mình đột nhiên lại có xu hướng liên kết với nhau, làm sao không khiến y có tâm lý hoảng sợ cho được. Ngay cả người luôn im lặng là Tiền Cẩm Tùng cũng khiến cho Thôi Hướng phải thở hổn hển. Ngôn ngữ chỉ trích ngầm ý của ông ta quả thật hạng nhất. Chỉ đúng những lỗ hổng trong lời nói của y, trực tiếp phá vỡ ý tưởng của y. Điều đó cũng tương đương với lời nói của y tự mâu thuẫn. Mặc dù lời nói của Tiền Cẩm Tùng không sắc bén, ngôn từ cũng không kịch liệt, nhưng lực đả thương thì rất lớn, cứ như là đã nói trúng tim đen của kẻ khác. Thôi Hướng biết lúc này hắn nói cái gì nữa cũng không có sức mạnh, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thạch Sinh. Trong lòng Diệp Thạch Sinh đã bắt đầu thấy bất an không yên. Nếu là người mạnh mẽ, cứng rắn, nói năng hùng hồn, Diệp Thạch Sinh có lẽ sẽ không tức giận,
bởi vì ông ta tự tin vào quyền uy của một bí thư là có thể áp chế những tiếng phản đối, đồng thời mọi chuyện thôi hướng vẫn thuận theo ý ông ta cũng khiến y mơ hồ có cảm giác cho rằng ở hội nghị thường vụ chỉ cần ông ta quyết định mọi chuyện, sẽ không có người nào dám nói ý khác. Mặc dù có không đồng ý, cùng lắm là bỏ phiếu trắng mà thôi, không hề nghĩ tới Phạm Duệ Hằng lại đánh một đòn phủ đầu ông ta như vậy. Phạm Duệ Hằng là chủ tịch tỉnh, là nhân vật có quyền lực đứng thứ hai ở tỉnh Yến, so với ông ta cũng có đủ bản lĩnh, thực lực và phẩm chất chính trị. Nếu không phải từ trước tới nay, Phạm Duệ Hằng luôn làm việc trước sau khiêm tốn, trên cơ bản thì con đường đi tất cả đều ổn định. Hơn nữa Thôi Hướng vẫn luôn nói với ông ta rằng căn cơ của Phạm Duệ Hằng không ổn định, nói rằng Phạm Duệ Hằng không dám công khai gây mâu thuẫn với bí thư, ở trên hội nghị thường vụ lại càng không làm trái ý bí thư. Nếu không khi truyền ra ngoài sẽ làm Bắc Kinh nghĩ rằng nhân vật số 1 với nhân vật số 2 ở tỉnh Yến có mối quan hệ bất hòa. Như vậy đối với con đường làm quan tiếp theo của Phạm Duệ Hằng thật có nhiều bất lợi. Hơn nữa bởi vì trước kia dù sao Phạm Duệ Hằng và Cao Thành Tùng cũng từng có qua lại, nên cũng lo lắng cấp trên sẽ có ấn tượng không tốt, cho nên nếu việc nào có thể nhẫn nhịn thì sẽ chịu nhẫn nhịn, có thể làm ngơ thì cứ làm ngơ. Đây là một cơ hội có thể khẳng định được quyền lực của bí thư. Không thể bỏ qua một cơ hội lớn như vậy được. Toàn bộ tỉnh Yến người Diệp Thạch Sinh lo lắng nhất chính là Phạm Duệ Hằng sẽ công khai làm trái ý ông ta. Thôi Hướng nói không sai, Phạm Duệ Hằng căn cơ chưa ổn, nhưng trong lòng ông ta cũng biết, căn cơ của mình so với Phạm Duệ Hằng cũng chẳng mạnh hơn mấy, cũng không có đồng minh kiên định trong các ủy viên thường vụ. Đồng thời ông ta cũng tin rằng cấp trên tin tưởng mình nên mới để mình tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng là vì muốn cân bằng tỉnh Yến mà cân nhắc. Nhưng đúng là như vậy, ông ta cũng muốn đứng vững, cũng muốn có một chút thành tích để cấp trên để ý, có năng lực tài giỏi để không phụ sự mong mỏi của mọi người, không làm mất hình tượng của một bí thư. Thôi Hướng chủ động dựa vào cũng là hợp tâm ý của ông ta cũng muốn nhân dịp này khiến Phạm Duệ Hằng hết sức sốt ruột, để mau chóng xây dựng được quyền uy của bí thư, từ đó mà danh chính ngôn thuận trở thành nhân vật có uy danh vang vọng nhất ở tỉnh Yến. Có một người như Thôi Hướng, lại có Thiền Cẩm Tùng trợ giúp. Trần Phong từ trước tới giờ vẫn có quan hệ khá được với ông ta, hơn nữa Phạm Duệ Hằng cũng không củng cố xây dựng các đồng minh nên việc lớn có thể thành. Lần này hội nghị thường vụ diễn ra, Diệp Thạch Sinh cũng đã tìm hiểu chu đáo trước khi hành động, cho nên ông ta mới cố ý không mời Phạm Duệ Hằng đến dự cuộc họp hội ý trước, không trưng cầu trước ý kiến của Phạm Duệ Hằng về việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí. Sau khi ông ta gây áp lực, Phạm Duệ Hằng dường như đã quên việc này, hỏi cũng không hỏi. Càng làm cho trong lòng ông ta thêm chắn chắn rằng Phạm Duệ Hằng đối với vấn đề nhỏ này sẽ không có phản bác ý kiến. Chỉ cần ông ta đề nghị, về cơ bản Phạm Duệ Hằng sẽ có thái độ cam chịu. Nếu lần này ở hội nghị thường vụ đạt được mục đích, thì tương đương với việc Diệp Thạch Sinh đã có những bước đầu tiên vững chắc, sẽ cho mọi người thấy việc đã rồi. Chính là bí thư Diệp đã quyết định mọi chuyện, về cơ bản ở trên hội nghị thường vụ cũng không có tiếng phản đối nào. Như vậy tương đương với việc Diệp Thạch Sinh đã là người có quyền uy quan trọng nhất. Quyền lực của bí thư không thể xâm phạm, đương nhiên là với tình hình như vậy cũng còn có những tình huống đặc biệt. Hơn nữa trong chính trị ở trong nước, việc chủ tịch tỉnh phản đối bí thư chẳng những không được tính là tình huống đặc biệt, mà còn được coi chỉ là chuyện thường. Cũng chỉ có chủ tịch tỉnh dẫn đầu thì các ủy viên thường vụ mới dám phụ họa lên tiếng phản đối. Diệp Thạch Sinh lại ở thế bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Phạm Duệ Hằng lên tiếng phản đối mạnh mẽ nên trở tay không kịp. Nếu không phải là ngay sau đó đã có vài vị ủy viên thường vụ dương gươm múa kiếm tranh luận với nhau để cho ông ta có thể tranh thủ chút thời gian thì thậm chí ông ta còn có cảm giác tinh thần sa sút trong chốc lát, không thể tin được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Tại sao Phạm Duệ Hằng lại đột nhiên hăng hái như vậy? Cũng may Diệp Thạch Sinh dù sao cũng luôn bị chèn ép trên quan trường rồi, dưới sự áp bức với cường độ cao của Cao Thành Tùng. Cũng khéo léo cầu toàn được rất nhiều năm. Tính cách không mạnh mẽ, năng lực lại không cao nhưng sự thông minh trong chính trị vẫn phải có. Chỉ sau một lát ông ta liền tỉnh táo lại đưa ra kết luận, đối với việc ông ta từng bước áp sát, Phạm Duệ Hằng cũng đã lùi về đến điểm mấu chốt rồi. Thân là chủ tịch tỉnh, là nhân vật nắm quyền thứ hai ở tỉnh Yến, không có khả năng bị ông ta ép cho tới mức cùng cực. Hơn nữa ở thời kỳ của Cao Thành Tùng, thủ đoạn chính trị của Phạm Duệ Hằng biểu hiện ra cũng là không giống bình thường. Nếu không như vậy thì làm sao có thể lão luyện được ở thời kỳ của Cao Thành Tùng, đồng thời sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, vẫn còn sừng sững không hề bị ngã. Diệp Thạch Sinh hiểu được rằng ông ta được Thôi Hướng động viên, gần đây mới có vài bàn thắng nho nhỏ,
lại đắc chí quá nhiều, hơi khinh địch một chút. Không nghĩ rằng Phạm Duệ Hằng không phải là một nhân vật đơn giản, y yếu thế cũng tốt, bảo thủ cũng tốt, làm như vậy cho cấp trên xem, không phải bởi vì y dễ bắt nạt, lại càng không phải bởi vì y sợ hãi quyền uy của một bí thư như mình. Sau vài năm phải nín nhịn ở vị trí chủ tịch tỉnh, hình tượng yếu đuối của Diệp Thạch Sinh đã sớm in sâu vào trong lòng mọi người, vừa mới lên làm bí thư đã muốn thay đổi vùng lên rồi sao? Cũng đâu có dễ dàng như vậy, là một nhân vật chính trị, vị trí có thể mang tới uy quyền thì đó cũng chỉ là ở phía bên ngoài. Đường đường chính chính mà khiến cho người khác sợ hãi và kính nể, thì mới là một nhân vật thông minh về chính trị và có thủ đoạn hơn người. Diệp Thạch Sinh tự nhận thấy nếu so sánh với Phạm Duệ Hằng ông ta cũng còn có nhiều khiếm khuyết lắm, ví dụ như cách đối nhân xử thế, như thủ đoạn chu toàn, lại còn vấn đề nhìn nhận thời thế. Duy nhất chỉ có một điều ông ta có thể có ưu thế hơn Phạm Duệ Hằng chính là chức vụ đang giữ. Chính là trong tay ông ta đang nắm chức vụ bí thư, nên phải sử dụng con át chủ bài cuối cùng đó là, một phiếu có quyền phủ quyết tất cả. Chỉ có điều hiện tại không thể so với trước kia. Trước kia bộ máy chính quyền ở hội nghị thường vụ chiếm tỷ lệ ít nhất, có thời điểm thậm chí chỉ có một mình chủ tịch tỉnh. Nhưng với tình hình hôm nay, bộ máy chính quyền ở hội nghị thường vụ với tỷ lệ càng ngày càng lớn, hơn nữa thường thường những chuyện nào chỉ liên quan đến tăng trưởng kinh tế là các vấn đề khác phải nhường đường. Trái ngược lại, quyền phát ngôn của bộ máy chính quyền càng ngày càng nặng, hơn nữa với trong tình hình chính sách càng ngày càng tập trung mạnh mẽ, càng phải tự do dân chủ, thoải mái hơn của Trung ương, quyền phủ quyết của bí thư càng ngày càng có ít người sử dụng. Càng ngày theo nhiều góc độ khác nhau thì càng ngày càng ít người sử dụng quyền phủ quyết, chỉ là còn lại trên mặt giấy tờ mà thôi. Lại với tính cách của Diệp Thạch Sinh, không có khả năng mạnh mẽ, cứng rắn mà cứ vung tay lên, phủ quyết toàn bộ sự phản đối của Phạm Duệ Hằng. Ông ta cũng không có đủ sự dũng cảm để cưỡng ép phải thông qua vấn đề đó. Cũng không có dũng khí khiến mâu thuẫn với Phạm Duệ Hằng đến mức gay gắt hơn. Càng chủ yếu chính là hai việc trên cũng là việc nhỏ, căn bản không cần thiết phải trở mặt như vậy. Diệp Thạch Sinh nhắc nhở chính mình, nếu chỉ vì hai việc nhỏ là việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí và bổ sung thêm phòng tổng hợp 3 mà khiến ông ta và Phạm Duệ Hằng xảy ra tranh cãi không ngớt thì đúng là không thông minh về chính trị. Hành động như vậy mất nhiều hơn là được, ông ta cũng biết thôi hướng đã bị vặn lại không còn lời nào để nói, hơn nữa ông ta cũng đã nghĩ cẩn thận, quả thật Phạm Duệ Hằng nói có lý. Ông ta khống chế chuyện nguồn vốn riêng như vậy là có phần quá đáng. Chỉ là đùa giỡn hay là nên tin lời thôi hướng nói. Trong lòng Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên hiện lên một chút nghi ngờ, có phải là thôi hướng cố ý khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy hay không, chính là muốn mình và Phạm Duệ Hằng xảy ra mâu thuẫn. Còn y thì ngồi đó như ngư ông đắc lợi. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Diệp Thạch Sinh liền qua nhanh, với tình hình hiện tại không cho ông ta có tâm tư mà nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, vì ánh mắt mọi người đều đã tập trung trên người ông ta rồi. Hội nghị thường vụ chính là nơi để mọi người thoải mái nói ra ý kiến của mình. Có tranh luận là chuyện tốt, có thể chứng minh tất cả mọi người đều có đầy đủ quyền lực hành xử trong tay mình. Diệp Thạch Sinh lo nghĩ. Vẫn là quyết định cố gắng hết khả năng dùng giọng điệu ôn hòa một chút. Vấn đề chính trị cho tới bây giờ đều là kết quả của việc cân bằng và thỏa hiệp, tranh cãi cũng tốt, hòa bình mà thương lượng cũng tốt, cuối cùng là tất cả mọi người đều phải nhường một bước mới đạt được kết quả. Lời nói của Diệp Thạch Sinh vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt thôi hướng liền thất vọng. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có đánh chết cái nết cũng không chừa. Diệp Thạch Sinh khi ở vị trí chủ tịch tỉnh đã nổi tiếng là rất mềm yếu, giờ đã lên làm nhân vật số một mà vừa mới gặp sự phản kích của Phạm Duệ Hằng, đã liền lập tức lùi bước, tính tình không đủ mạnh mẽ, cứng rắn, khó có thể làm được chuyện lớn. Cũng giống với Thôi Hướng, lộ ra vẻ mặt thất vọng còn có Mã Tiêu. Y cũng muốn mượn cơ hội này, dưới sự ra sức của Phó Bí Thư, tạo dựng hình tượng một trưởng ban tuyên giáo mạnh mẽ giàu sức sống. Không nghĩ tới chỉ có một hiệp mà mọi chuyện đã tan vỡ. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh thân là nhân vật số một, nhưng lập trường ngay lập tức đã mềm yếu, thật sự là làm cho người ta thấy thương xót. Hiện tại tình huống cũng chưa rõ ràng là nghiêng về một bên nào cả, vẫn còn có một trận chiến nữa cơ mà, nhưng lập trường của Diệp Thạch Sinh lại không hề kiên định thì người khác làm sao có thể phản kích lại được. Ánh mắt Mai Thái Bình từ trên trần nhà thu về, hoài nghi liếc mắt nhìn Tiền Cẩm Tùng một cái. Lại dừng lại trên người Diệp Thạch Sinh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt. Việc tuyến đường sắt nối ra biển hẳn là sẽ không có ý kiến gì khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đứng ra đề nghị đến Bộ Giao thông là được rồi.
Còn việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, tôi cho rằng việc này có thể hoãn lại chậm một chút, cụ thể phê duyệt nhiều ít thế nào, khi nào sẽ phê duyệt, chờ sau khi tan họp chủ tịch tỉnh Phạm và tôi gặp nhau bàn bạc sẽ nói sau. Việc bổ sung thêm phòng tổng hợp 3 tôi thấy vẫn rất cần thiết, mọi việc đều phải chuẩn bị từ sớm, không nên để tình huống bị động nước đến chân rồi mới nhảy. Sắc mặt Diệp Thạch Sinh trầm tĩnh, nhưng đã không còn khí thế như vừa rồi nữa, ở ngoài mặt tuy rằng chỉ làm ra vẻ nhượng bộ nhỏ bé thôi, nhưng theo giọng điệu có thể rõ ràng nghe thấy ông ta đã dao động. Trên mặt Thôi Hướng nỗi thất vọng càng rõ. Bổ sung thêm một phòng tổng hợp 3 cũng là chuyện tốt. Tôi thật ra cũng tán thành. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay mới đang có 2 thành phố làm thí điểm, không nên tăng thêm một trưởng phòng nữa trong tổ lãnh đạo. Nếu thành lập thêm phòng tổng hợp 3 nữa, thì để một nơi quản lý là được rồi. Mai Thái Bình nắm lấy thời cơ, quyết đoán nói ra, cố gắng hết sức lực mà tranh thủ quyền lợi cho Hạ Tường. Xem như Mai Thái Bình cũng nhìn mọi chuyện rất minh bạch. Thôi Hướng thì cố gắng hết sức thúc đẩy việc thành lập phòng tổng hợp 3, không phải chỉ là muốn xếp người nhà vào. Dù cho là xếp ai vào, chỉ cần để cho Hạ Tưởng trở thành lãnh đạo là được. Ông ta, Mai Thái Bình, không có hứng thú đối với vấn đề chính trị đầy khúc mắc và phân chia quyền lợi của tỉnh Yến. Ông ta chỉ có thiện cảm với Hạ Tưởng, cho nên mới nhân cơ hội này, trực tiếp cho Hạ Tưởng là được, cũng có thể mượn cơ hội này để lên tiếng cho thấy sự tồn tại của mình ở đây. Tống Chiêu Độ khen ngợi mà gật gật đầu. Trưởng ban Mai nói rất đúng, tôi tán thành, nếu muốn thành lập phòng tổng hợp 3. Sẽ không cần đến thêm một trưởng phòng, mà sẽ chỉ cần một người quản lý tất cả. Tống Chiêu Độ nói vậy là vì ông là tổ trưởng của tổ lãnh đạo. Lời nói của ông đối với các ủy viên thường vụ vô hình chung tạo thành những áp lực không nhỏ, nếu họ có ý phản đối, chẳng khác nào phản đối Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đặc biệt khen ngợi sách lược dẫn dắt theo đà phát triển của Mai Thái Bình, càng lúc càng cảm thấy tính tình của Mai Thái Bình đối xử với ông là một người tuyệt vời. Tuy rằng luôn có một thái độ không thèm quan tâm đến, nhưng khi đến điểm mấu chốt luôn luôn làm người ta kinh ngạc, hơn nữa luôn bảo vệ quyền lợi cho Hạ Tưởng, tương đương với việc bảo vệ quyền lợi cho ông. Mặc dù có thể Mai Thái Bình không nghĩ như vậy nhưng khi y ra mặt, Tống Chiêu Độ liền thấy cảm ơn y. Hơn nữa Tống Chiêu Độ cũng hiểu được đạo lý có chuyển biến tốt mới có sự thu hoạch. Bí thư Diệp đã có ý nhượng bộ hợp lý rồi, không thể lại dồn ông ta vào đường cùng mà không nể nang gì. Dù sao cũng là muốn giữ gìn sự tôn nghiêm của nhân vật số 1, cho nên đúng lúc đó ông mới tán thành đề nghị của Mai Thái Bình. Lại là Hạ Tưởng, sau một lúc nhận thấy thất bại, Thôi Hướng liền tỉnh táo lại, đột nhiên giật mình một cái. Đáng ra hôm nay chỉ thảo luận 3 vấn đề được đưa ra, không có chuyện gì liên quan đến Hạ Tưởng, nhưng y cũng biết bất kể người nào, thảo luận vấn đề gì, thì đều có liên quan đến Hạ Tưởng. Y vẫn muốn cố gắng tránh cho cái tên Hạ Tưởng xuất hiện. Cho dù chỉ là nói ẩn đi cũng không muốn làm người ta nhớ tới, rất dễ kích động làm một số ủy viên thường vụ có quan hệ với Hạ Tưởng chú ý đến. Bọn họ sẽ không vì việc khác mà liên hợp lại, nhưng tuyệt đối sẽ vì quyền lợi của Hạ Tưởng mà cùng nhau lên tiếng. Không nghĩ tới, Mai Thái Bình đã thành công trong việc bảo vệ quyền lợi cho Hạ Tưởng, tâm trạng Thôi Hướng liền xuống tới tận đáy vực. Hỏng rồi Hạ Tưởng vừa ra, không cần dự đoán trước được cũng biết, Trần Phong và Mã Vạn Chính chắc chắn là có thái độ tán thành. Thôi Hướng trong nháy mắt hận Mai Thái Bình vô cùng, nhớ tới mối bất hòa giữa Phó Gia và Mai Gia, lại nghĩ tới Mai Thái Bình đã vài lần đề bạt lên trên đều đối nghịch với y hận không thể tìm một cơ hội để trả đũa. Chỉ có điều y cũng chỉ nghĩ thế thôi, trong lòng y hiểu rõ, từ trước tới nay Mai Thái Bình tại tỉnh Yến luôn ở một phe, không kéo bè kết phái, không giúp Diệp Thạch Sinh, mà cũng không giúp Phạm Duệ Hằng. Chỉ có liên quan đến quyền lợi bản thân ông ta hoặc là quyền lợi của Hạ Tưởng mới chủ động lên tiếng mà thôi. Mặc dù Thôi Hướng đối với Mai Thái Bình rất bất mãn, nhưng y cũng biết y vừa va chạm với Mai Thái Bình, cũng không dám vượt quá mức khiến ông ta buồn bực. Nếu chẳng may Mai Thái Bình nổi giận, đối đầu với y ở khắp nơi cũng sẽ khiến y phải mệt mỏi đối phó với ông ta. Trần Phong quả nhiên không làm Thôi Hướng thất vọng, vừa nghe đến lời đề nghị không tồi của Mai Thái Bình, cũng cười ha hả nói. Tôi cũng tán thành đề nghị của trưởng ban Mai, nếu năng lực không cho phép thì không cần thêm một người quản lý, trước hết cứ để người quản lý ở phòng tổng hợp một trông nom hết hộ, như vậy cũng có lợi cho việc tổng hợp các nguồn tài nguyên, triển khai công việc một cách có hệ thống. Tổng hợp các nguồn tài nguyên, thực là một lời nói hay, Thôi Hướng vô cùng bất mãn mà liếc mắt nhìn Trần Phong một cái. Mã Vạn Chính vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị từ đầu cho tới giờ liền nói.
Quan điểm của tôi cũng nhất trí với đồng chí Tống Chiêu Độ. Thôi Hướng không biết làm sao đành nghĩ rằng, Hạ Tưởng thật là có ma lực, một khi liên quan đến quyền lợi của hắn, quả nhiên tất cả mọi người đều nhộn nhịp hẳn lên. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hình đoan đài bình thường trông rất có vẻ bình thường, nhưng ở trong hội nghị thường vụ, ông ta cũng được xếp hạng khá, cho nên nói chuyện cũng rất có sức nặng. Ý kiến của tôi cũng nhất trí với trưởng ban Mai, đồng thời Chiêu Độ lại là tổ trưởng tổ lãnh đạo, nếu ông ấy gật đầu, đối với chuyện nội bộ trong tổ lãnh đạo, mọi người cũng không cần phải can thiệp quá nhiều. Câu này lại càng tuyệt, trực tiếp đã đẩy mọi người ra. Trừ khi lại có người đưa ra ý kiến không đồng ý hoàn toàn, nếu không chỉ cần tán thành bổ sung thêm phòng tổng hợp 3, thì sẽ tán thành đề nghị để cho người ở phòng tổng hợp 1 quản lý. Còn nếu có ý kiến không đồng ý, thì chính là không nể mặt Tống Chiêu Độ, cố tình nhúng tay vào việc sắp xếp công việc nội bộ của tổ lãnh đạo vốn do Tống Chiêu Độ xử lý. Ban đầu bí thư đảng ủy công an Lý Bình Văn cũng muốn lên tiếng tỏ vẻ phản đối, nhưng vừa nghe hình đoan đài nói, liền vội vàng nuốt lời nói định nói trở vào bên trong, bưng lên một chén nước uống một hớp lớn, thiếu chút nữa bị sặc, ho khan hai tiếng nói. Vẫn là bí thư Diệp ra quyết định đi thôi. Trên cơ bản, mọi người cũng đã có ý kiến thảo luận không khác nhau lắm. Thôi Hướng hiểu được rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Phạm Duệ Hằng cho một đòn sấm sét. Các ủy viên thường vụ vốn phân tán hiện giờ trên cơ bản là chia làm 3 phái. Một phái do Diệp Thạch Sinh đứng đầu, một phái do Phạm Duệ Hằng đứng đầu, còn một phái là những người trung lập giống như Mai Thái Bình. Không ngờ lại là thêm một lần nữa phân chia hàng ngũ, tất cả đều tại tên Hạ Tưởng chết tiệt. Thôi Hướng hận đến ngứa răng, vốn đang có hy vọng để Diệp Thạch Sinh thể hiện quyền uy tuyệt đối một lần trên hội nghị thường vụ, chỉ vì Phạm Duệ Hằng đột nhiên mạnh mẽ, cứng rắn. Chỉ vì không ngờ Mai Thái Bình lại đề cao Hạ Tưởng, tất cả sự cố gắng đều phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Hơn nữa còn làm cho Phạm Duệ Hằng giành được tiếng tăm, đồng thời khiến Thôi Hướng không ngừng thất vọng, ảo não. Xem ra cũng không cần chờ người khác tỏ thái độ, mấy người không tỏ thái độ gì cả sẽ ở phái trung gian. Về cơ bản có thể khẳng định cuối cùng bọn họ cũng sẽ tán thành đề nghị của Mai Thái Bình. Thôi Hướng cũng liền hùa theo nói. Vậy ý của Bí Thư Diệp là như thế nào? Nếu Diệp Thạch Sinh có khí thế hết sức kiên quyết mà giải quyết dứt khoát, cũng sẽ có khả năng lại một lần nữa tạo dựng được một ít danh tiếng. Ông ta chần chừ một chút, rồi lại hỏi Phạm Duệ Hằng. Chủ tịch tỉnh Phạm còn có ý kiến gì nữa không? Ý kiến của tôi cũng giống với Tống Chiêu Độ. Phạm Duệ Hằng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Nếu mọi người không có ý kiến gì, cũng chỉ là nhắc lại thôi, thật sự là không cần thiết, cuối cùng đành mời Bí Thư Diệp cho quyết định. Diệp Thạch Sinh gật gật đầu. Vậy hôm nay ở đây trước hết đã thông qua vấn đề tuyến đường sắt nối ra biển sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo với Bộ Giao thông. Những chuyện khác không ngờ ông ta cũng không đề cập tới. Trong ấn tượng của các ủy viên thường vụ đang ngồi đây, hội nghị thường vụ cũng không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Tuy rằng cũng không phải cứ mỗi lần hội nghị thường vụ diễn ra đều có thể giải quyết được vấn đề, nhưng chưa có hội nghị thường vụ lần nào lại giống như hôm nay. Cuối cùng vẫn không giải quyết ra kết quả được một vấn đề gì hết. Tuy nhiên trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Bí Thư Diệp đã thua. Điều quan trọng nhất chính là lập trường của Bí Thư Diệp quá mềm yếu, khi đối mặt với thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của Chủ tịch tỉnh Phạm thì không có đủ áp lực để đứng vững mà chủ động nhượng bộ. Về cơ bản tất cả mọi người đều hiểu rõ một việc đó là Bí Thư Diệp từ vị trí Chủ tịch tỉnh đến Bí Thư, quyền lực đã lớn hơn, nhưng tính tình không lớn. Vẫn giống như khi ông ta đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, không đủ cứng rắn, mạnh mẽ. Lần này tuy rằng ở hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề cũng không quan trọng, nhưng ở tỉnh Yến đã có những bước ngoặt có ảnh hưởng sâu xa, chứng tỏ hình tượng của Phạm Duệ Hằng được mặc định là mạnh mẽ, cứng rắn, trong khi Diệp Thạch Sinh cố gắng duy trì hình tượng nhân vật số 1, có uy tín lớn thì hiện tại suy giảm nghiêm trọng. Tuyệt đối là một hội nghị có ý nghĩa sâu xa trong đời sống chính trị của tỉnh Yến. Sau khi tan họp, Tống Chiêu Độ cố ý đi cùng một chỗ với Mai Thái Bình. Ông đi chậm hơn Mai Thái Bình nửa bước, cười ha hả nói. Trưởng ban Mai vẫn chưa thích nghi với cuộc sống ở thành phố Yến sao? Mai Thái Bình quay đầu nhìn Tống Chiêu Độ liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, nói. Vẫn chưa, thành phố Yến và Bắc Kinh không khác nhau là mấy, cho dù là ăn ở hay tập quán đều gần như giống nhau. Sao hả, có phải ngài muốn giới thiệu cho tôi nhà hàng nào có món ăn ngon phải không? Tống Chiêu Độ liền cười. Tôi có biết một nhà hàng mới, có đồ ăn đặc sắc,
ăn rất tốt đó là cá nhỏ hồng lan, nghe nói là được câu ở sông, hương vị rất ngon, nếu có cơ hội thì chúng ta cùng đi nếm thử một chút. Mai Thái Bình lắc đầu cười. Thật sự là xin lỗi, Phó Chủ tịch tỉnh Tống, tôi không ăn được cá. Thật xin lỗi. Mai Thái Bình đi xa, Tống Chiêu Độ không biết làm sao mới cười, lắc đầu. Mai Thái Bình, quả nhiên có cá tính. Diệp Thạch Sinh trở lại văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy thư ký Ma Thu nói có Phó Bí Thư Thôi đến tìm. Ông ta vẫn còn chưa hết tức giận, liền vung tay lên nói. Tôi còn có việc, bảo Phó Bí Thư Thôi đi về đi, chờ tôi xong việc sẽ gọi. Mọi chuyện hôm nay đều là chủ ý của Thôi Hướng, nếu không phải Thôi Hướng có sách lược sai lầm, thì hôm nay tội gì ông ta bị Phạm Duệ Hằng làm cho bị nghẹn đến không nói được lời nào ở trên hội nghị thường vụ. Hơn nữa ngay cả Tiền Cẩm Tùng cũng đứng về phía Phạm Duệ Hằng, rõ ràng là Thôi Hướng đã đem tảng đá đè ngay dưới chân mình, lại nghĩ đến mình bị Thôi Hướng lừa gạt, lại càng thêm tức giận. Đuổi Thôi Hướng đi rồi mà vẫn chưa được ngồi yên, lại nghe Ma Thu ở bên ngoài nói. Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm tới. Diệp Thạch Sinh thấy nao nao, sao Phạm Duệ Hằng lại đến lúc này, không biết có chuyện gì. Vừa mới ở trên hội nghị thường vụ đối chọi gay gắt, bây giờ lại tới đây làm gì? Ông ta đứng dậy đẩy cửa ra, đã thấy Phạm Duệ Hằng đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười. Diệp Thạch Sinh thân là bí thư tỉnh ủy, ở tỉnh Yến rất ít khi ra cửa chào đón ai đó. Chính là Phạm Duệ Hằng đã qua đây, ông ta đứng dậy đứng ở bàn làm việc đã là biểu hiện hết sức lễ độ rồi, hôm nay không ngờ lại trực tiếp đi ra ngoài đón, khiến thư ký Ma Thu trong lòng thấy khiếp sợ, đồng thời âm thầm thở dài, bí thư Diệp tính tình quá mềm yếu. Khi làm chủ tịch tỉnh đã như thế, sau khi làm bí thư vẫn thế. Vì thế mà khiến gã thân là thư ký, cũng vẫn không thấy hãnh diện tí nào. Phạm Duệ Hằng đi theo Diệp Thạch Sinh đi vào phòng trong, câu đầu tiên nói chính là. Bí thư Diệp, hôm nay mọi chuyện trên hội nghị thường vụ là xử lý việc chứ không phải đối phó với người. Ngài đứng để ở trong lòng. Không đợi Diệp Thạch Sinh tỏ thái độ gì, ông ta lại nói thêm. Về việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, tôi cảm thấy không nên lại kéo dài thời gian nữa, lúc này là lúc thu hút đầu tư quan trọng nhất, tỉnh không thể cản trở được. Thành phố Đan Thành có được khoản tiền này, có thể nhanh chóng điều chỉnh tiến độ cơ cấu sản xuất công nghiệp, ngay sau đó liền mới có thể đầu tư lớn hơn nữa. Nếu đồng ý như vậy cũng sẽ mang đến sự ủng hộ lớn lao cho thành phố Bảo. Công ty ô tô vạn lý của thành phố Bảo mới chỉ là bước đầu. Tôi nghe nói đang công ty phim nhựa Đạt Phú đang chiêng trống dùm beng mà tiến hành đàm phán với tập đoàn Kodak ở nước Mỹ, cũng sắp cử người bay sang nước Mỹ để khảo sát tình hình. Các rào cản của việc điều chỉnh sản xuất đã từ từ giảm bớt, đúng là thời điểm bí thư Diệp triển khai một kế hoạch lớn ở tỉnh Yến. Sao có thể chỉ vì vấn đề một khoản kinh phí mà tự hủy đi tương lai? Phạm Duệ Hằng nói xong một hơi, nhìn thẳng vào Diệp Thạch Sinh chờ phản ứng của ông ta. Trong lòng Diệp Thạch Sinh phập phồng không yên. Ông ta so sánh lời nói của Phạm Duệ Hằng và lời nói của Thôi Hướng, càng ngày càng cảm thấy lời nói của Phạm Duệ Hằng cực kỳ có lý. Tất cả đều là vì muốn điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, vì đại cục mà suy xét. Còn đề nghị của Thôi Hướng thì trộn lẫn nhiều yếu tố đấu tranh về chính trị. Ông ta liền mơ hồ có chút hối hận vì đã dễ tin lời Thôi Hướng nói, kết quả hôm nay ở hội nghị thường vụ mới bị thua như vậy. Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận là đã thất bại. Bởi vì ông ta lúc ấy chỉ muốn đưa ra đề tài để thảo luận, cũng không có phát biểu quan điểm của mình. Nhưng không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại kích động tới điểm mấu chốt của Phạm Duệ Hằng, cũng khiến các ủy viên thường vụ vốn từ lâu không hề có sự thống nhất tiếng nói, hiện tại tất cả đồng thanh phát ra những tiếng mạnh mẽ đanh thép. Chương 427, quyết định của Diệp Thạch Sinh. Ông ta hơi trầm tư, lại lặp lại bệnh cũ dễ bị thuyết phục, lại bị lời nói của Phạm Duệ Hằng làm cảm động liền nói. Vấn đề cấp kinh phí, tôi không phải cố tình kéo dài thời gian, mà là chưa có dịp xem xét kỹ, vừa rồi đã cẩn thận nhìn qua vài lần, quả thật là nên đồng ý. Việc này Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể ra mặt, còn việc bổ sung thêm phòng tổng hợp 3 thì lại là một chuyện khác, cứ từ từ rồi nói sau, chờ khi nào chính phủ cho rằng thời cơ đã đến, thì sẽ lại đề xuất. Phạm Duệ Hằng gật đầu cười. Cứ vậy đi, cứ theo lời bí thư Diệp mà xử lý. Thực ra có một số việc chỉ cần ngài hạ quyết tâm ra quyết định là có thể ra vấn đề. Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp là một cơ hội rất quan trọng không thể bỏ qua. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này để trở thành trọng điểm, ngài còn có thể được Phó Thủ tướng Hà coi trọng, bước tiếp theo có thể đến Bắc Kinh nhậm chức.
Phạm Duệ Hằng đi rồi, trong lòng Diệp Thạch Sinh một lúc lâu sau vẫn chưa có thể bình tĩnh. Ông ta vốn đã dập tắt ý tưởng tiến thêm một bước nữa, nhưng lời nói của Phạm Duệ Hằng một lần nữa khiến trong lòng ông ta dấy lên một ngọn lửa. Ông ta cũng biết người đứng ở phía sau Phạm Duệ Hằng có quan hệ không tồi với Phó Thủ tướng Hà, nghe nói Phó Thủ tướng Hà sẽ là người tiếp theo được chọn vào vị trí Thủ tướng. Lời nói của Phạm Duệ Hằng cũng không phải là vô ý mới nói, có lẽ là có ý ám chỉ điều gì đó. Tật xấu mềm lòng của Diệp Thạch Sinh lại tái phát khiến lập trường bảo thủ của ông ta đã bị sao động. Nếu thật có thể điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp thành công mà có thể tiến thêm một bước, nói gì thì ông ta vẫn sẽ coi trọng hơn. Tuy rằng nói trước mắt hai thành phố đã có một chút thành tích, nhưng đặt vào tình hình của toàn bộ tỉnh cũng quả thật không tính là cái gì, chỉ là một cành hoa nho nhỏ mà thôi. Tuy nhiên ai có thể đảm bảo về sau cành hoa nhỏ sẽ không tạo nên sóng to gió lớn. Chỉ có điều, Hạ Tưởng có quan điểm và sự quyết đoán thế nào. Diệp Thạch Sinh cũng hiểu rõ, hôm nay Mai Thái Bình đề nghị là vì suy nghĩ cho Hạ Tưởng. Những người khác liền theo sau tán thành cũng là bởi vì có nhắc tới quyền lợi của Hạ Tưởng, muốn hắn làm lâu hơn. Vì đối phó với Cao Thành Tùng, ông ta cũng đã từng thay mặt Hạ Tưởng nói chuyện nhiều. Hiện giờ cũng là vì Hạ Tưởng có quan hệ với các ủy viên thường vụ, mà bọn họ lại đối lập với ông ta. Hạ Tưởng chỉ là một cán bộ cấp cục nhưng thật sự là một thanh niên làm người ta không đoán ra nổi. Thực ra Diệp Thạch Sinh cũng hiểu rõ giữa ông ta và Hạ Tưởng cũng có sự liên hệ, cũng ẩn chứa chung quyền lợi, chính là tập đoàn Đạt Tài. Diệp Thạch Sinh và Thành Đạt Tài giao tình tâm đầu ý hợp, trong quá trình tập đoàn Đạt Tài nổi lên, cũng có một phần sức lực của ông ta. Ông ta và Thành Đạt Tài vừa có quan hệ bằng hữu nhưng đều có sự tỉnh táo, lại luôn gắn bó về quyền lợi với nhau. Nếu ngay cả một doanh nhân như Thành Đạt Tài cũng thích Hạ Tưởng, nói như vậy, quả thật Hạ Tưởng cũng có tư chất kinh doanh. Tống Chiêu Độ cũng rất tín nhiệm hắn, gần như giao toàn bộ tổ lãnh đạo cho hắn quản lý, hơn nữa hắn còn là một người động viên thành phố Đan Thành và thành phố Bảo là hai thành phố đầu tiên ở tỉnh Yến xin làm thành phố thí điểm. Nghe nói việc tuyến đường sắt nối ra biển, chuyện du lịch văn hóa, thậm chí ngay cả việc thành phố Bảo cũng đang bắt tay vào sát nhập ba xí nghiệp thành một xí nghiệp lớn thay đổi về cơ cấu sản xuất, cũng là chủ ý của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đúng là không phải bình thường như lời đồn. Trong lòng Diệp Thạch Sinh bốc lên ngọn lửa càng đốt càng lớn, càng cấp bách mà muốn dựa vào việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp để có thể tiến thêm một bước, lại càng cảm thấy tầm quan trọng của Hạ Tưởng là không thể thay thế. Vậy nên cần phải tìm một cơ hội tìm Hạ Tưởng tâm sự chút. Ý nghĩ vừa mới được hình thành trong lòng, Ma Thu lại gõ cửa tiến vào báo cáo với ông ta, nói là có Tiền Cẩm Tùng tới báo cáo công tác. Diệp Thạch Sinh đối với Tiền Cẩm Tùng ở trên hội nghị thường vụ có chút oán hận, nhưng nghĩ lại thấy Tiền Cẩm Tùng và Hạ Tưởng cũng có qua lại, dường như cũng có tiếng nói chung, suy nghĩ liền lay động, áp chế sự bất mãn ở trong lòng, bảo Tiền Cẩm Tùng vào. Tuy nhiên lần này ông ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế, không hề động, thấy Tiền Cẩm Tùng tiến vào. Cũng chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho y ngồi xuống. Tiền Cẩm Tùng đối với sự lạnh nhạt của Diệp Thạch Sinh không thèm để ý. Nếu nói tại tỉnh Yến, người nào y biết rõ tính tình nhất, y có thể khẳng định đó chính là Diệp Thạch Sinh. Tiền Cẩm Tùng ngồi xuống nói. Bí thư Diệp, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài một chút. Chính là ở giai đoạn trước mắt công việc của tổ lãnh đạo ngày càng nhiều, nếu đồng chí Hạ Tưởng lại kiêm nhiệm cả chức vụ trưởng phòng tin tức thì không còn thích hợp. Vì vậy tất yếu là nên bổ nhiệm một trưởng phòng tin tức mới, về phần liên quan tới Hạ Tưởng, tôi nghĩ là nên điều tới văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Diệp Thạch Sinh ngẩn ra, hơi bất mãn nói. Điều động một cán bộ cấp cục thì anh có thể xem rồi xử lý là được rồi, không cần phải xin chỉ thị của tôi. Tiền Cẩm Tùng nghe thấy Diệp Thạch Sinh có vẻ bất mãn, sắc mặt không đổi liền nói. Bí thư Diệp, Hạ Tưởng tuy rằng chỉ là một cán bộ cấp cục, nhưng việc điều động cậu ấy sẽ kéo theo ánh mắt của nhiều người. Trước tiên tôi muốn xin chỉ thị của ngài chính là không muốn có những người nói ra nói vào những điều gây phiền toái. Y đứng lên lại cung kính nói. Hôm nay mọi chuyện trên hội nghị thường vụ, người tôi nhằm vào chính là phó bí thư thôi chứ không phải là ngài, mong ngài hiểu cho. Lời nói không dễ nghe, nhưng bí thư Diệp với tình huống hiện tại, ai khuyên ngài nên ngáng đường tổ lãnh đạo thì người đó cũng chính là người muốn kéo ngài không cho tiến thêm một bước nữa đó. Hôm nay đây là lần thứ hai Diệp Thạch Sinh nghe được ý ám chỉ là tiến thêm một bước nữa, nghĩ thầm rằng Phạm Duệ Hằng đối với tổ lãnh đạo tuy rằng cũng là có thái độ ủng hộ, nhưng có chừng mực. Tiền Cẩm Tùng tuy rằng ủng hộ cũng cao,
nhưng cũng không ở trước mặt ông ta nói rõ đấy là một cơ hội quan trọng. Hôm nay đầu tiên là Phạm Duệ Hằng, sau là Tiền Cẩm Tùng, đều trước sau khuyên ông ta nên tận dụng việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, mà việc đó sẽ trở thành một cơ hội quan trọng. Chẳng lẽ là muốn nói, người đứng đằng sau bọn họ đều cho rằng Tỉnh Yến sẽ mượn việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, để trở thành tiêu điểm trong mắt các vị ở tầng cao. Mà ông ta thì cũng vì vậy sẽ tiến thêm một bước nữa, đạt tới đỉnh cao về chính trị. Ai mà chả muốn đi lên, bí thư tỉnh ủy cũng không phải điểm dừng cuối cùng. Trong lòng Diệp Thạch Sinh không muốn chịu thua kém ai và vì thế đã rung động mạnh mẽ. Cẩm Tùng, anh ngồi xuống đi, tôi với anh coi như là đã kết giao nhiều năm, không cần phải khách khí. Diệp Thạch Sinh vui vẻ hòa nhã nói. Thật sự anh cho rằng việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp có thể đạt được thành công, sẽ mang đến một tình hình mới cho tỉnh Yến sao? Bí thư Diệp, bộ máy chính phủ đã ủng hộ tổ lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ngài lại không nhìn ra chủ tịch tỉnh Phạm từ đầu cũng chỉ ủng hộ vừa phải thôi thì giờ đã thành ra ủng hộ toàn lực rồi. Tổ lãnh đạo mới thành lập không được bao lâu, hiện tại đã thấy rõ được thành tích, tôi tin tưởng rằng không đến nửa năm nữa, sẽ làm cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo có những bước đột phá quan trọng trên phương diện cơ cấu sản xuất công nghiệp. Xem chừng nếu lạc quan, thì chỉ tới sang năm nhóm đô thị thí điểm thứ hai cũng sẽ được triển khai. Thậm chí có thể ở nhóm thí điểm thứ hai một thời gian rồi sẽ mở rộng ra trên toàn bộ tỉnh. Tôi nghĩ không cần chờ đến khi phát triển trên toàn tỉnh đâu. Chỉ cần sau khi xác định được các thành phố nằm trong nhóm đô thị thí điểm thứ hai rồi, chỉ cần có dấu hiệu thành công, ngài sẽ được giới truyền thông cả nước vây quanh. Tiền Cẩm Tùng nói một hồi, khiến Diệp Thạch Sinh cảm xúc dâng trào. Là một người trong lúc đã cho rằng tiền đồ vô vọng rồi, lại đột nhiên được hai nhân vật cấp quan trọng nói ám chỉ thành là tiền đồ đang rất tốt, mặc dù trong đó có đủ thành phần tâng bốc lấy lòng, nhưng Diệp Thạch Sinh cũng không phải không có tư duy chính trị. Ông ta cũng biết Phạm Duệ Hằng có thể lên làm chủ tịch tỉnh, cũng là do có hậu trường cứng rắn, mạnh mẽ. Mà Tiền Cẩm Tùng cũng đã từng làm cán bộ ở Bắc Kinh nhiều năm, có nhiều bạn bè ở Bắc Kinh, có phần nhạy bén hơn những người khác, cũng nắm chắc và chuẩn xác hơn không ít về hướng đi của các chính sách. Hai người bọn họ đều nói ra giống nhau, chỉ e rằng chính sách điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp sẽ ngày càng chiếm được nhiều ý kiến tán thành trong giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh. Tâm tư Diệp Thạch Sinh bị lay động, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Với tuổi của ông ta nếu lại thăng quan thêm bước nữa, đến làm cán bộ ở Bắc Kinh, cho dù chỉ là muốn làm một chức vụ nhàn hạ cũng là đãi ngộ cấp phó thủ tưởng, vẫn hơn một bước so với quãng đường còn lại sống hưởng đãi ngộ cấp tỉnh, chính là người đường đường chính chính lãnh đạo quốc gia. Nếu ông ta có thể tranh thủ thời cơ điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp thành công mà nhảy lên được thì ông ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức ủng hộ mọi công tác của tổ lãnh đạo. Tiền Cẩm Tùng đi rồi, Diệp Thạch Sinh ngồi một lát, lại nghe thấy thư ký Ma Thu xin chỉ thị. Bí thư Diệp, phó bí thư Thôi gọi điện thoại tới, nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài. Diệp Thạch Sinh lắc đầu. Tôi có việc phải ra ngoài một chút, bảo với anh ta có chuyện gì thì nói sau. Đóng cửa lại, đầu tiên Diệp Thạch Sinh gọi điện thoại tới Bắc Kinh, cung kính nói trong chốc lát lại buông điện thoại, trên mặt lộ ra ý cười. Ngồi ngơ ngẩn hồi lâu, ông ta lại cầm lấy điện thoại lần nữa, bấm một dãy số. Đạt tài, tôi là Diệp Thạch Sinh. Giọng điệu rất thân thiết, cũng rất thoải mái, giống như là tâm sự với bạn bè lâu ngày. Thời gian gần đây không qua chỗ anh chơi. Thế nào, dạo này có rảnh rỗi không? Được lắm, vậy cuối tuần gặp nhau đi. Đúng rồi, nghe nói anh và Hạ Tưởng có quan hệ cũng không tồi, nếu không hay là gọi cả anh bạn trẻ ấy đến cùng ngồi với nhau cho vui. Có thêm người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, cũng náo nhiệt một chút có phải không? Thành Đạt Tài hiểu được cái gì đó, cười ha hả. Đâu có, đâu có, nếu ngài đã nói, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy. Nghe nói Hạ Tưởng đang có uy tín ở tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp. Mấy anh bạn trẻ thường là hay có tư duy tranh đấu thương trường, tôi cũng đang muốn tìm cậu ấy trao đổi một chút. Hạ Tưởng khi nhận được điện thoại của Thành Đạt Tài thì lúc đó đang ở văn phòng, sắp xếp công việc cho Cổ Ngọc. Mặc dù hắn biết Cổ Ngọc là một cô nàng tỷ phú ẩn mình, nhưng cô thân là thành viên tổ lãnh đạo, cũng phải làm tốt công việc của mình. Hạ Tưởng truyền đạt nhiệm vụ chính là bảo Cổ Ngọc đi công tác ở thành phố Bảo, đi khảo sát và hệ thống hóa các xí nghiệp quốc doanh của thành phố Bảo, sau đó trình báo cáo lên. Cổ Ngọc đồng ý luôn, còn nói. Nếu không bảo Phương Cách đi theo giúp em với, cũng tiện hỗ trợ lẫn nhau.
Phương Cách nghe xong liên tục xua tay. Không được, trưởng phòng Hạ, anh muốn làm thế nào cũng được, nhưng đừng sắp xếp để em đi công tác với một người đẹp như vậy. Anh có thể cho em làm việc gì nặng nhọc cũng được, chứ nếu phải hộ tống chị Cổ đi công tác, thì em chịu. Cổ Ngọc nổi giận. Tôi đã làm gì mà khiến cho cậu ghét như vậy? Phương Cách nghiêm mặt cười. Không phải, đừng hiểu lầm. Chị lại nghĩ linh tinh rồi phải không? Là do em năng lực khống chế kém, có một mỹ nữ ngay bên cạnh, em sợ sẽ phạm sai lầm. Chị không biết, chứ bạn gái em là một bình giấm chua lớn lắm. Nếu để cô ấy biết em đi công tác với một người phụ nữ, khẳng định sẽ tìm cơ hội đến xem chị có xinh đẹp không. Chỉ cần cô ấy vừa thấy chị, em sẽ không có ngày nào yên. Cho nên, Hạ Tưởng còn chưa kịp cười mắng Phương Cách không có tiền đồ, không ngờ đã bị Lam Miệt quản chặt thế, thì có điện thoại vang lên. Sau khi nghe thì biết được Thành Đạt Tài muốn gặp chính mình, hơn nữa còn có một nhân vật lớn nữa cũng có mặt, hắn hiểu ý mà mỉm cười. Mặc kệ là như thế nào, hắn chú tâm đến việc thuyết phục Phạm Duệ Hằng, động viên Tiền Cẩm Tùng. Hai người đều là những người có tư duy chính trị, chỉ một chút cũng đã nhìn rõ, hiểu rõ mối quan hệ thân cận lợi hại giữa Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh, biết y đối với Diệp Thạch Sinh chủ yếu vẫn là muốn lôi kéo ảnh hưởng. Quả nhiên là sau khi trải qua một phen sóng gió, Diệp Thạch Sinh thấy được tiền đồ của mình đang trong sương mù mờ mịt đã có một tia sáng rạng đông, rốt cục đã động lòng, phải chủ động giơ tay ra rồi. Là nhân vật đại biểu cho thế lực bảo thủ nhất ở tỉnh Yến, lập trường của Diệp Thạch Sinh vô cùng quan trọng. Từ đầu Hạ Tưởng dự đoán là Diệp Thạch Sinh sẽ tìm một lý do trực tiếp gọi hắn đến văn phòng nói chuyện, không nghĩ rằng, ông ta lại thông qua Thành Đạt Tài để gặp mình. Như thế xem ra lập trường vốn có chút bảo thủ của Diệp Thạch Sinh mặc dù cũng đã có chút buông lỏng, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn, vẫn còn đang có tâm trạng nghi vấn do dự. Cùng Thành Đạt Tài ngồi một chỗ, đúng là muốn nghe sự đánh giá của Thành Đạt Tài đối với mình. Đối với một kỳ tài trong việc kinh doanh ở tỉnh Yến như Thành Đạt Tài thì con mắt nhìn trong lĩnh vực kinh doanh của ông không ai sánh bằng được. Nếu Thành Đạt Tài cũng khẳng định năng lực của mình và cũng xem trọng triển vọng của việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp ở tỉnh Yến, chắc chắn sẽ làm cho Diệp Thạch Sinh có sự tin tưởng lớn lao. Nếu như Diệp Thạch Sinh mà sửa được lập trường bảo thủ, ủng hộ mạnh mẽ tổ lãnh đạo, Hạ Tưởng cũng thấy vui lòng vì bây giờ ông ấy cũng đang cần thành tích, đưa ông ấy một phần đại lễ. Bởi vì trước mắt đối với tổ lãnh đạo mà nói, việc Diệp Thạch Sinh công khai ủng hộ tuy rằng trên thực tế có ý nghĩa không lớn, nhưng nó có ý nghĩa sâu xa. Mặt khác sẽ làm cho các thế lực bảo thủ ở tỉnh Yến phải dao động, cũng sẽ khiến việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp có thể chống lại sự ngăn cản của những người phụ trách các xí nghiệp quốc doanh, sẽ không có tâm lý là được sự hậu thuẫn kiên quyết của bí thư tỉnh ủy. Bây giờ mới thứ hai, từ giờ đến cuối tuần còn sớm, Hạ Tưởng thả lỏng tâm tư, lại một lần nữa quay về tổ lãnh đạo bắt đầu sắp xếp công việc. Sắp xếp cho Cổ Ngọc đến công tác ở thành phố bảo là đã là sớm có một kế hoạch có lợi, cũng là muốn cô khảo sát thực địa nhà máy ô tô Vạn Lý ở thành phố bảo một chút. Theo góc độ của người đứng xem có thể sẽ phát hiện không đầy đủ, đồng thời cũng lưu ý đến công ty phim nhựa Đạt Phú và Giao Ngâm Mậu Thịnh xem có điểm nào cần phải cải tiến nữa hay không. Cổ Ngọc tuy rằng là tiếp nhận những thành quả kinh doanh của cha mẹ mới có ngày hôm nay, nhưng trải qua một thời gian mới biết được rằng, sau khi Cổ Ngọc nắm trong tay việc kinh doanh của gia tộc, trên cơ sở việc kinh doanh của gia tộc, doanh thu đã tăng lên nhiều lần. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Ngọc cũng là một nhà kinh doanh có ánh mắt chuẩn xác. Cuối cùng Hạ Tưởng quyết định để Trung Nghĩa Bình hộ tống Cổ Ngọc đi công tác, Trung Nghĩa Bình đối nhân xử thế thành thật lại chịu khó. Có cậu ta đi cùng, Cổ Ngọc cũng có thể thoải mái không ít. Về phần Phương Cách, Hạ Tưởng quyết định trừng phạt cậu ta, để cậu ta cùng Bành Mộng Phàm cùng nhau đến thành phố Đan Thành làm một số việc khác. Bành Mộng Phàm đối nhân xử thế ngay thẳng, tính tình hơi quật cường. Người như thế lúc mới làm quen cũng khó chịu, tuy nhiên cũng dễ tiếp xúc, bởi vì chỉ cần thuyết phục được anh ta, chắc chắn muốn anh ta sẽ cúi đầu thuần phục thôi. Hạ Tưởng đã nghĩ để Bành Mộng Phàm đi thực địa, trực tiếp đến các xí nghiệp đi thăm và khảo sát, xâm nhập để hiểu biết một chút về tình trạng xí nghiệp quốc doanh hiện giờ đã bị lạc hậu và không thể phát triển được nữa. Bành Mộng Phàm không phải là người thuộc quyền lãnh đạo của Hạ Tưởng. Nên trước hết Hạ Tưởng đã tìm An Giật Hưng, thảo luận với anh ta việc sắp xếp người đi công tác, An Giật Hưng từ trước đến nay không phản đối các đề nghị của Hạ Tưởng. Anh ta cũng hiểu rõ ở tổ lãnh đạo, trên thực tế Hạ Tưởng chính là người lãnh đạo. Nếu không phải vì cấp bậc của Hạ Tưởng không đủ, Phó Chủ tịch tỉnh Tống đã sớm trực tiếp để Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổ trưởng rồi.
An Giật Hưng nói vài câu khách sáo, Hạ Tưởng liền lại trở lại văn phòng. Hắn tin tưởng có An Giật Hưng ra mặt, Bành Mộng Phàm dù không muốn cũng sẽ làm theo. Những người ngay thẳng cũng có thể khó chịu, nhưng rất biết quy củ, chỉ cần cấp trên có mệnh lệnh, anh ta không muốn sẽ nói ra, nhưng sau khi nói xong còn có thể đi làm, hơn nữa chắc chắn còn có thể cố gắng làm tốt. Vào thời điểm tan tầm, Hạ Tưởng đang muốn lái xe về nhà, Cổ Ngọc đi theo bên cạnh chợt xuất hiện, im hơi lặng tiếng nên dọa cho Hạ Tưởng nhảy dựng lên, Hạ Tưởng nói. Anh cảm giác em giống như gió thổi tới, dọa người ta. Về sau nên xuất hiện phía trước, tốt nhất trước đó nên đánh tiếng lên để người ta kịp chuẩn bị. Thật không có sức thuyết phục tí nào, không làm gì không sợ quỷ gõ cửa. Cổ Ngọc phản đối nói, lại mờ ám mà cười. Gần đây anh có gặp Hiểu Lâm không? Em cũng không gặp cô ấy, dường như cô ấy rất vội vàng. Hôm qua em có gọi điện cho cô ấy nói là có thời gian thì mọi người cùng nhau ăn cơm, cô ấy không đồng ý. Anh nói xem, cô ấy bận rộn thật, hay là không muốn gặp người khác? Chương 428, mỗi người có một tâm sự riêng. Hạ Tưởng cũng không thay đổi sắc mặt. Em suy nghĩ nhiều quá rồi, con gái cứ thích suy nghĩ lung tung, còn nói là ai đó gì chứ? Thật là ấu trĩ. Mai Hiểu Lâm là chủ tịch huyện, bận rộn cũng là chuyện thường, em cho là ai cũng giống em có thể bỏ ngang công việc bất cứ lúc nào sao? Tất cả mọi người đều có lý tưởng và khát vọng riêng chứ không phải là một tỷ phú cứ nằm trên giường là có tiền đâu. Bị Hạ Tưởng đùa cợt một chút, Cổ Ngọc ấm ức nói. Xem kìa, miệng lưỡi của anh thật lợi hại, em chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi, anh việc gì phải trả đũa em? Chứng tỏ anh chẳng những không biết kiềm chế, lại còn nhỏ nhen nữa. Vốn là có chuyện muốn nói với anh giờ em đã thay đổi ý định rồi, không nói nữa. Nói xong, Cổ Ngọc quay người bỏ đi. Hạ Tưởng cũng thấy buồn cười, Cổ Ngọc đôi khi cũng có chút tâm tính của trẻ con, liền vội vàng ngăn cô ấy lại. Được rồi, đừng giận mà, em cũng đâu còn nhỏ nữa mà động một tí lại cáu kỉnh như vậy không tốt lắm đâu, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra, cùng lắm thì anh sẽ đi cùng lão Cổ vài lần. Cổ Ngọc thật là dễ dụ. Trong nháy mắt lại quay sang cười. Được rồi, coi như là hòa. Anh có nghe nói là Mai Hiểu Lâm có thể sẽ bị điều về Bắc Kinh không? Hạ Tưởng lấy làm kinh ngạc. Không có nghe cô ấy nói, chuyện là khi nào vậy? Chính là ngày hôm qua, trong lúc em và cô ấy nói chuyện điện thoại cô ấy đã vô tình nhắc đến một câu, em hỏi lại thì cô ấy không chịu nói. Cổ Ngọc tỏ ra khó hiểu nói. Rõ ràng là đang làm tốt chức chủ tịch huyện. Đột nhiên lại điều về Bắc Kinh để lãng phí một cơ hội tốt. Nếu không thì có thể lên nhậm chức bí thư huyện ủy, như vậy lý lịch cũng tốt hơn và có thể lên tới vị trí phó giám đốc sở. Trong lòng Hạ Tưởng cũng hơi rối bời, sao đột nhiên lại muốn được điều về Bắc Kinh? Giống như lời Cổ Ngọc nói, bây giờ mà điều về Bắc Kinh chắc chắn sẽ không thể lên tới vị trí phó giám đốc sở, kinh nghiệm lý lịch không đủ xem chừng cũng sẽ không có được vị trí nào tốt. Trong chính trị, so với trước kia Mai Hiểu Lâm đã trưởng thành lên rất nhiều, ở vị trí chủ tịch huyện cũng làm rất tốt, bây giờ mà quay về Bắc Kinh tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Cổ Ngọc đi rồi, một mình Hạ Tưởng ngồi lặng người ở trong xe cả buổi. Lần trước sau khi cùng Mai Hiểu Lâm mặn nồng thì hắn và cô ấy vẫn chưa liên lạc. Không phải là không dám liên lạc, cũng không phải là không muốn liên lạc mà là không có hứng thú đặc biệt muốn liên lạc với nhau. Hơn nữa không thể nói Hạ Tưởng không có chút tình cảm gì đối với Mai Hiểu Lâm, nhưng cũng không thể nói là yêu say đắm, chỉ có điều cảm thấy giữa hai người dường như chỉ là bạn tri kỷ, thường quên mất giới tính thật của cô ấy, nhưng sau khi xảy ra chuyện gì thì trong tâm trí luôn có chút gì đó khiến người ta lưu luyến. Giữa nam và nữ, một khi tình bạn phát triển đến mức độ nhất định rất dễ biến chất, rất dễ có đột phá. Sau khi đột phá, hoặc là từ nay về sau sẽ trở thành người xa lạ, hoặc là ngoài tầm kiểm soát. Hạ Tưởng cũng không muốn vì vậy mà hắn và Mai Hiểu Lâm trở thành người qua đường, cũng không muốn có thêm vướng mắc gì. Nghĩ chắc là Mai Hiểu Lâm chưa chắc muốn cùng mình phát triển sâu đậm hơn nhưng muốn trở lại quan hệ bạn bè như trước thì chỉ sợ là không thể, cho nên hắn vẫn chịu đựng không liên lạc với Mai Hiểu Lâm thực ra cũng là chờ đợi một thời cơ. Trên đời này mọi chuyện đều cần có một thời cơ. Cũng giống như việc trước đây hắn cố gắng thúc đẩy việc thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp vậy. Cái cần là chờ thời cơ chính sách kinh tế của nhà nước được điều chỉnh, cần thời cơ Phó Thủ tướng Hà đến thị sát tỉnh Yến, và cần một loạt các cơ hội được tạo ra từ ý tưởng của Liên Nhược Hạ muốn hắn điều đến Bắc Kinh.
hắn muốn liên lạc với Mai Hiểu Lâm cũng cần một cơ hội để lấy lý do cùng cô ấy bàn luận một số việc chính sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ đã có lý do rồi. Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm trong điện thoại không chút sợ hãi. Trưởng phòng Hạ, có việc gì sao? Hạ Tưởng còn lo lắng Mai Hiểu Lâm sẽ thay đổi thái độ đối với hắn nhưng không ngờ là vẫn giống như trước đây. Xem ra không chỉ mình hắn có khả năng chịu đựng về mặt tâm lý mà cũng có lẽ hắn không hiểu phụ nữ cho lắm, phụ nữ ở mặt nào đó xem ra là thản nhiên hơn đàn ông. Chủ tịch huyện Mai, nghe nói em muốn được điều về Bắc Kinh, có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Tưởng hỏi với giọng điệu bình thường. Cũng không có gì, chỉ là điều động công tác bình thường thôi mà. Mai Hiểu Lâm dường như không muốn nói nhiều tới chuyện này, ngừng một lúc rồi giải thích một chút. Đứng đầu một địa phương thật quá mệt mỏi, em là phụ nữ cũng khó có thể lên chức cao, nên đã bàn bạc với chú quay về Bắc Kinh làm một chức vụ nhàn hạ. Trong các nhà lãnh đạo nhà nước cũng có vài người là phụ nữ kiệt xuất, còn có một số trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy của một vài tỉnh cũng là nữ trưởng ban đấy thôi. Anh cảm thấy em sớm muộn gì cũng có thể làm tới vị trí trưởng ban Mai. Hạ Tưởng cảm thấy Mai Hiểu Lâm bây giờ mà từ bỏ thì có chút đáng tiếc. Dù sao đã đi tới ngày hôm nay rồi nếu đảm nhiệm một nhiệm kỳ chức bí thư huyện ủy rồi lên làm phó giám đốc sở cũng là hợp lẽ. Hơn nữa có sự chiếu cố của Mai Thái Bình, việc Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng ở tỉnh Yên chắc chắn là không có vấn đề gì, nếu vài năm sau đến Bắc Kinh thì có thể thuận lợi mà được cân nhắc lên vị trí giám đốc sở. Lên tới cấp sở rồi quay về Bắc Kinh thì tiền đồ sẽ rộng mở. Anh cũng thật biết đùa, ha ha. Mai Hiểu Lâm cuối cùng cũng cười, lấy lại giọng điệu thẳng thắn của cô ấy. Một người phụ nữ muốn lên tới địa vị cao phải trả giá vất vả hơn nhiều so với đàn ông, hoặc là cả đời luôn phải độc thân, hoặc là có một gia đình ổn định, có lẽ em đều không có cả hai thứ đó, hơn nữa em cũng tự biết việc của mình, với năng lực của em thì nhiều lắm chỉ có thể lên tới cấp sở. Em cũng đã nghĩ thông rồi, không muốn tranh giành nữa, quay về Bắc Kinh tìm một phòng ban thoải mái hơn, không muốn hao tâm tổn sức nữa. Hạ Tưởng thấy lòng cô ấy đã quyết nên cũng không khuyên cô ấy nữa và hỏi. Em định sẽ đến nơi nào? Chưa, không nhanh như vậy đâu. Em cũng chưa nghĩ ra được chỗ nào tốt, hay là anh cho em ý kiến đi. Giọng Mai Hiểu Lâm lại thoải mái hẳn lên, đã trở lại là một Mai Hiểu Lâm mà Hạ Tưởng quen biết trước đây. Hạ Tưởng thấy động lòng, buột miệng nói ra. Đến Trung ương đoàn. Mai Hiểu Lâm phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nghĩ tới cái gì đó. Em không quen ai ở trong Trung ương đoàn cả, có muốn vào cũng không phải dễ, nhà họ Khâu thì có người, bây giờ quan hệ của anh và Khâu Tự Phong rất tốt, ý của anh là anh sẽ giúp em ra mặt tìm anh ta. Chỉ cần em gật đầu thì mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Trung ương đoàn thì cũng tốt, tuy nhiên nếu là anh chủ động đề xuất thì chắc chắn là có ý khác, anh có dự tính gì hãy nói cho em biết đi. Mai Hiểu Lâm thẳng thắn nói. Còn nữa, sao anh lại chủ động trong việc của em quá vậy? Đừng có ý nghĩ xấu xa gì nha. Có một số việc chỉ có thể xảy ra một lần và sẽ không tái diễn lại đâu. May là Hạ Tưởng nói chuyện với Mai Hiểu Lâm bằng điện thoại chứ không phải mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nếu không chắc chắn hắn sẽ xấu hổ vô cùng. Không ngờ lại bị Mai Hiểu Lâm cho là mình ham mê thân thể của cô ấy và lại còn muốn có sự thâm nhập sâu hơn, thật là mất mặt. Chẳng lẽ mình ở trong mắt cô ấy là một kẻ háo sắc sao? Hạ Tưởng liền nói. Em nghĩ nhiều rồi, khi anh và em ở cùng nhau hầu như toàn bộ thời gian đều không nghĩ em là người khác phái. Chỉ cần em có trạng thái bình thường thì anh chắc chắn sẽ không có những hành động vượt mức bình thường. Mặt khác anh cảm thấy đến Trung ương đoàn thì thứ nhất là nhàn rỗi, thứ hai là có lợi cho sự phát triển sau này của em. Mai Hiểu Lâm, hừ, một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Được, cứ nghe theo anh một lần, đến Trung ương đoàn cũng được. Hạ Tưởng thở một hơi dài, mặc dù không biết Mai Hiểu Lâm vì lý do gì mà từ bỏ cơ hội lớn trước mắt, nếu hắn có thể âm thầm giúp cô ấy thì cũng phải giúp cô ấy một lần. Đến Trung ương đoàn, cho dù về sau cô ấy không thể lên tới vị trí cao thì cũng có thể quen biết với nhiều nhân vật quan trọng, thậm chí có thể quen biết với nhà cầm quyền trong tương lai. Tuyệt đối là có lợi cho tiền đồ sau này của cô ấy và cả nhà họ Mai. Về đến nhà, phòng khách tối đen không bật đèn và cũng không có một bàn đồ ăn thơm nức. Cô bé đang nằm cuộn mình ở trên ghế sofa, trên mặt nước mắt vẫn chưa khô mà đã ngủ thiếp đi.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô ấy, trong lòng bắt đầu thấy thương xót, lấy ra một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ấy. Cô bé giật mình thức dậy, vừa thấy Hạ Tưởng liền xà vào lòng hắn mà khóc thút thít. Hạ Tưởng ôm chặt cô ấy vội vàng dỗ dành. Làm sao vậy, sao tự nhiên lại khóc, bị mất phí tiền hay là lại bị người khác xem là cô bé nữa rồi? Hoặc là có bà cụ nào muốn giới thiệu bạn trai cho em à? Cách này của Hạ Tưởng quả nhiên hiệu nghiệm, cô bé, khịt, một tiếng lại nín khóc mỉm cười. Ghét anh thật, em không vui thì tự mình muốn khóc một chút anh cũng quản, anh thật là. Anh không hiểu chuyện của phụ nữ, có đôi khi cũng tự dưng muốn khóc. Khóc cũng tốt, có chuyện gì cứ giấu ở trong lòng mãi cũng không tốt, lâu dần sẽ sinh bệnh. Em có biết vì sao phụ nữ lại sống lâu hơn đàn ông không? Chính là vì phụ nữ biết khóc, khi khóc thì sẽ khóc trôi hết mọi phiền não và ưu sầu, còn đàn ông thì khác, đàn ông có chuyện buồn thì chỉ để trong lòng, dần dần tích tụ thành bệnh. Nào, khóc tiếp đi, khóc to một chút, anh đi lấy cái bát để hứng nước mắt của em xem có thể chảy được bao nhiêu. Em đánh anh. Cô bé bị chọc tức, nhảy dựng lên, thoáng cái đã tóm được Hạ Tưởng đấm đánh vào ngực hắn. Anh không dỗ dành em mà còn muốn em lớn tiếng khóc, anh thật không có lương tâm. Chẳng biết quan tâm đến người khác chút nào cả. Hạ Tưởng cười ha hả không ngừng. Anh quan tâm em đấy chứ, thế mới khiến cho em vừa khóc đã cười rồi. Anh mà không quan tâm tới em thì sao lại cho em dựa dẫm vào người anh? Xem anh đối với em tốt đến vậy cơ mà, em nặng như vậy mà anh còn bồng cả em nữa này. Đôi chân của bé đặt ở hông Hạ Tưởng, hai tay ôm cổ hắn, cứ như một chú gấu leo cây mà quấn quýt lấy Hạ Tưởng. Cô ấy kề sát bên tai Hạ Tưởng thủ thỉ nói. Em đâu có nặng bằng anh, ảnh cứ đè ở trên người em, để em đè anh lại một lần có được không? Cô bé cũng là mới bắt đầu biết khơi gợi, Hạ Tưởng liền ôm cô bé xoay vài vòng rồi hỏi. Nói xem, sao lại khóc? Không vì sao cả, chỉ là muốn khóc thôi, không nói cho anh biết. Nói cho anh nghe đi, anh có thể giúp em nghĩ ra cách. Không muốn nói mà. Vì sao? Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là em thấy em cũng nên sinh cho anh một đứa con, có đúng không? Cô bé cuối cùng cũng đã nói ra tâm sự, bỗng nhiên lại tươi cười. Anh nói xem, chúng ta sinh con trai hay là con gái thì tốt? Em thấy vẫn là con gái tốt hơn, con gái như là cái áo bông bên người của mẹ. Hạ Tưởng đã hiểu, chắc chắn là cô bé đã biết chuyện Liên Nhược Hạm sắp sinh con sau đó lại nghĩ tới việc mình vẫn chưa mang thai. Mà lần trước mang thai thì lại là mừng hụt nên khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ khác. Hạ Tưởng cũng không biết nên khuyên cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn không chủ động nói ra mối liên hệ giữa cô ấy với Liên Nhược Hạm, nên hắn cũng vẫn không lật tẩy. Suy nghĩ một chút hắn liền nói. Em muốn có con gái thì con gái vậy, đừng có vội, chỉ cần hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể thực hiện kế hoạch tạo ra người kế tục, hơn nữa 2 năm nữa em có con cũng không muộn mà. Có sớm đỡ phải lo, lần trước về Đan Thành mẹ cũng có nói. Chẳng hiểu được những người bây giờ đều muốn có con muộn, thực ra có con sớm một chút thì tốt hơn, nếu không đến lúc đó sợ chẳng những khó nuôi chúng lớn khôn mà còn rất mệt nữa. Hạ Tưởng chỉ nghe nói là có cô con dâu của nhà ai đó không muốn sinh con khiến hai vợ chồng mâu thuẫn. Không ngờ rằng mình đã cưới một người vợ nóng lòng muốn sinh con, đúng thật là mỗi nhà có một hạnh phúc riêng. Được rồi, anh hứa với em. Hạ Tưởng đưa mắt nhìn vào cái bàn trống rỗng. Anh đói bụng rồi, không có ai nấu cơm cho anh đành phải đi ra ngoài ăn thôi. Có một câu nói rất đúng, vợ ở nhà có đồ ăn sẵn, vợ không ở nhà thì ăn bánh nướng. Đi thôi, anh thật là mất hứng, chúng ta sẽ cùng đi ăn bữa tối dưới ánh nến được không? Không được. Vì sao? Ngọn nến gây ô nhiễm môi trường, lại có hại đối với con người. Anh, xem em có đánh anh không? Hạ Tưởng vẫn đưa Tào Thù Lê đi ăn bữa tối dưới những ngọn nến và chọn một nhà hàng món Âu thật lãng mạn. Tào Thù Lê trước và sau khi kết hôn không có gì khác biệt, trái lại sắc mặt càng hồng hào, nét mặt tỏa sáng, nhìn vào vẫn là một cô sinh viên rất xinh đẹp, đáng yêu, dường như không bao giờ lớn lên. Hạ Tưởng đi toilet một lát, lúc quay lại thì phát hiện có một thanh niên đang đứng trước mặt Tào Thù Lê, trên tay cầm một đóa hoa hồng đang muốn ngỏ lời. Rõ ràng em là sinh viên đại học. Đừng gạt anh nữa, chắc chắn là em chưa kết hôn, ánh mắt của anh rất siêu phàm có phải phụ nữ đã kết hôn hay không anh chỉ cần nhìn sơ là có thể biết được, hãy nể mặt anh mà nhận đóa hoa này được không? Cảm ơn em. Đúng là khá nho nhã, lễ độ,
dù là thật lòng hay giả bộ thì cũng rất giống như một thân sĩ. Hạ Tưởng cũng lấy một bông hoa hồng từ tay nhân viên phục vụ và đi tới trước mặt Tào Thù Lê, đưa hoa hồng về phía trước nói. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là đã thích em rồi, em là nữ thần trong lòng anh, là người mà chọn đời anh muốn theo đuổi, em có thể đồng ý yêu anh không? Tào Thù Lê nhịn cười, cắn môi nhìn chàng trai bên cạnh, lại nhìn Hạ Tưởng dường như đang do dự là nên chọn người nào. Người thanh niên cũng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi sửa sang quần áo một chút, vẻ mặt đầy kiêu ngạo mà nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Hạ Tưởng cũng lễ phép gật đầu đáp lại, sau đó lại nói. Không cần phải do dự, anh chính là sự lựa chọn mà em không thể bỏ qua trong đời. Tào Thù Lê dường như hạ quyết tâm khẽ gật đầu. Được rồi, em sẽ chấp nhận lời cầu xin của anh. Người thanh niên ở bên rất bất ngờ, tỏ ra bất mãn nói. Dựa vào cái gì mà lại chọn anh ta mà không phải anh? Anh đến trước anh ta, so với anh ta thì anh đẹp trai hơn và cũng thành tâm hơn, em phải cho anh một lý do để anh có thể phục đi. Tào Thù Lê đứng dậy, vòng tay vào cánh tay của Hạ Tưởng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người thanh niên nói. Không có lý do, yêu thì không cần lý do. Hạ Tưởng cũng liền phối hợp với cô ấy, dịu dàng nói. Em yêu, chúng ta kết hôn đi, được không? Được. Em đồng ý lấy anh. Người thanh niên ngửa mặt lên trời thở dài. Trời ơi, trên đời này lại thật sự có tiếng sét ái tình như vậy sao? Tôi không cam tâm, tôi có nhà có xe, bề ngoài lại đẹp trai lại là con nhà giàu sao lại có thể thất bại cơ chứ? Bữa tối dưới ánh nến ăn không thành, Hạ Tưởng lại đưa Tào Thù Lê đi ăn lẩu. Khi về đến nhà Tào Thù Lê vẫn còn rất vui, cười mãi không ngừng. Trưa thứ năm, Hạ Tưởng đột nhiên nhận được điện thoại của Phạm Tranh. Giọng Phạm Tranh thân thiết mà không kém phần nhiệt tình. Hạ Tưởng, em Hồ Hán Tam một này đã trở lại, ha ha. Thế nào buổi tối có thời gian gặp mặt không? Một, Hồ Hán Tam, một nhân vật trong phim, Thiểm Thiểm Đích Hồng Tinh, từ thập niên 70. Mọi chuyện tới rất nhanh, Hạ Tưởng mừng thầm. Việc tiếp xúc với Phạm Duệ Hằng phải thật cẩn thận, may là Phạm Tranh con trai của ông ta không có ý đồ như Cao Kiến Viễn. Tuy nhiên ngẫm lại Phạm Duệ Hằng cũng là một nhân vật lợi hại. Biết rõ sự thất thế của Cao Kiến Viễn là có liên quan tới mình mà còn dám để Phạm Tranh qua lại với mình. Không phải ông ta tự tin là hoàn toàn có thể khống chế mình mà ông ta cho rằng vì quyền lợi chung, bản thân sẽ không làm những việc mất đi lý trí. Hạ Tưởng cười như tự chế giễu, ai bảo Phạm Duệ Hằng khiêm tốn, ông ta chẳng qua là không để lộ bộ mặt thật thôi. Ông ta cũng nhìn thấu được mình. Tuy rằng năm đó việc mình đối phó với Cao Thành Tùng là từ trước tới nay chưa từng có nhưng trước khác nay khác, mình và Phạm Duệ Hằng vừa không có xung đột về lợi ích lại không có thù hận, ngược lại còn phải đối mặt với các đối thủ chung nên cũng có cơ sở để hợp tác. Hạ Tưởng liền hẹn với Phạm Tranh buổi tối sẽ gặp mặt ở Tiểu Trúc Tiên. Phạm Tranh cảm thấy khó hiểu đối với việc Hạ Tưởng hẹn gặp y ở một quán cháo, tuy nhiên cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, liền đồng ý. Sau đó Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Tề Á Nam. Á Nam, buổi tối có thời gian không? Được, vậy buổi tối 7 giờ gặp nhau ở Tiểu Trúc Tiên. Được, cậu cứ sắp xếp phòng đi. Hạ Tưởng cũng không đến đón Phạm Tranh mà một mình đến Tiểu Trúc Tiên trước, Tề Á Nam đã đặt sẵn phòng và còn đến sớm hơn hắn một bước. Vào đến phòng, Hạ Tưởng cũng không khách sáo đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Trung tâm tắm gội chuẩn bị thế nào rồi? Có nghĩ được tên gì chưa? Tên thì cũng nghĩ được rồi, gọi là Bá Tước. Công tác chuẩn bị ban đầu cũng đã sẵn sàng, dưới sự giúp đỡ của trưởng ban thư ký Trịnh thì mọi việc vốn rất suôn sẻ, nhưng thủ tục cuối cùng thì kẹt lại ở thành phố. Bây giờ đã hơn nửa tháng mà không có một chút tin tức gì cả, nghe trưởng ban thư ký Trịnh nói là đang ở trong tay phó thị trưởng Đàm. Hạ Tưởng nghe xong lắc đầu cười. Nằm trong dự kiến, không cần vội, cứ để cho phó thị trưởng Đàm gây khó dễ vài ngày, tự sẽ có người đứng ra giải quyết giúp anh. Tề Á Nam thấy Hạ Tưởng tỏ ra chắc chắn nên cũng không nói gì thêm và hỏi. Dường như anh và trưởng ban thư ký Trịnh không quen nhau lắm. Trưởng ban thư ký Trịnh nói, ông ta đối với anh có ấn tượng khá sâu sắc. Đàm Long và Hạ Tưởng có bất hòa, trong lòng Tề Á Nam cũng biết, Hạ Tưởng nói có người ra mặt thì y tuyệt đối tin tưởng. Với những mối quan hệ của Hạ Tưởng ở trong thành ủy của thành phố Yến thì hắn chỉ cần mở miệng là nhất định sẽ có nhân vật quan trọng ra mặt hòa giải. Lát nữa sẽ giới thiệu một người bạn cho anh làm quen, cũng không lớn tuổi có thể cùng anh trở thành bạn bè, đều là người trẻ tuổi chắc chắn là sẽ có tiếng nói chung.
Hạ Tưởng đã tiết lộ một chút thông tin cho Tề Á Nam và cũng không nói quá nhiều, hắn không thể bắt Tề Á Nam phải miễn cưỡng làm việc gì, chỉ có thể ở giữa giật dây, xem phản ứng của Tề Á Nam. Không bao lâu sau, Phạm Tranh cũng tới. Phạm Tranh không thay đổi gì nhiều, hơi béo một chút và cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, vừa thấy Hạ Tưởng liền vui mừng hớn hở nói. Ở Bắc Kinh 2 năm, người bạn mà em nhớ nhất ở thành phố Yến lại là anh, thật là kỳ lạ. Anh Hạ, sau khi em trở về cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho anh, người bạn gặp mặt đầu tiên cũng chính là anh, thế nào, vậy có phải bạn chí cốt không? Có thể nói Phạm Tranh quả thật đã trưởng thành hơn nhiều, biết cách nói chuyện hơn, khéo léo tạo mối quan hệ thân thiết với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhiệt tình mà bắt tay với Phạm Tranh, sau đó giới thiệu y với Tề Á Nam để làm quen với nhau. Chương 429, mọi chuyện theo đà phát triển. Phạm Tranh nghe thấy Tề Á Nam là con của Tề Đông Lai ở tập đoàn Tề Thị, trong lòng như hiểu được vài phần, đưa mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Hạ Tưởng vẫn thản nhiên mà giới thiệu Phạm Tranh. Đây là Phạm Tranh, là học trò của Cốc Nho. Hạ Tưởng cố ý không giới thiệu thân phận của Phạm Tranh chính là để lại một chút đường thoái lui, lát nữa trò chuyện không được đỡ phải xấu hổ. Tuy nhiên tiếng tăm của Cốc Nho quả thật rất lớn, ngay cả Tề Á Nam nghe xong cũng lập tức kính nể y hẳn lên nói. Cốc Nho là một nhà kinh tế học rất có tiếng tăm ở trong nước, Phạm tiên sinh thân là học trò của giáo sư Cốc chắc chắn là người có tài lớn. Trên mặt Phạm Tranh không khỏi toát ra vẻ vui sướng, xua tay nói. Đâu có, đem so tôi với giáo sư Cốc thì tôi còn kém xa, chẳng bằng một phần của giáo sư. Á Nam, cứ gọi tôi là Phạm Tranh là được rồi, chúng ta đều là bạn của anh Hạ, đừng coi như là người xa lạ. Sau khi hàn huyên thì lần lượt ngồi xuống. Phạm Tranh khăng khăng mời Hạ Tưởng ngồi vào ghế chủ tọa. Tề Á Nam cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng Phạm Tranh chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường, có thể đã sớm biết Hạ Tưởng, hôm nay ngồi lại với nhau xem ra cũng là để quen biết, không phải chuyện gì quan trọng. Hạ Tưởng phụ trách gọi món ăn, tất cả đều là những món đạm bạc, vài món ăn nhẹ, mấy đĩa dưa muối, còn có mấy bát cháo, Phạm Tranh biết ý đồ của Hạ Tưởng nên cũng không có bắt bẻ gì. Tề Á Nam đã gặp quá nhiều sơn hào hải vị nên đối với việc ăn uống cũng không quá để ý. Ba người nói đùa vài câu rồi bắt đầu ăn, Hạ Tưởng đem ba đĩa dưa muối để riêng ra rồi nói. Ăn thịt cá nhiều rồi, giờ ăn thử chút dưa muối mùi vị cũng không tồi, hơn nữa cũng nhiều dinh dưỡng. Chủ yếu tốt là ở chỗ ăn vào còn có lợi cho sức khỏe lại có thể tẩy sạch dầu mỡ thừa ở trong dạ dày. Hóa ra anh Hạ còn là chuyên gia dinh dưỡng nữa. Ha ha, anh nói rất có lý. Phạm Tranh chen vào nói. Đúng rồi, đã ăn quen đồ dầu mỡ rồi bây giờ được ăn cháo với dưa muối, mùi vị cũng không tồi, rất đặc sắc. Tề Á Nam cũng phụ họa theo. Đúng vậy, quả thật không tồi. Tôi thật không hiểu, bình thường không biết là ăn cháo và dưa muối lại ngon như vậy. Hôm nay có lòng thử thì không ngờ ăn cháo cùng với dưa muối lại có một hương vị khác, thực không đơn giản chút nào. Tiệm này nấu cháo có tay nghề. So với tay nghề của đầu bếp ở khách sạn chúng tôi cũng không hề thua kém. Cháo là do quán ăn tự nấu, dưa muối thì không phải, mà được mua từ xưởng rau ngâm. Hạ Tưởng muốn thừa cơ nói ra chủ đề chính. Á Nam, anh nếm thử chút dưa muối xem, so với dưa muối của khách sạn tự chế biến thì có gì khác biệt không? Tập đoàn Tề thì lấy việc kinh doanh khách sạn là công việc chính. Khách sạn đều cung cấp bữa sáng tất nhiên là có cháo. Có cháo thì nhất định có kèm theo dưa muối. Bình thường các nhà hàng lớn đều là tự chế biến dưa muối, thứ nhất là tươi ngon, thứ hai là cũng có lợi ích thực tế. Tề Á Nam liền cố tình nếm thử vài miếng, nhấm nháp một lát rồi gật đầu nói. Dưa muối này là rau ngâm dùng cách thức truyền thống để chế biến, vị có hơi mặn một chút nhưng lại rất giòn, hơn nữa mùi vị rất ngon, nhược điểm duy nhất là những vị khách miền Nam có khẩu vị hơi nhạt có lẽ sẽ không thích cho lắm. Tề Á Nam xuất thân từ kinh doanh khách sạn nên có lời bình rất đúng, Hạ Tưởng liền tiện thể hỏi. Nếu các khách sạn của tập đoàn Tề Thị đều chuyển sang dùng thương hiệu dưa muối này thì anh nói có thể tạo ấn tượng gì cho thực khách không? Tề Á Nam hơi trầm ngâm. Sự cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn rất quyết liệt, rất nhiều chi tiết nhỏ có thể quyết định thành bại. Đề nghị của trưởng phòng Hạ rất có tầm nhìn. Nếu đổi toàn bộ sang thương hiệu dưa muối này thì ít nhất có thể để đại đa số khách ở phương Bắc có thể tự trải nghiệm bữa ăn sáng tốt hơn nhưng... Y có chút khó hiểu mà nhìn Hạ Tưởng một cái, đoán không ra ý đồ của Hạ Tưởng, suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Như vậy kinh phí sẽ tăng lên không ít.
Nếu việc đầu tư và sản xuất tỷ lệ thuận với nhau thì cũng đáng để thử. Hạ Tưởng lại nói tiếp, hắn buông đũa xuống, ngồi thẳng lưng. Tôi không hiểu việc quản lý kinh doanh khách sạn, nhưng tôi biết yêu cầu của khách đối với bữa sáng tuy không cao nhưng ấn tượng về bữa sáng lại hết sức quan trọng, vì sao lại vậy? Bởi vì bữa sáng là miễn phí, mặc dù chỉ trên danh nghĩa, nhưng bữa sáng mà làm không tốt sẽ khiến khách cảm thấy khách sạn quá kém. Nếu tất cả các khách sạn của tập đoàn Tề Thị đều thống nhất dùng một loại dưa muối sẽ có khẩu vị giống nhau, dù sao đầu bếp khác nhau dưa muối làm ra chắc chắn sẽ có hương vị khác nhau. Nếu hương vị giống nhau thì chẳng những có thể nâng cao hình ảnh của tập đoàn và cũng sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy được năng lực của Tề Thị. Tề Á Nam không nói lời nào, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Nói đúng lắm, trước kia tôi cũng đã khảo sát khách sạn của rất nhiều tập đoàn ở phía Nam. Bọn họ chẳng những dùng dép lê và khăn mặt được sản xuất ở cùng một xưởng, ngay cả kem đánh răng, bàn chải đánh răng toàn bộ cũng là sử dụng cùng một thương hiệu, có rất nhiều chi tiết nhỏ đều làm tốt hơn so với Tề Thị chúng tôi. Việc kinh doanh khách sạn nếu có phần cứng giống nhau thì sẽ so nhau về phần mềm. Ở phương diện phục vụ, ai cũng không để thua kém người khác, xét sâu hơn sẽ thấy hơn thua trong những chi tiết nhỏ. Phạm Tranh ha hả cười. Cổ nhiên là sự hiểu biết có trong thực tiễn. Hai vị bàn luận khiến tôi là một nghiên cứu sinh về kinh tế cũng cảm thấy không bằng, cảm giác có nhiều kiến thức quả thật chỉ là lý luận suông, nếu muốn ứng dụng kiến thức vào cuộc sống và thực tế thì phải có đầu óc kinh doanh thật xuất sắc. Y vừa nói vừa ăn thêm mấy miếng dưa muối, chậc chậc vài tiếng. Ăn rất ngon, cũng không kém gì dưa muối ở Lục Tất Cư, nhưng lại không phải là hương vị của Lục Tất Cư. Anh Hạ, là thương hiệu gì vậy? Quả thật so với trước kia thì Phạm Tranh đã có mắt quan sát hơn và cũng có trình độ dẫn dắt khéo léo. Ai nói trường học không thể tạo nên nhân tài, Phạm Tranh sau khi đi học mấy năm, mức độ trưởng thành nhanh hơn so với tưởng tượng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng có chút kỳ vọng trong việc hợp tác cùng Phạm Tranh. Sau ngâm mậu thịnh của thành phố Bảo, Hạ Tưởng thờ ơ nói ra chủ đề chính của ngày hôm nay. Tề Á Nam khẽ mỉm cười, lại cầm lấy chiếc đũa nếm thử dưa muối rồi nói. Cô thật không tệ, sau khi trở về tôi sẽ bảo người phụ trách nghiên cứu lại. Tất cả khách sạn của tập đoàn Tề Thị sẽ toàn bộ sử dụng dưa muối Mậu Thịnh. Hạ Tưởng thấy Tề Á Nam phản ứng rất nhanh, và cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền mỉm cười. Á Nam đừng hiểu lầm, tôi không phải mời anh đến đây để chào hàng về rau ngâm Mậu Thịnh, ngược lại tôi còn muốn anh giúp tôi nghĩ ra cách để mở rộng nguồn tiêu thụ dưa muối Mậu Thịnh. Một tập đoàn Tề Thị cũng ăn không được là bao. Sản lượng tiêu thụ còn thua xa so với suy nghĩ của tôi. Tào Vĩnh Quốc là bí thư thành ủy của thành phố Bảo, Tề Á Nam đương nhiên hiểu rất rõ. Cho nên khi Hạ Tưởng nhắc tới rau ngâm Mậu Thịnh của thành phố Bảo, y liền cho rằng Hạ Tưởng là có ý muốn tập đoàn Tề Thị đổi toàn bộ dưa muối trong bữa sáng thành dưa muối của Mậu Thịnh. Tính sơ thì trong một năm cũng không mất hơn vài trăm ngàn tệ, chỉ là chuyện nhỏ. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc vì một việc nhỏ ấy mà Hạ Tưởng phải nói vòng vo mãi. Thật không giống với tính cách của hắn. Hóa ra là Hạ Tưởng có ý đồ khác, hắn liền cười cười. Đừng thấy dưa muối không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng thắng là ở số lượng lớn. Trong phạm vi toàn tỉnh không tính các quán ăn nhỏ, chỉ tính nhà hàng lớn thì số lượng tiêu thụ cũng sẽ rất lớn. Đương nhiên theo suy tính của tôi, thị trường lớn nhất của dưa muối vẫn chính là ở các chợ, vẫn là những người dân thường ăn nhiều nhất. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Đóng gói lại đẹp một chút. Nếu chiếm lĩnh được toàn bộ các siêu thị lớn trong toàn tỉnh thì anh nói xem sản lượng tiêu thụ có thể tăng thêm bao nhiêu. Tề Á Nam nhìn Phạm Tranh một cái, Phạm Tranh khoát tay. Anh Á Nam nói đi, anh là người trong nghề còn tôi là học sinh, ha ha, tôi đoán sản lượng tiêu thụ sẽ tăng gấp đôi. Tề Á Nam cúi đầu suy nghĩ rồi đánh bạo nói. Không chỉ là gấp đôi đâu. Hạ Tưởng gõ nhẹ lên bàn. Thật là bảo thủ. Theo tôi thì ít nhất có thể tăng gấp 5 lần trở lên, hơn nữa nhà máy dưa muối không nhất định chỉ tiêu thụ mỗi dưa muối, còn có thể sản xuất tương vừng, tương mì, nước tương và chao. Có thể nói nếu mở rộng thị trường với quy mô lớn thì triển vọng sẽ rất lớn. Rốt cục Phạm Tranh đã tìm được cơ hội nói chuyện, liền tiếp lời. Hiện tại giá trị sản lượng tiêu thụ hàng năm của dưa muối Mậu Thịnh hơn 10 triệu tệ, nếu có thể đạt được hơn 50 triệu tệ thì lợi nhuận có thể sẽ rất lớn. Chủ yếu bây giờ là mới đạt sản lượng hơn 10 triệu tệ, nếu đầu tư thì vài triệu là được rồi. Bây giờ tôi chỉ có trong tay hơn 1 triệu tệ, xem chừng nếu đem đi bàn chuyện hợp tác với dưa muối Mậu Thịnh thì đối phương sẽ không xem ra gì.
Tề Á Nam đã hiểu rõ Hạ Tưởng muốn làm người trung gian, muốn để y đầu tư vào nhà máy làm dưa muối, nhưng lại nói là ý của Phạm Tranh đưa ra, chắc chắn là Phạm Tranh muốn cùng y hợp tác. Mặc dù y cũng không rõ Phạm Tranh là ai, nhưng nếu Hạ Tưởng đã ra mặt thì chỉ dựa vào thể diện của Hạ Tưởng cũng đã đáng giá mấy triệu rồi. Tề Á Nam cũng không do dự, lập tức nói. Nghe trưởng phòng Hạ nói thì nhà máy làm dưa muối quả thật có triển vọng lớn. Nhưng tập đoàn Tề thị gần đây không thể chuyên tâm đầu tư vào nhà máy làm dưa muối. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân bỏ ra 5 triệu tệ, tuy nhiên công việc của tôi cũng rất bận rộn, không thể thoát thân, chi bằng giao cho cậu em Phạm đây triển khai hoạt động tôi đỡ phải nhiều việc. Cậu em Phạm đây thì bỏ công sức ra, về việc chia phần thì 50-50 là được rồi. Phần tình nghĩa này có giá không nhỏ, bỏ ra 5 triệu cộng thêm 1 triệu của Phạm Tranh tổng cộng 6 triệu mà chỉ cần chia một nửa, cũng tương đương với việc trực tiếp tặng không Phạm Tranh 2 triệu tệ. Đương nhiên chỉ là trên cổ phần, một khi sản lượng tiêu thụ tăng lên thì 2 triệu đó có thể biến thành 20 triệu. Phạm Tranh vội xua tay. Thế thật ngại quá, Á Nam quá khách khí rồi. Anh Hạ, anh nói với Á Nam đi, anh ấy không thể làm vậy, nếu không sẽ phải chịu thiệt. Hạ Tưởng hài lòng mà mỉm cười. Hắn hài lòng vì hai điều. Thứ nhất là Tề Á Nam sẽ làm việc, chỉ vì nể mặt hắn đã trực tiếp bỏ ra 5 triệu vốn đầu tư, cũng đáng để kết bạn, hơn nữa chỉ bỏ ra chứ không đòi hỏi thành quả, rõ ràng là không trông cậy 5 triệu tệ sẽ được thu hồi. Thứ hai là Phạm Tranh rất biết đối nhân xử thế, ăn nói rất đàng hoàng khiến người khác không cảm thấy sự kiêu ngạo. Nếu cậu ta tỏ rõ thân phận của mình, và có thái độ ăn trên ngồi trước thì cũng sẽ không có ai vì y là công tử của chủ tịch tỉnh mà trực tiếp cho y 5 triệu tệ. Hạ Tưởng đã rất vừa lòng với kết quả ngày hôm nay. Anh kính tôi nhường mới là đạo lý hợp tác lâu dài. Nếu Á Nam đã có lòng, thì cứ quyết định như vậy đi. Tôi cũng sẽ góp một phần sức của mình, mọi người cùng nhau làm tốt. Đầu tiên tôi sẽ phụ trách việc liên lạc với thành phố bảo bàn chuyện hợp tác. Tiếp theo cũng sẽ hỗ trợ mở ra nguồn tiêu thụ ở các siêu thị trên toàn tỉnh. Sao Ngâm Mậu Thịnh là một trong những nhà máy trọng điểm của thành phố Bảo, cũng là nhà máy trọng điểm trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Việc đầu tư của hai vị cũng tương đương như đã giúp tôi một tay, dù sao tôi cũng là một trong những người phụ trách trong tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng cười ha hả nói, lại nhìn về phía Phạm Tranh. Về phần hướng tới việc mở rộng ra toàn bộ các nhà hàng ở trong tỉnh thì lại là một vấn đề khó khăn. Cậu có thể xin ý kiến của chủ tịch tỉnh Phạm, ông ấy sẽ cho những ý kiến rất hay. Phạm Tranh lắc đầu cười. Thôi quên đi, em cũng không dám mở miệng với ba em đâu, ông ấy nhất định sẽ phản đối việc em kinh doanh. Em cũng đã nhiều lần nhấn mạnh là muốn kinh doanh chân chính, tất cả sẽ hướng tới hiệu quả và lợi ích của thị trường, tuyệt đối không dựa vào các thủ đoạn bất chính. Ông ấy vẫn không chịu, nói là dù sao ông ấy cũng là chủ tịch tỉnh, em là con của ông ấy thì nên tránh những hiểm nghi. Không nói nữa, em không tin dựa vào bản lĩnh của chính mình lại không thể tìm được một đường đi riêng. Hơn nữa em đã có anh Hạ và Á Nam trợ giúp, chắc chắn là sẽ thành công. Tề Á Nam đang dùng chiếc đũa gắp một miếng dưa muối, run tay làm rơi miếng dưa muối trên bàn. Cậu ta cũng không để ý là mình lại gắp miếng dưa muối ở trên bàn lên rồi đưa lên miệng nhai. Thầm nghĩ thấy nguy hiểm thật. Nếu có chút do dự mà không chịu bỏ tiền ra thì sẽ đánh mất cơ hội kết giao với công tử của chủ tịch tỉnh. Trưởng phòng Hạ này hay thật, trước đó đã không nói ra, nhưng cũng không nên đùa người khác như vậy. Nếu từ sớm nói ra đây là công tử của chủ tịch tỉnh thì đâu cần phải hao tổn công sức đánh đường vòng như vậy, trực tiếp nói ra là được rồi. Hiện nay có rất nhiều cán bộ đều là công khai nói giá, muốn xử lý bao nhiêu chuyện thì sẽ thu từng ấy tiền. Tim của Tề Á Nam đập thình thịch không ngừng. Có thể kết bạn và tiếp cận với công tử của chủ tịch tỉnh thì sẽ có lợi cho chiến lược phát triển trên toàn tỉnh của tập đoàn Tề thị sau này. Hạ Tưởng đã âm thầm tặng y một món quà lớn như vậy mà còn có ý không lên tiếng, khiến y cam tâm tình nguyện. Y suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra, Hạ Tưởng không phải cố ý giấu giếm y, cũng không phải muốn kiểm tra sự thành tâm của y mà là muốn y chủ động thể hiện thiện ý với Phạm Tranh trong tình huống không hề biết trước. 5 triệu tệ bây giờ cũng tương đương với 20 triệu tệ khi đã biết thân phận của cậu ta. Bởi vì nếu đã biết thân phận của Phạm Tranh chắc sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn và sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ khác. Hiện giờ lại khác, bây giờ vì không biết rõ Phạm Tranh là người như thế nào, liền mở miệng bỏ ra 5 triệu tệ tương đương việc tán thành với anh ta, tán thành năng lực của anh ta và cũng vì nể mặt Hạ Tưởng, đây đúng là một kết quả đáng vui mừng.
sự cảm kích của Tề Á Nam đối với Hạ Tưởng không lời nào có thể diễn tả. Nghĩ tới việc từ lúc quen biết Hạ Tưởng tới nay, Hạ Tưởng đã giúp y mà lại gần như không yêu cầu y làm gì cả, càng không giống như những cán bộ khác trực tiếp đòi phải đền ơn, trong lòng càng thêm kính nể hắn hơn. Tề Á Nam mặt tươi cười. Trưởng phòng Hạ, thật không thể ngờ, sao anh không nói sớm. Cậu em Phạm, à không, Phạm tiên sinh là công tử của chủ tịch tỉnh Phạm, khiến tôi thất lễ quá. Hạ Tưởng không nói gì, cười nhìn Phạm Tranh. Phạm Tranh cười xua tay. Xem kìa, Á Nam lại tỏ ra xa lạ rồi, sao lại gọi là Phạm tiên sinh? Gọi là cậu em Phạm nghe hay hơn, em cũng thích nghe, về sau phải gọi em là cậu em Phạm, nếu không em sẽ không nói chuyện với anh đâu. Khi nói chuyện, y nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Anh Hạ không cho em nói cũng là muốn em tự mình làm nên việc, không muốn mọi chuyện đều phải dựa vào ba em. Sau này chúng ta là bạn của nhau, có nạn cùng chịu, có tiền cùng kiếm. Tề Á Nam vẫn không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Y biết sau việc này chẳng những mình đã cho Hạ Tưởng thể diện, được Hạ Tưởng thêm tán thành, ngay cả Phạm Tranh cũng tiếp nhận y, mà y chỉ bỏ ra có 5 triệu tệ, thật là đáng giá. Cho dù 5 triệu tệ có đổ sông đổ bể thì y cũng không oán hận một câu. Điều Tề Á Nam không ngờ chính là không bao lâu sau, 5 triệu tệ mà y đầu tư đã cho y niềm vui bất ngờ. Chẳng những khiến y và Phạm Tranh được buộc chặt với nhau mà còn khiến Hạ Tưởng nhìn y với con mắt khác, đồng thời còn được đền đáp một phần lợi nhuận rất lớn. Từ đó, Tề Á Nam càng khâm phục Hạ Tưởng hơn tới trên cả mức độ đạo đức. Hạ Tưởng đã làm người trung gian trong sự hợp tác giữa Tề Á Nam và Phạm Tranh và cũng khiến Phạm Tranh hết sức hài lòng. Nếu ngay từ đầu Hạ Tưởng nói ra thân phận của cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không có một niềm vui bất ngờ. Cho dù Tề Á Nam có đồng ý bỏ ra một khoản tiền cũng là vì nể mặt ba của cậu ấy là chủ tịch tỉnh, và cho rằng sẽ có lợi về sau chứ không phải thật tâm muốn kết bạn với y. Cuối cùng Hạ Tưởng mới nói ra thân phận của cậu ấy, như thêm màu vào bức vẽ, khiến cậu ấy rất hài lòng, trong lòng luôn tán thưởng về sự khéo léo của Hạ Tưởng. Vừa khiến đối phương bỏ tiền ra lại khiến đối phương tâm phục khẩu phục, mới là người có tài thật sự. Ngay từ đầu mà nói rõ thân phận thì Tề Á Nam sẽ không tỉ mỉ phân tích về tương lai của thị trường, sẽ không dùng thái độ hợp tác để bỏ tiền ra, mà là bỏ tiền dưới góc độ thu mua, tính chất hoàn toàn khác nhau. Phạm Duệ Hằng cũng luôn dặn dò hắn không được theo vết xe đổ của Cao Kiến Viễn, phải theo nguyên tắc trên thị trường, có sự chiếu cố thích hợp, nhưng cuối cùng phải hướng tới hiệu quả và lợi ích của thị trường, nếu không ông ấy thà không cho Phạm Tranh làm kinh doanh. Hạ Tưởng hiểu rõ lòng người. Cũng biết rõ tâm tư của Phạm Duệ Hằng, cho nên hắn mới nhọc tâm để khiến Tề Á Nam bỏ vốn ra. Đương nhiên, Hạ Tưởng đã dựa vào nhận định của mình là dự án về nhà máy dưa muối có thể kiếm ra tiền, sẽ không để Tề Á Nam phải chịu thiệt, và cũng khiến Phạm Tranh có cái lợi. Hơn nữa cũng có thể đẩy mạnh tiến trình của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, một công đôi chuyện. Tuy rằng thành phố Bảo còn có rất nhiều dự án rất có triển vọng, ví dụ như bình ắc quy Phong Thuận, và dự án pin năng lượng mặt trời. Nhưng bởi vì vốn đầu tư lớn lại thấy hiệu quả chậm, không thích hợp để Phạm Tranh bắt tay vào. Giai đoạn hiện nay Phạm Tranh không có nhiều vốn, Phạm Duệ Hằng lại ám chỉ không thể dùng thủ đoạn để lừa bịp người khác. Đương nhiên cho dù Phạm Duệ Hằng có đồng ý thì Hạ Tưởng cũng sẽ không nối giáo cho giặc, nên chỉ có thể bắt tay từ chỗ nhỏ, dùng ít để thắng lớn mà từ từ phát triển lên. Vậy cũng tốt, ban đầu Hạ Tưởng cũng có một phen vã mồ hôi, cho rằng trước kia Phạm Tranh cùng Cao Kiến Viễn có chơi bất động sản. Tầm nhìn cao rồi sẽ không xem mấy triệu ra gì. Không ngờ rằng Phạm Tranh học 2 năm kinh tế học thì người có trưởng thành hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn, đã tiến bộ không ít. Hạ Tưởng và Phạm Tranh đứng ở cửa nhìn xe Tề Á Nam đi xa. Phạm Tranh vỗ vỗ vai Hạ Tưởng xúc động nói. Lâu ngày mới biết được lòng người. Anh Hạ, thật là tốt quá, em sẽ coi anh là bạn của em. Về sau anh cũng đừng coi em là công tử của chủ tịch tỉnh. Cứ coi em như là bạn học của anh. Tuy em nhỏ hơn anh, nhưng em vào học trước nên anh phải gọi em là sư huynh, à về sau chúng ta sẽ là đồng môn, hơn nữa tính tình lại hợp nhau, có thể trở thành bạn tốt được không nhỉ? Câu nói này của Phạm Tranh đã chứng thực lời hứa của Phạm Duệ Hằng trước đó. Có điều lúc ấy Phạm Duệ Hằng chỉ nói để tung ra miếng mồi, ông ta có thật sự muốn giới thiệu Hạ Tưởng với Cốc Nho hay không, còn phải xem Hạ Tưởng có làm tốt mọi chuyện hay không. Bây giờ lại nghe được Phạm Tranh tự xưng là sư huynh, Hạ Tưởng biết là mọi chuyện đã thành. Có thể, đương nhiên là có thể, hơn nữa chỉ cần cậu có thể áp dụng những kiến thức đã học, kiên định làm việc.
Phạm Tranh, tôi tin là cậu có thể dựa vào năng lực của chính mình mà có thể làm nên sự nghiệp. Phạm Tranh thở dài một tiếng. Đúng, anh Hạ nói đúng, làm người thì nên kiên định một chút mới tốt. Thời gian trước em ở nhà giam Bắc Kinh gặp được Kiến Viễn, anh ta vẫn còn hận anh thấu xương, nói rằng sau khi thả ra nhất định sẽ tìm anh tính sổ, em khuyên mà anh ta không nghe. Bây giờ em đã hiểu Kiến Viễn đúng là đã gieo gió gặt bão, không nên trách người khác. Nếu không Cao Thành Tùng đường đường là một bí thư tỉnh ủy cuối cùng cũng bị giáng xuống ba bậc, được đối đãi như một phó giám đốc sở, cũng thật là quá mất mặt. Chương 430, vượt lên chiếm lĩnh vị trí tối cao. Cao Kiến Viễn bị xử phạt 20 năm tù giam, Vũ Phái Dũng thì bị thi hành án tử hình, tưởng chuyện đã trở thành quá khứ, không ngờ Cao Kiến Viễn vẫn còn gian xảo muốn sau khi ra tù sẽ trả thù hắn. Hạ Tường thản nhiên cười, không thèm để ý đến sự đe dọa đầy u mê của Cao Kiến Viễn, bắt tay Phạm Tranh rồi nói. Không tồi, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đó, con đường phía trước hãy còn dài, đừng nóng vội làm gì cứ từng bước mà tiến, lúc cần khiêm tốn thì cứ khiêm tốn. Kiếm tiền, không nhất định cứ phải xuất đầu lộ diện, nên nghĩ cách tìm lấy một người tin cậy làm người đại diện, còn cậu chỉ việc ngồi sau cánh gà mà nghiên cứu lý luận là được rồi. Phạm Tranh tỏ vẻ tán thưởng. Dạ phải, anh Hạ, lời anh nói giống lời bố em dặn dò quá. Bước tiếp theo em sẽ đến làm việc tại Viện Khoa học Xã hội để nghiên cứu một số lý luận. Phạm Duệ Hằng tiếp thu kinh nghiệm từ cha con Cao Thành Tùng nên đã bước đi vững vàng hơn nhiều. Để Phạm Tranh vào Viện Khoa học Xã hội là một bước cờ hay, công tử nhà chủ tịch tỉnh nghiên cứu học vấn, lại còn là học trò của Cốc Nho nên sẽ tạo cho người ta ấn tượng về một chủ tịch tỉnh thanh minh và một công tử nho nhã. Hạ Tường đã hiểu sâu hơn về Phạm Duệ Hằng, quả nhiên là một người có lòng thâm sâu, sau này Phạm Duệ Hằng còn có thể tiến xa hơn cả Cao Thành Tùng. Ngày hôm sau, Tề Á Nam nhận được thông báo về thủ tục cuối cùng bị kẹt lại ở thành phố đã được phê duyệt. Phó Tiên Phong sau khi nghe tin còn đích thân đến tìm Đàm Long hỏi cho rõ ngọn ngành. Đàm Long bất đắc dĩ nói rằng trong tỉnh đã có người ra mặt, y không chịu nổi áp lực nên không thể không buông tay, Phó Tiên Phong phản đối nói. Ngoài Phó Bí Thư Thôi ra thì Bí Thư Diệp không quan tâm đến chuyện này, ai mà có thể diện lớn như vậy? Đàm Long nhăn nhó trả lời. Thư ký của Chủ tịch tỉnh Phạm đã đích thân gọi điện tới. Phó Tiên Phong liền sửng sốt, mãi không nói tiếng nào. Chẳng mấy chốc mà đã tới cuối tuần, mới sáng sớm Hạ Tưởng đã thức dậy, dặn dò Tào Thù Lê đang ngủ nướng mấy câu. Đang định đi thì cô bé gọi giật lại. Ba nói sắp tới anh phải đi Mỹ có đúng không? Cô ấy đang chui trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to đảo qua đảo lại không ngừng. Hạ Tưởng gật đầu, trong lòng nghĩ đúng là không giấu được cô ấy, nhưng hắn cũng không nghĩ là sẽ phải giấu, chỉ là do chưa quyết định thời gian cụ thể nên chưa chính thức nói với cô ấy. Cô bé ló hẳn đầu ra khỏi chăn, trên mặt nở một nụ cười tinh nghịch. Nghe lời em chắc chắn không sai. Có một câu nói rất hay, nên ăn nhiều uống ít rượu, dùng tai nghe nhiều hơn là mở miệng nói, nghe theo lời vợ, đi theo đảng. Làm được ba điều trên thì đảm bảo anh không thể phạm sai lầm chính trị hay có vấn đề gì về tác phong đâu. Em đề nghị tuần tới anh phải cùng tập đoàn cô đắc đàm phán, trì hoãn là sinh chuyện đó. Cái câu, trì hoãn thì sinh chuyện. Có ý ám chỉ mạnh mẽ, Hạ Tưởng hiểu cô ấy muốn ám chỉ cái gì liền cười nói. Rõ, xin tuân theo lời bà xã. Hạ Tưởng vừa đi khỏi cô liền ngồi dậy, ngồi thừ người một lúc rồi tự lẩm bẩm cười một mình. Đúng là tên khốn làm cho người ta vừa yêu vừa giận. Tên khốn Hạ Tưởng tất nhiên là không biết lời nhận xét của Tào Thù Lê, hắn lái xe đi, chạy thẳng theo hướng đông, đến ngã tư thì có tiếng chuông điện thoại reo. Em hận anh chết đi được. Câu đầu tiên của Liên Nhược Hạm là câu oán trách hung hăng. Tại anh hết, báo hại em ngày nào cũng phải vác cái bụng to này, khó chịu gần chết, còn anh thì vẫn sung sướng, ngày nào cũng ăn chơi. Đàn ông các anh sao lúc nào cũng được lợi vậy. Hạ Tưởng hiểu rõ tính khí của Liên Nhược Hạm, giữ thì có giữ nhưng chẳng qua là biến tướng mà trách hắn không thể ở bên cạnh cô ấy. Hạ Tưởng giả vờ không hiểu, hỏi. Cái gì mà chuyện gì cũng được lợi, anh không hiểu. Em nói xấu anh thì cũng phải cho anh hiểu rõ chứ. Anh mà không hiểu sao? Vừa phải thôi. Liên Nhược Hạm vẫn tỏ vẻ ấm ức nói. Lúc làm việc xấu thì anh thoải mái lắm, thoải mái xong rồi thì bụng em phải chịu tội to ra thế này đây. Sau này đợi đứa bé sinh ra, anh lại đến đòi làm bố nó. Anh xem, trong mắt con trẻ người cha lúc nào cũng quan trọng hơn mẹ nó, thế có phải đàn ông lúc nào cũng được thơm lây,
việc gì cũng như ý không? Không thể nói như vậy được, có những chuyện vốn dĩ phải do đôi bên chung sức mới thành được. Hơn nữa, khi đó cả hai đều có chung mục tiêu theo đuổi, có thể nói là có cùng mục đích, đồng tâm hiệp lực. Về sau tuy rằng kết quả tạo ra cho hai người là khác nhau nhưng do cấu tạo cơ thể của mỗi người khác nhau nên cảm nhận sẽ có khác biệt, đó cũng là hiện tượng bình thường. Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra thì đừng nên kêu trời kêu đất mà nên dũng cảm đối mặt, đúng không nào? Hạ Tưởng nhịn cười, nói lý để động viên Liên Nhược Hạm. Nhược Hạm, em là người phụ nữ tốt, sau này chắc chắn cũng là một người mẹ tốt. Người phụ nữ tốt không nổi nóng với người đàn ông của họ, người mẹ tốt cũng sẽ không tức giận khi đang mang bầu để tránh ảnh hưởng tới đứa bé. Vậy nên, xin em phải chú ý đừng có nổi giận. Anh làm em tức điên lên mất. Liên Nhược Hạm cuối cùng cũng cười lên thành tiếng. Trước đây anh xấu bên ngoài, bây giờ là xấu từ trong xương tủy, hết thuốc chữa rồi. Được rồi, được rồi. Bây giờ ngày nào anh cũng bị em với cô bé Lê chửi là thằng khốn rồi, đừng có truyền cho con trai anh mấy cái tư tưởng không tốt ấy nữa. Nếu tuần tới anh qua đó thì thế nào? Anh thích đến thì đến, dù sao anh không đến thì em sẽ nói với con là nó không có cha. Liên Nhược Hạm cố ý chọc giận Hạ Tưởng. Người phụ nữ đang mang thai cần nhất sự an ủi, động viên, dù có kiên cường, độc lập đến mấy thì vẫn hy vọng có một người yêu thương bầu bạn. Yêu một người thì sẽ có những yêu cầu, đối với Hạ Tưởng thì đó là thứ tình cảm vừa yêu vừa hận. Hạ Tưởng cũng hiểu suy nghĩ của Liên Nhược Hạm, thở dài nói. Xin lỗi Nhược Hạm, anh đã không bầu bạn bên em được, đó là lỗi của anh hy vọng là em thông cảm được. Thực ra anh vẫn luôn nhớ đến hai mẹ con em, không lúc nào quên đâu. Câu nói đã đánh vào điểm yếu trong lòng Liên Nhược Hạm, giọng của cô ấy lập tức mềm hẳn xuống. Là do em nợ anh, bị anh ức hiếp mà còn luôn nghĩ đến cái tốt của anh. Sau đó, Hạ Tưởng gọi điện cho Khâu Tự Phong để y sắp xếp việc tuần tới đi Mỹ, Khâu Tự Phong đồng ý ngay. Vừa lúc bên Mỹ cũng đang hối thúc bên mình lên đường. Có thể nói tiểu Hạ này, cái số cậu may thật đó, ngày xưa tôi làm gì được như cậu. Mà thôi, không nhắc đến thì thôi vậy. Hạ Tưởng cười ha hả. Xem ra ông anh cũng là người có nhiều chuyện quá khứ. Được dịp chuyến bay dài buồn tẻ thì anh kể tôi nghe đi. Thành Đạt Tài thích miền đông, nên biệt thự của ông ta lúc nào cũng xây ở phía đông. Lúc trước là ở trong thành phố, nay lại xây thêm một căn biệt thự ở mảnh đất giáp danh giữa thành phố và ngoại ô. Biệt thự không lớn lắm nhưng cái vườn thì lại không nhỏ, chiếm tới hơn mười mấy mẫu. Từ biệt thự mà nhìn ra hướng đông có thể nhìn thấy một khung cảnh nhộn nhịp, khu đô thị thành Dương Quang do tập đoàn Đạt Tài đầu tư đang trong không khí thi công hừng hực. Trong vườn không chỉ trồng đủ loại hoa mà còn rất nhiều rau xanh và cây ăn quả. Thành Đạt Tài ăn mặc với dáng vẻ nhàn rỗi, đang cầm kéo ra cắt tỉa cành, nếu ai đó không quen biết ông ấy, mới nhìn qua thì cứ tưởng ông ấy là một lão nông trồng hoa kỳ cựu. Ngay cả Hạ Tưởng lúc mới gặp cũng không khỏi khâm phục trước tài cắt tỉa điêu luyện của Thành Đạt Tài. Trong lòng nghĩ một doanh nhân kỳ tài như ông ta bây giờ cũng có lúc chân chất như một ông nông dân, hơn nữa nhìn dáng vẻ điêu luyện của ông ta thì không phải cái dạng làm để chơi mà thực sự đó là lòng yêu thích, không khỏi có chút cảm phục. Thành Đạt Tài đã nhìn thấy Hạ Tưởng liền buông kéo, tháo găng tay ra, bước đến bắt tay Hạ Tưởng. Lâu quá không gặp, tiểu Hạ trông mặt phấn chấn thế kia chắc là có chuyện gì vui phải không? Trước mặt Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ cung kính. Hắn hơi cúi người và nói. Chủ tịch Thành bây giờ đã đạt tới trình độ này thì sau này lên mức độ cao hơn nữa thì khoảng cách với những người tầm thường như chúng tôi ngày càng xa. Khoảng cách về tiền bạc thì còn có cơ hội đuổi kịp chứ chênh lệch về trình độ thì có khi cả đời cũng không theo kịp được. Thành Đạt Tài cười vang. Không thể không nói, tiểu Hạ, cậu nói chuyện nghe xuôi tai lắm. Xem ra chốn quan trường có thể rèn giũa con người. Cậu bây giờ trưởng thành hơn trước nhiều và còn biết cách ăn nói hơn. Thành Đạt Tài bây giờ thứ gì cũng không thiếu, tiền tài, địa vị rồi danh tiếng gần như thuộc dạng ăn trên ngồi trước thiên hạ. Kể cả những tập đoàn khổng lồ như Viễn Cảnh, trong ngành bất động sản khi đứng trước tập đoàn Thành Đạt thì chỉ như là đứa trẻ mới chấp chứng tập đi. Người đời sau cứ theo đà phát triển của tập đoàn Đạt Tài mà mở rộng ra cả nước. Trong những ông trùm của giới bất động sản trong nước, Thành Đạt Tài cũng chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Trong vườn có mấy cây ăn quả đã cao lớn sum suê, trên cây đào và cây hạnh đã treo lủng lẳng những quả lớn quả bé, cây táo thì vừa mới ra hoa. Ở giữa mấy gốc cây ăn quả có đặt vài cái ghế và mấy cái bàn vuông, phía trên có đặt một bình trà đang đun nóng,
Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng lần lượt ngồi xuống. Hạ Tưởng không đợi Thành Đạt Tài động tay vào mà chủ động rót trà mời. Thành Đạt Tài cũng không khách sáo đưa tay nhận lấy, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Thành Dương Quang, đúng lúc ánh nắng rọi vào mặt, ông ta hơi nheo mắt lại, xúc động nói. Từ giờ, bất động sản sẽ bước vào thời kỳ phát triển tốc độ, chuyện này vừa tốt lại vừa hại, là con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Ngành bất động sản đồng thời với việc kéo theo sự phát triển của cả nền kinh tế, sẽ không thể tránh khỏi việc nhiều người không mua nổi nhà do giá cả quá cao. Cho dù có nâng cao GDP thì việc này chỉ đem lại thành tích cho chính quyền địa phương, chỉ là cái phúc cho quốc gia thôi chứ không thể là may mắn của người dân được. Buổi nói chuyện với Thành Đạt Tài làm cho Hạ Tưởng thấy kính nể ông ta hẳn lên. Nhà kinh doanh bao giờ cũng đặt lợi nhuận làm đầu, trước tới giờ chỉ quan tâm đến kiếm tiền chứ không quan tâm đến đạo nghĩa, càng không để tâm tới sự sống chết của người dân. Bất kể trong thời đại nào cũng đều không thiếu những thương nhân phất lên khi có tai họa ập đến. Những công trình kém chất lượng và việc tích trữ rễ bản lam khi có dịch xác, v.v. Sau này cùng với việc tích trữ củ cải trắng và đậu xanh để nâng cao giá thành, ví dụ nhiều kể không xuể. Ngoài những thương nhân có phẩm hạnh bại hoại như trên thì đa số còn có thể coi là biết tuân thủ pháp luật thì cũng không đoái hoài đến sức chịu đựng của xã hội và cuộc sống khó khăn của người dân. Trong mắt họ, thiên hạ đều nghèo chỉ mình giàu có thì mới là tốt nhất. Ngành bất động sản phát triển đến đời sau này, giá nhà ở cao đã trở thành khối u ác tính của xã hội. Nếu cắt bỏ thì có khả năng sẽ gây ra những phản ứng dây chuyền dẫn đến kinh tế xuống dốc thậm chí sụp đổ. Nếu không cắt bỏ, cứ để ngành bất động sản dị hình phát triển như vậy sớm muộn gì cũng giống như Nhật Bản, do giá nhà ở tăng cao mà nền kinh tế mấy chục năm bị suy thoái, khiến cho thành quả mấy chục năm mở cửa cải cách bị phá hoại trong ngày một ngày hai ngày. Là một chứng bệnh của xã hội, giá nhà ở cao không chỉ là do các nhà kinh doanh bất động sản không chịu hạ giá mà ở đây còn do phía chính quyền địa phương và thương nhân đã cùng hội cùng thuyền, lợi ăn lỗ chịu, thì giá nhà ở hạ xuống mới là chuyện lạ. Nhưng không hạ cũng không được, bởi lẽ giá nhà quá cao, người dân không mua nổi thì nhà sẽ để đó không dùng, đó là sự lãng phí cực lớn cho tài nguyên xã hội, vậy tiền lãng phí đó là của ai? Không phải của chính quyền địa phương cũng không phải của thương nhân bất động sản, mà là tiền mồ hôi nước mắt của người dân gửi trong các ngân hàng. Thế nên người ta mới nói kẻ ngốc thì gửi tiền mà người khôn thì tiêu tiền của kẻ ngốc gửi vào. Tài nguyên để đó không dùng đến thì cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Những nhà kinh doanh bất động sản phá sản ngày càng nhiều thì mức thiếu hụt trong các ngân hàng ngày càng tăng, rồi cũng sẽ có ngày đi đến điểm giới hạn. Một khi bộc phát ra sẽ gây ra mối khủng hoảng về lòng tín nhiệm, khi mà dân chúng phát hiện ra không còn tiền trong ngân hàng để rút nữa, còn chính quyền địa phương thì phát hiện ra con số GDP chỉ là trên giấy tờ, và khi những căn nhà chỉ để nuôi lợn, nuôi chuột thì nền kinh tế sẽ hạ cánh. Khái niệm hạ cánh nghĩa là bộ phận hạ cánh của máy bay bị hỏng hóc. Buộc phải hạ cánh thì hậu quả của nó cũng biết là thế nào rồi. Vết xe đổ của nước Nhật đã dẫn đến hậu quả nền kinh tế suy thoái mười mấy năm, chỉ đáng tiếc là giới kinh doanh bất động sản và chính quyền địa phương đã tự lừa dối mình, bịt tai làm ngơ. Là vì sao? Không phải họ không biết nhìn xa trông rộng, cũng không phải họ không hiểu sẽ có ngày bong bóng xà phòng sẽ vỡ, nhưng bây giờ đang có cái lợi thì sao có thể chủ động bỏ đi cái lợi đang nằm trước mắt? Tan vỡ thì cứ mặc tan vỡ. Dù sao họ cũng đã vớt đủ vốn chính trị, đã kiếm đủ tiền, nếu khủng hoảng kinh tế có đến cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, cũng chẳng làm chất lượng sống của họ giảm xuống chút nào. Vậy nên khi biết rõ phía trước có cạm bẫy, những người vốn xuất thân từ tầng lớp cao sang đó không hề lo lắng chút nào, bởi đằng sau họ đã có đường lui. Tuy nhiên việc gây ra giá nhà ở cao như vậy cũng không thể quy tội cho giới bất động sản được, mà nó có liên quan tới những thói hư tật xấu. Mù quáng chạy theo xu hướng của người dân trong nước, họ rất lương thiện và rất dễ bị mắc lừa. Khi giới bất động sản dùng chính sách tiêu thụ đói khát, bỏ ra 50 đồng để thuê người đứng xếp hàng mua nhà thì người dân đã tưởng đó là thật. Giới nhà đất thổi phồng lên rằng nhà bán rất chạy, nếu không mua nhanh thì ngày hôm sau sẽ hết, người dân đều tin là thật. Khi họ hứa là trong khu đô thì có vườn hoa, có nhà trẻ và các cơ sở hạ tầng khác, người ta cũng tin là thật. Sau bao nhiêu lần cứ tin là thật đó, giới nhà đất như đùa bỡn những người mua nhà trong lòng bàn tay, 5-3 ngày lại tăng giá một lần và liên tục tăng cao ngất ngưởng. Đợi cho đến khi người dân tỉnh ngộ thì lại phát hiện ra giới bất động sản đã quen với tính khí của đại gia. Giá nhà ở cao ngất ngưởng, giới bất động sản càng tự cao tự đại,
thậm chí khi giới nhà đất được chính quyền địa phương nuôi lớn rồi thì sau đó chính quyền cũng phải nhìn sắc mặt mấy người đó mà làm việc, ngay cả các chính sách của nhà nước, mấy người đó còn tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng. Khi đã hiểu ra là rước hổ về nhà thì đã muộn, chỉ còn cách tự nuốt quả đắng vào họng. Không ít người dân đã đem hạnh phúc của hai, thậm chí cả ba thế hệ để đổi lấy một căn nhà, tận hưởng cuộc sống nô lệ nhà ở. Sau nô lệ nhà ở lại lần lượt xuất hiện thêm nô lệ xe, nô lệ thẻ tín dụng và nô lệ con cái. Đúng là đến thời đại mới như hôm nay rồi mà giờ lại quay về xã hội nô lệ. Vậy nên vốn là nhà kinh doanh bất động lớn nhất tỉnh Yến như Thành Đạt Tài mà nói ra những lời như vậy, Hạ Tưởng lấy làm ngạc nhiên, nhìn Thành Đạt Tài với một con mắt khác hẳn. Thành Đạt Tài khẽ lắc đầu nói tiếp. Cậu có biết tại sao tập đoàn Đạt Tài lại không đầu tư vào mảnh đất của nhà máy thép và nhà máy dược không? Không phải là không cạnh tranh được với tập đoàn Viễn Cảnh mà do tôi đã quyết định tập đoàn Đạt Tài từ nay về sau sẽ thay đổi chiến lược, không đầu tư vào nhà ở giá cao ở bất kỳ trung tâm thành phố nào nữa mà sẽ phát triển nhà ở có giá kinh tế ở ngoại thành và ngoại ô, xây những ngôi nhà mà dân thường mua được chứ không phải chỉ xây nhà đắt tiền cho cán bộ chính quyền. Một doanh nghiệp không thể chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà phải có cái dũng khí vì thiên hạ, có quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người dân. Hạ Tưởng nhớ lại bao nhiêu phú ông trong nước của đời sau vì lo sợ bị người khác vận động quyên góp mà không tham gia hội nghị các nhà từ thiện, thiết nghĩ người dân nước mình quả thực còn thiếu một tư tưởng thống nhất, đó cũng là những thiếu sót trong nền văn hóa truyền thống, ngay cả chuyện lá lành đùm lá rách cũng không làm được, chỉ biết giữ của để nuôi một đám con nhà giàu kém cỏi, vô công rồi nghề mà thôi. Người xưa có câu, quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm, nhà của quan phải ở tới năm đời. Nhưng trong thực tế thống kê ở các nước khác thì 80% các doanh nghiệp của gia tộc đều không truyền nổi sang đời thứ ba. Tuy nhiên đối với những lời lẽ hùng hồn đó của Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng cũng chỉ tán thành một phần lớn, bởi vì hắn biết Thành Đạt Tài làm kinh doanh chứ không phải là một nhà từ thiện, cho dù có xây nhà giá vừa thì ắt phải nghĩ đến vấn đề doanh thu, nếu không sự nghiệp sẽ không thể được lâu dài. Hắn gật đầu tán thưởng. Chủ tịch Thành luôn nghĩ đến thiên hạ, thương cho chúng sinh. Thực sự khiến người ta kính nể, thán phục. Hiện tại tỉnh Yến đang có xu hướng phát triển về phía Đông Nam, Thành Dương Quang của ngài coi như là chiếm lĩnh vị trí tiên phong rồi. Trước mắt, cho dù là chuyện đất đai hay những cơ sở hạ tầng phụ trợ đều có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Chỉ hy vọng là chủ tịch Thành sau này sẽ nghiêm khắc kiềm chế giá nhà ở, chờ sau khi khu Đông Nam náo nhiệt lên, giá nhà được hạn chế trong một phạm vi hợp lý thì mới tốt. Thành Đạt Tài bị Hạ Tưởng nói toạc ra hết huyền cơ thì nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên cười phá lên. Thảo nào Diệp Thạch Sinh lại có hứng thú với cậu đến thế. Cậu đúng là một người trẻ tuổi có cái nhìn sắc bén. Cậu nói không sai, tôi đúng là đang muốn chấp thời cơ, chiếm lấy vị trí cao nhất ở Đông Nam, chờ cho các nhà bất động sản khác phản ứng lại thì cũng chỉ đứng sau tôi, giá nhà cao hay thấp sẽ cũng chỉ do tôi quyết định. Điểm giống với chiến lược của Thành Đạt Tài đó là Hạ Tưởng hiện đang ở trong tổ lãnh đạo, cũng có suy nghĩ sẽ chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Hôm nay gặp mặt Diệp Thạch Sinh, cũng do có những suy nghĩ giống nhau. Vâng, Chủ tịch Thành quả là biết nhìn xa trông rộng, vượt trội so với đối thủ. Hạ Tưởng lại kịp thời tỏ vẻ kính trọng nói. Tôi nghĩ với tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Thành, chắc chắn ngài sẽ không chỉ dừng lại trong thành phố Yến và tỉnh Yến này đâu. Nếu đã xác định được chiến lược phát triển sau này thì chắc là Chủ tịch Thành đã sớm nghĩ ra bước cờ tiếp theo sẽ đặt ở đâu rồi chứ. Thành Đạt Tài khẽ gật đầu, chưa kịp trả lời thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Thạch Sinh xuất hiện ở ngoài cổng. Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy cùng Thành Đạt Tài bước ra đón Diệp Thạch Sinh. Mặc dù Diệp Thạch Sinh chỉ dẫn theo gã lái xe, nghĩa là chỉ với danh nghĩa cá nhân, nhưng vốn là bí thư tỉnh ủy thì làm sao phân biệt khi nào ông ấy là vì chuyện công hay tư. Thái độ của Thành Đạt Tài tuy rất xuồng xã nhưng vẫn tỏ vẻ kính cẩn đúng mực. Diệp Thạch Sinh nói chuyện với Thành Đạt Tài mấy câu rồi mới bắt tay với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, nghe nói lúc nãy cậu với Thành Đạt Tài nói chuyện hợp lắm, thế nói đến đâu rồi? Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh, giọng điệu cung kính đáp. Lúc nãy tôi đang nghe nói về những chiến lược lớn của Chủ tịch Thành, nghe ông ấy nói về bước phát triển trọng điểm tiếp theo của tập đoàn Đạt Tài. Tôi nghe mà rút ra được nhiều điều bổ ích lắm. Chương 431, thử thách của bí thư tỉnh ủy. Ồ, Diệp Thạch Sinh buông tay Hạ Tưởng ra, nhìn Thành Đạt Tài một cái. Chọn đi, bước phát triển trọng điểm tiếp theo là gì? Nói tôi nghe xem. Thành Đạt Tài nhìn Hạ Tưởng một cái rồi cười.
chi bằng chúng ta cùng kiểm tra Hạ Tưởng để cậu ta đưa ra biện pháp cho tập đoàn Đạt Tài, được không Tiểu Hạ? Hạ Tưởng biết lời nói của Thành Đạt Tài cũng là lời nói của Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh mượn cơ hội gặp mặt Thành Đạt Tài để gặp mặt mình và cũng mượn lúc trò chuyện với Thành Đạt Tài để thử thách mình. Hạ Tưởng vẫn khoát tay lắc đầu nói. Ở trước mặt Bí Thư Diệp và Chủ tịch Thành tôi đâu có tư cách chỉ tay múa chân về sự phát triển của tập đoàn Đạt Tài. Diệp Thạch Sinh vừa đi vừa nói. Chính là muốn cậu đưa ra ý kiến, giả như cho cậu làm chủ tịch của tập đoàn Đạt Tài cậu sẽ làm thế nào để dẫn dắt tập đoàn Đạt Tài phát triển về phía trước. Chỉ là một điều giả thiết, lại không cần phải chịu trách nhiệm chính trị gì thì sợ cái gì. Cậu cứ nói tôi nghe đừng nghĩ gì nhiều. Tôi vẫn thường mở cuộc họp các nhân viên cấp trung để họ thoải mái nói ra ý kiến về sự phát triển sau này của tập đoàn. Cậu cũng đừng ngại sự có mặt của Bí Thư Diệp ở đây, bình thường Bí Thư Diệp rất dễ gần, và lại hôm nay ông ta cũng là khách của tôi thôi chứ không phải là Bí Thư Tỉnh ủy. Thành Đạt Tài mặt tươi cười nói. Mặc dù nụ cười của Thành Đạt Tài rất hòa nhã nhưng Hạ Tưởng vẫn cứ cảm thấy đằng sau nụ cười của ông ta có một chút âm mưu nên không khỏi cười thầm lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ thật ra hôm nay đến là để chấp nhận thử thách. Nên khiêm tốn thì cũng đã khiêm tốn rồi, nên nói thì cũng đã đến lúc phải nói ra rồi. Chờ sau khi Diệp Thạch Sinh và Thành Đạt Tài ngồi xuống, Hạ Tưởng lại rót thêm một lần trà cho hai người họ rồi mới từ từ ngồi xuống nói. Thật ra không cần tôi nói thì Chủ tịch Thành cũng đã sớm định liệu trước rồi, sở dĩ lại hỏi tôi là để kiểm chứng con mắt nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Thành thôi. Thành Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh nhìn nhau cười không nói gì, chờ Hạ Tưởng tiếp tục nói. Hạ Tưởng ngồi thấp hơn hai người họ, quay mặt ra nơi Dương Quang Thành đang thi công ở phía xa xa, hơi xúc động nói. Ánh mắt nhìn của Chủ tịch Thành đúng là luôn đi trước một bước, ý chí lại rộng lớn. Dương Quang Thành đã chứng tỏ được trọn vẹn tham vọng trong lòng. Dương Quang Thành cách nội thành không gần, cách trung tâm thành phố chừng nửa tiếng chạy xe, hình như không phù hợp điều kiện giao thông thuận lợi. Nhưng Dương Quang Thành lại gần quốc lộ và đường cao tốc, cách ngoài 100 mét đã là quốc lộ rồi, cách 300 mét là trực tiếp đến đường cao tốc, trong phạm vi một cây em có siêu thị lớn và các loại hình giải trí, trung tâm thư giãn, có thể nói hoàn toàn phù hợp với thói quen sinh sống của người dân, mua nhà là có thể yên tâm sinh sống ngay. Suy xét của Chủ tịch Thành luôn vì lợi ích chung, rất chu đáo. Thành Đạt Tài khẽ gật đầu, liếc nhìn Hạ Tưởng với vẻ tán thưởng. Vẻ mặt của Diệp Thạch Sinh vẫn thản nhiên không tỏ thái độ gì cả. Đương nhiên chỉ dựa vào mấy điểm trên thì không thể chứng tỏ được ánh mắt nhìn xa của Chủ tịch Thành. Dù sao chỉ cần làm trong ngành bất động sản, bất cứ một nhà đầu tư nào đều có thể phát hiện ra vài ưu điểm đã nói trên, nhưng tại sao họ lại không khai thác một khu đô thị ở đây mà chỉ có Chủ tịch Thành dám bỏ ra một số tiền lớn, lấy 30.000 mẫu đất ở nơi tiếp giáp giữa nội thành và ngoại ô để xây nên một thành phố vệ tinh. Không chỉ là vì Chủ tịch Thành có sự quả quyết phi phàm, hơn nữa Chủ tịch Thành cũng đã nhìn thấy được xu thế phát triển của thành phố đều hướng ra hướng Đông Nam. Mượn trận gió đông này để được lợi cho mình mới thực sự chính là chỗ cao siêu của Chủ tịch Thành. Thành Đạt Tài chỉ cười không nói, Diệp Thạch Sinh khẽ gật đầu. Chiến lược phát triển theo hướng Đông Nam của thành phố Yến là nhận thức chung trước mắt của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh, cũng không phải là bí mật gì. Hạ Tưởng nhìn thấy được điểm này cũng không có gì lạ. Khu đất Dương Quang Thành là vùng đất ngoại ô, giá cả cũng rẻ hơn nội thành rất nhiều, từ đó có thể giảm giá thành nhà ở và đạt được mục tiêu là nhà ở phù hợp với kinh tế trong cảm nhận của Chủ tịch Thành. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là 30.000 mẫu đất này gắn kết liền một mảnh, có thể hình thành một quy mô thị trấn có thể cho phép cả trăm ngàn người ở lại. Chẳng mấy mà chỉ vài năm sau Dương Quang Thành sẽ có thể phát triển trở thành thành phố vệ tinh thực sự. Đến lúc đó có thể thực hiện được một loạt quan điểm kinh doanh của Chủ tịch Thành là từ bất động sản, cho đến công ăn việc làm, cho đến kinh tế. Hạ Tưởng tự tin cười. Trước khi gặp Thành Đạt Tài, hắn đã chuẩn bị trước, nghiên cứu hết các bước khởi đầu và phát triển của Dương Quang Thành và quy mô sau này. Dương Quang Thành là một ví dụ thành công điển hình đầu tiên trong quan điểm về bất động sản của Thành Đạt Tài, cũng từ đó mở màn cho hoạt động Thành Đạt Tài tiến quân vào thị trường bất động sản ở các thành phố khác. Tập đoàn Đạt Tài rầm rộ khuếch trương bước tiến, từ nay trở về sau lại càng không thể dừng lại được. Thành Đạt Tài đúng là một nhà doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Ông đã gửi gắm rất nhiều lý tưởng cá nhân vào lĩnh vực bất động sản, mà ông cũng đang từng bước chậm rãi thực hiện lý tưởng của mình. Những khu đô thị mà Thành Đạt Tài đã từng khai thác, mỗi nơi đều có chỗ độc đáo riêng.
so sánh với đa số những nhà kinh doanh bất động sản chỉ biết kiếm tiền mà không có văn hóa doanh nghiệp và quan điểm kinh doanh thì ông chính là một người theo chủ nghĩa nhân văn có chiều sâu tư tưởng, khát khao lý tưởng, trong đó còn có cả khí phách của người có học, dùng bất động sản để phát triển lý tưởng. Khu đô thị đầu tiên mà tập đoàn Đạt Tài xây dựng là ở khu các trường giáo dục cao đẳng ở Tây Nam, có tên là Thư Hương Uyển, rõ ràng là muốn nhờ vào điều kiện thuận lợi có các trường đại học cao đẳng san sát xung quanh, để cung cấp một môi trường sống đầy học thức cho các cư dân trong khu đô thị. Khu đô thị thứ hai là ở trung tâm thành phố, đặt tên là Trung Uyển, có ý là ở giữa thành phố sầm uất, ở ngay trung tâm thành phố. Gần như mỗi khu đô thị được xây dựng đều có tên theo một ý nghĩa riêng. So với số đông có tên là khu đô thị Kiến Quốc, Đông Long Hoa Viên v.v. đều là những cái tên không động não, chỉ từ cái tên của khu đô thị thì có thể thấy ý đồ và lý tưởng của thành Đạt Tài. Dương Quang Thành là dự án thành công đầu tiên trong ngành bất động sản của thành Đạt Tài, là thử thách đầu tiên của thành Đạt Tài trong việc lấy sản nghiệp bất động sản dẫn dắt quan niệm kinh doanh trong kinh tế. Ý nghĩa của sản nghiệp bất động sản là chỉ kinh tế mới và bối cảnh kinh doanh trong thành thị, dùng bất động sản làm vật dẫn để thực hiện mục tiêu duy trì tăng trưởng tài sản, dùng bất động sản công thương nghiệp, văn phòng và khu kinh tế làm đối tượng khai thác, sửa đổi tập hợp tài nguyên tự nhiên và tài nguyên xã hội. Tổng hợp lại để khai thác, chuyên sâu hóa hình thức sản nghiệp kinh doanh mới trỗi dậy. Sản nghiệp bất động sản theo đuổi giá trị tài nguyên lớn chứ không phải giá trị doanh nghiệp lớn nhất. Điểm xuất phát của sản nghiệp bất động sản là điều chỉnh tổng hợp tài nguyên bất động sản và các tài nguyên khác, đem đất đai khai thác thăng hoa bồi đắp vào tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Đối với đất đai và bất động sản khai thác thêm lần thứ hai, lần thứ ba khai thác sâu và lợi dụng, từ đó có tiềm năng tăng giá và giá trị đầu tư càng lớn. Sản phẩm của tài sản bất động sản càng chú trọng vào nhu cầu của nhóm khách hàng đặc biệt, cung cấp dịch vụ tùy biến theo dạng thực đơn. Sản nghiệp bất động sản theo đuổi lợi ích kinh tế đồng thời càng chú trọng lợi ích xã hội, sản nghiệp bất động sản xây dựng thích hợp với hoàn cảnh sống của người dân, đồng thời chú trọng vào việc làm của người dân và sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dương Quang Thành trong quan niệm của thành Đạt Tài phải xây thành một đô thị sản nghiệp, đô thị giáo dục, đô thị văn hóa, đô thị đổi mới, đô thị cuộc sống. Hạ Tường thấy thành Đạt Tài có chút xúc động là biết mình đã chạm vào bản kế hoạch lý tưởng trong lòng của ông ta, liền nhanh chóng chỉ ra chủ đề. Dương Quang Thành không chỉ là một khu đô thị mà còn là một khu đô thị lý tưởng, chủ tịch thành đã gửi gắm vào đó sự theo đuổi về phương diện giáo dục, văn hóa, đổi mới và cuộc sống, cũng là một khu đô thị dùng sản nghiệp để dẫn dắt bất động sản và kéo theo sự phát triển kinh tế của khu vực. Thành Đạt Tài thay đổi sắc mặt đột nhiên đứng dậy, trên mặt tỏ vẻ kích động. Một khu đô thị sản nghiệp, một khu đô thị lý tưởng, tiểu Hạ cậu tổng kết rất hay đã nói chúng mục đích, rất đúng với cách nghĩ của tôi. Thành Đạt Tài vừa mừng vừa sợ, trong lòng ông ta vừa phát thảo khái niệm về sản nghiệp bất động sản đang muốn dùng Dương Quang Thành làm thí điểm để nghiệm chứng cách nghĩ của mình, nếu thành công thì có thể áp dụng trên cả nước, tìm một thành phố thích hợp để tiến hành mở rộng. Chỉ là vừa mới có một ý định không chín chắn chưa kịp hình thành ý nghĩ một cách hệ thống thì đã bị Hạ Tưởng nhìn thấu. Trong lòng ông ta vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên khó mà nói nên lời. Chỉ vì ông ta là người có con mắt đi trước thời đại không ngờ Hạ Tưởng lại có ý nghĩ giống ông ta cũng khiến Thành Đạt Tài nảy sinh ý nghĩ cảm thông với Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh không biết về quan niệm sản nghiệp bất động sản của Thành Đạt Tài, nhưng ông ta thấy Thành Đạt Tài đột nhiên thất thố, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông ta quen biết Thành Đạt Tài nhiều năm đã quen với dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin của Thành Đạt Tài, chưa bao giờ thấy ông ta kích động như hôm nay. Từ đó có thể thấy lời nói của Hạ Tưởng vừa rồi đã tác động đến Thành Đạt Tài không nhỏ. Thành Đạt Tài không phải người thường, quyết định một dự án mấy trăm triệu mấy tỷ vẫn không thay đổi sắc mặt, cũng không biết có bao nhiêu người đưa ra kế sách cho ông ta muốn được ông ta chấp nhận. Hơn nữa ông ta làm trong ngành bất động sản mười mấy năm cho dù là tích lũy về của cải hay kinh nghiệm đều không ai bằng. Hạ Tưởng có thể cảm động Thành Đạt Tài khiến ông ta luôn miệng khen hay, chắc chắn Hạ Tưởng đã nói chung ý của ông ta. Diệp Thạch Sinh chăm chú nhìn Hạ Tưởng một lát, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng dạng người trẻ trung và có khí khái anh hùng, nên trong lòng cũng có chút cảm thán. Có vốn của một người trẻ, có ánh mắt hơn người, lại có quan hệ rộng rãi, Hạ Tưởng cứ như là một nhân vật quái dị. Chờ Thành Đạt Tài ngồi xuống, Hạ Tưởng mới cười khiêm tốn. Chủ tịch Thành quá khen, chẳng qua tôi chỉ bắt chước lời người khác thôi. Thật ra tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu rồi kết hợp với việc làm của Chủ tịch Thành gần đây nên mới có được chút gợi ý. Thành Đạt Tài ngây người sửng sốt như đang nghĩ đến việc gì, bỗng nhiên lại nói.
tiếp tục nói, cứ nói tiếp nếu do cậu quyết định hướng phát triển của tập đoàn đạt tài cậu sẽ làm thế nào. Hạ Tưởng lại nhìn Diệp Thạch Sinh với ánh mắt như xin ý kiến. Diệp Thạch Sinh sau khi thấy Hạ Tưởng được Thành đạt tài khen ngợi mà cũng không tỏ ra đắc chí nên cũng rất vừa lòng và gật đầu với Hạ Tưởng. Tôi cũng thường nghe bài giảng của các nhà kinh tế học, không sao cả, hôm nay ngồi xuống đây chỉ là trò chuyện đừng sợ là nói sai cứ dũng cảm mà nói ra. Hạ Tưởng liền gật đầu và tiếp tục nói. Dương Quang Thành là khu đô thị lý tưởng thí điểm đầu tiên của Chủ tịch Thành, là nơi mà Chủ tịch Thành cất bước, hơn nữa đặt tên là Dương Quang Thành cũng có ý nghĩa sâu xa, ở nơi mặt trời mọc xây một khu đô thị Dương Quang vừa có ý thơ lại có sự gửi gắm. Dương Quang Thành nằm ở vùng tiếp giáp giữa ngoại thành và ngoại ô, lại rất gần với quốc lộ và đường cao tốc, không lâu sau con đường vành đai 3 được xây dựng thì giao thông với nội thành sẽ rất tiện lợi, hơn nữa nơi này không khí trong lành, hoàn cảnh yên tĩnh, vật giá so với nội thành lại rẻ hơn nhiều, có thể nói có rất nhiều ưu điểm, nghĩ chắc nhất định sẽ bán rất chạy, hơn nữa giá căn hộ so với trung tâm thành phố thấp hơn rất nhiều không lâu sau sẽ hình thành quy mô. Trong quy hoạch của Chủ tịch Thành, Dương Quang Thành còn phải khai thác thêm rất nhiều các cơ sở hạ tầng phụ trợ, ví dụ như nông nghiệp sinh thái, trường học quốc tế, trường đua ngựa và các câu lạc bộ vui chơi giải trí v.v. Một khi đã hình thành sản nghiệp quy mô thì sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến làm việc, dân số đông sẽ xúc tiến việc tiêu thụ bất động sản, hình thành một khu đô thị Dương Quang dẫn đầu, dùng sản nghiệp để thúc đẩy sản phẩm của tài sản bất động sản không chỉ đơn thuần dựa vào bán căn hộ để kiếm tiền mà là điều chỉnh kết hợp tài nguyên xã hội. Dùng bất động sản để kéo theo việc làm, dùng việc làm để đáp trả cho xã hội, một vòng tuần hoàn tốt như vậy mới là khu đô thị lý tưởng của Chủ tịch Thành. Diệp Thạch Sinh đã hiểu những lời Hạ Tưởng nói, trong lòng cuối cùng cũng dậy sóng. Hạ Tưởng không chỉ hiểu rõ phương châm chính sách của tỉnh, biết được chiến lược ưu tiên nghiêng về hướng đông bắc của tỉnh Yến, và cũng phân tích rất rõ về ưu thế của Dương Quang Thành, quan trọng nhất là đã thấy rõ ý đồ của Thành đạt tài. Ý đồ của Thành Đạt Tài về việc ông ta khai thác Dương Quang Thành thì bản thân Diệp Thạch Sinh cũng không thể hiểu hết vì Thành Đạt Tài chỉ tiết lộ một phần chứ không chính thức đưa ra khái niệm về sản nghiệp bất động sản. Nói đến khái niệm sản nghiệp bất động sản, nếu từ miệng một tên trưởng phòng như Hạ Tưởng nói ra trước thì có hơi nực cười, cho dù không từ miệng ông ta một bí thư tỉnh ủy nói ra thì cũng phải từ miệng Thành Đạt Tài nói ra thì mới hợp tình hợp lý. Nhưng sự việc không hợp lý như vậy khi được Hạ Tưởng đĩnh đạc nói ra thì lại khiến ông ta cảm thấy rất tự nhiên dường như là phải từ miệng Hạ Tưởng nói ra mới đúng. Diệp Thạch Sinh lại nghĩ đến sự trọng dụng của Tống Triều Độ đối với Hạ Tưởng và sự bảo vệ Hạ Tưởng dù vô tình hay cố ý của vài vị ủy viên thường vụ, trong lòng cuối cùng cũng hiểu Hạ Tưởng quả thật có chỗ hơn người, hắn không kiêu căng nóng nảy, đầu óc thông minh, ánh mắt nhạy bén, vừa có năng lực lại giao thiệp rộng được nhiều người tán thưởng thì cũng hợp lý. Đồng thời đã bị thôi hướng chèn ép thì cũng không có gì là lạ. Cây cao đón gió lớn, dù Hạ Tưởng đã tỏ ra rất khiêm tốn nhưng có người vẫn vì sự giao thiệp rộng của hắn mà cảm thấy là chướng ngại vật. Nếu tập đoàn đạt tài hướng ra cả nước, cậu nghĩ đạt tài nên bắt tay từ thành phố lớn hay bằng cách khác?